Với những hiểu biết của Phạm Tiến đối với Lưu Kiệt Huy, có lần bóp cổ đầu tiên, thì sẽ có lần thứ hai. Nếu Lưu Kiệt Huy và Trương Quốc Vĩ hoàn toàn chân thành hợp tác, Hạ Tưởng muốn đứng vững ở Tần Đường, tuyệt không có khả năng. Như vậy Hạ Tưởng chỉ có hai con đường có thể đi, một là thay thế Lưu Kiệt Huy, kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, hai là cùng Lưu Kiệt Huy thỏa thuận điều kiện lần nữa, để Lưu Kiệt Huy phối hợp công tác của hắn. Bất cứ người nào cũng muốn nắm hết quyền hành, Hạ Tưởng cũng không ngoại lệ, kết quả hắn muốn nhất khẳng định là đem Lưu Kiệt Huy thay vào đó. Phạm Tiến trong lòng ý niệm chợt lóe, hay là do y tới làm quân tiên phong đá văng Lưu Kiệt Huy, sau khi thành công, Hạ Tưởng khẳng định sẽ nhớ kỹ chỗ tốt của y. Hơn nữa sau vài lần tiếp xúc, Phạm Tiến cũng ý thức được, cùng Hạ Tưởng hợp tác nói điều kiện, so với cùng Trương Quốc Vĩ hợp tác thì càng yên tâm, càng kiên định hơn. Bí thư Hạ, tôi muốn hướng tỉnh ủy đề xuất đề nghị, là ý tưởng của cá nhân tôi vì công tác Tần Đường khai triển tốt hơn, vì cục diện chính trị Tần Đường càng ổn định hơn, do bí thư kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân là rất có tất yếu. Phạm Tiến lại hướng Hạ Tưởng lộ ra ý tưởng điều chuyển Lưu Kiệt Huy. Điều chuyển Lưu Kiệt Huy. Hạ Tưởng đương nhiên cũng muốn, bởi vì Lưu Kiệt Huy quả thật là hơi quá đáng, nếu gã và Trương Quốc Vĩ kẻ sướng người họa, quyền uy bí thư thành ủy quả thật không chiếm được chứng thực, quyền lực liền suy giảm mạnh, muốn ở Tần Đường hoàn toàn mở ra cục diện, Hội đồng Nhân dân không phối hợp công tác, chỉ có thể là một câu nói suông. Nhưng vấn đề là, không thể do hắn đề xuất vấn đề của Lưu Kiệt Huy, nếu không sẽ có hiểm nghi rõ ràng là hướng tỉnh ủy đòi chức quan. Phạm Tiến hai lần đề xuất bí thư kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, nói thật, lần đầu tiên Hạ Tưởng chỉ cho là Phạm Tiến thăm dò, hiện tại lại nói tới, hắn liền ít nhiều tin tưởng Phạm Tiến có chút thành ý, bởi vì Phạm Tiến bị Lưu Kiệt Huy bức bách quá mức. Vốn hắn cũng không có ý tưởng lấy sự tình Mã Quân làm lớn chuyện, nhưng Phạm Tiến lại nhắc tới vấn đề kiêm nhiệm, hắn liền không thể không suy xét lợi dụng đòn bẩy của Phạm Tiến khuấy động ích lợi khả thi của Lưu Kiệt Huy. Cơ hội, thường thường chỉ là một ý niệm. Bắt được, có lẽ sẽ thành công. Bỏ lỡ, có lẽ vĩnh không còn đến nữa. Bí thư Phạm, đây không tốt lắm đâu. Hạ Tưởng bật cười ha hả, cũng chỉ có thể pha trò. Vẫn là phải phục tùng công tác an bài của tỉnh ủy, không cần thêm phiền toái cho tỉnh ủy. Tuy nhiên cũng là có một việc khác, cần phải hướng anh thông báo một chút. Hạ Tưởng ý nghĩ toát ra rất nhanh, Phạm Tiến cũng biết Hạ Tưởng không có khả năng tỏ thái độ rõ ràng. Y cũng đối với một việc khác mà Hạ Tưởng nói tới, cũng không để ý cho lắm, chỉ là thuận miệng hỏi. Bí thư Hạ còn có chỉ thị tinh thần gì? Vừa rồi Lão Thường hướng tôi báo cáo một tình huống, nói là có nhận được tố cáo, có công an cảnh sát cá biệt tham ô nhận hối lộ, số lượng khá lớn, tình tiết khá nghiêm trọng, đang tiến thêm một bước điều tra lấy chứng cớ. Tôi đề nghị, anh cũng cần phải qua đó hỏi han một chút, coi như quan tâm công tác ủy ban kỷ luật cũng tốt. Hạ Tưởng đầy thâm ý nói một câu cuối cùng. Phạm Tiến chẳng phân công quản lý ủy ban kỷ luật, không cần thiết của không có tư cách hỏi đến công tác của ủy ban kỷ luật. Đương nhiên, đề cập đến công an cảnh sát, liền đề cập tới nhân sự, y coi đây là lý do qua đó hỏi han miễn cưỡng cũng chấp nhận được, nhưng bí thư Hạ lại cố ý chỉ ra, khẳng định là có ngụ ý. Ra khỏi phòng làm việc của Hạ Tưởng, Phạm Tiến đang do dự nên làm xong công việc trong tay trước, hay là tìm Thường Công chỉ tìm hiểu chút tình huống trước, quá háo hức, sẽ biểu hiện y không đủ trầm ổn, cũng có mất phong độ, nghĩ như vậy, liền nghĩ xuống lầu trước rồi nói, không ngờ mới đến lầu thang, vừa vặn gặp Thường Công chỉ, y liền thuận miệng hỏi một câu. Bí thư Thường, vừa rồi bí thư Hạ nói, có một lá thư tố cáo công an cảnh sát, ý tứ của anh ấy là, bảo tôi cùng anh tiếp xúc một chút. Thường Công chỉ vốn là một tay đang xoa xoa bụng, đột nhiên liền ngừng lại. Ngây ngẩn cả người, bởi vì vừa mới nghe được ý tứ của bí thư Hạ là nâng cao gót chân nhẹ nhàng mà bước. Nếu ông ta không có lý giải sai, chính là nâng cao lên, nhẹ nhàng buông, trước đè ép, đột nhiên lại lòi ra Phạm Tiến hỏi han, ông ta lập tức cảnh giác phỏng đoán, đối với vấn đề Mã Quân, là phải bắt chặt không tha sao. Nhưng Mã Quân đã trốn ra nước ngoài, hiện tại cho dù tra ra vấn đề, sẽ rút dây động rừng, Mã Quân lại càng không trở về. Thường Công chỉ bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, bí thư Phạm đề danh bổ nhiệm Diệp Phàm vẫn còn bị bóp chẹt tại Hội đồng Nhân dân, ông ta liền trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì đó. Bàn tay ông ta đã ngừng xoa bụng nay lại tiếp tục chuyển động, khi chuyển tới vòng thứ ba, trong lòng đã có chủ ý. Sau khi Phạm Tiến đi theo Thường Công chỉ đến văn phòng, đợi Thường Công chỉ lấy thư báo cáo ra cho y xem, y chỉ xem qua một lượt liền cảm thấy khó thở,
một cơ hội trời cho như vậy xuất hiện trước mắt, trong chốc lát tim y đập nhanh hơn, miệng khô đi, có cảm giác như bản thân không còn sức lực nữa. Lại nghĩ đến sự bình tĩnh và thong dong vừa rồi của Hạ Tưởng, lại không khỏi hít sâu một hơi, hay cho một bí thư hạ có khí độ trầm tĩnh, trong tay có một lợi thế quan trọng như vậy lại không thể hiện ra, lại dùng cả hai tay đưa cơ hội này đến trước mặt y, trong lòng y không rõ đang mừng hay lo. Mừng là vì, nếu việc này xử lý thật thích đáng, chuyển Lưu Kiệt Huy đi có lẽ không phải vấn đề gì lớn. Lo là vì, bí thư hạ âm thầm mượn điểm yếu của Lưu Kiệt Huy, mà còn có thể duy trì sự bình tĩnh và kiên nhẫn, thật sự là hạng người không dễ tiếp cận. Vốn dĩ y nghĩ Hạ Tưởng ở Tần Đường có làm thế nào cũng không thể đấu lại với một cái cây to rễ sâu như Trương Quốc Vĩ, huống hồ Trương Quốc Vĩ còn có Lưu Kiệt Huy tương trợ. Bây giờ niềm tin của y bị lay động rồi, nói không chừng bí thư hạ có thể đứng vững chãi ở Tần Đường, hơn nữa còn nắm giữ đại cục. Phạm Tiến còn chưa nghe được tin tức gì về bí thư thành ủy Tần Đường và ủy viên thường vụ tỉnh ủy Cao Phối, bởi vì trước khi Bộ Chính trị ra quyết định, thì vẫn nằm trong vòng bí mật. Nếu y biết được trước một chút tin tức, thì sẽ không hề do dự mà hướng hẳn về phía Hạ Tưởng. Nhưng bây giờ, Phạm Tiến suy nghĩ một lúc, liền quyết định trước tiên cứ đi theo luồng tư tưởng của Hạ Tưởng, trước tiên cứ hoàn thành bước đầu việc chuyển Lưu Kiệt Huy đi rồi tính tiếp. Nếu bước đầu tiên thuận lợi, y sẽ xem xét thời thế, quyết định lập trường. Chuyện này rất nghiêm trọng, công an cảnh sát hiểu luật nhưng lại phạm luật, tội tăng thêm một bậc, bôi đen hết cả bộ mặt của toàn bộ hệ thống tư pháp thành phố Tần Đường. Tuy Mã Quân bị miễn nhiệm chức vụ phó cục trưởng cục công an, nhưng vẫn mang thân phận cảnh sát. Phạm Tiến đem sự việc ra dự tính trước. Thường công chị lại không biết giữa Hạ Tưởng và Phạm Tiến đã thỏa thuận gì với nhau, liền nghĩ rằng lời của Phạm Tiến là suy nghĩ của bí thư hạ, hai nhân vật đứng đầu thành ủy đã thống nhất với nhau, y tự nhận giao tình giữa y với Trương Quốc Vĩ cũng không sâu sắc, với Lưu Kiệt Huy lại càng có ít ngôn ngữ đồng nhất, gần xa phân rõ, sự tình liền rõ ràng hơn nhiều, liền đưa tay đặt lên sấp tài liệu. Ủy ban kỷ luật điều động tinh binh mãnh tướng, nhất định điều tra rõ ràng. Chương 1160 Nhân tài xuất chúng, không liên can đến tài văn chương. Phạm Tiến gật đầu, lại nói một câu. Đề cập đến lãnh đạo, vẫn nên lảng tránh một chút thì tốt hơn. Ý của tôi và bí thư hạ là, vụ án đang trong giai đoạn điều tra lấy chứng cứ, nhất định phải nỗ lực khống chế. Thường công chỉ đáp. Ủy ban kỷ luật có điều lệ bảo mật, bí thư Phạm không cần lo lắng. Thực ra vẫn âm thầm thể hiện sự bất mãn, dường như Phạm Tiến không tin tưởng y. Dường như cho rằng y sẽ mật báo với Trương Quốc Vĩ hay Lưu Kiệt Huy vậy. Phạm Tiến nghe ra sự không vui trong giọng nói thường công trị, biết mình đã lỡ lời, liền cười. Lát nữa tôi mời bí thư thường uống rượu, mùa đông rồi, ăn cái lẩu uống ly rượu là thoải mái nhất. Thường công trị cũng hết tức giận. Đúng lắm, nên ngồi với nhau một lát. Ba ngày sau, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Đàm Quốc Thụy, phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh Lô Quốc Viễn đến Tần Đường thị sát công tác. Mặc dù tuyết lớn đường trơn, chủ tịch tỉnh Đàm và chủ nhiệm Lô vẫn thể hiện sự nhiệt tình trong công việc, đúng hẹn có mặt ở Tần Đường. Bí thư thành ủy Hạ Tưởng, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Kiệt Huy, thị trưởng Trương Quốc Vĩ cùng đi thị sát. Phó chủ tịch tỉnh Đàm và chủ nhiệm Lô thị sát cảng Kinh Đường. Tuy tuyết rơi, cảng Kinh Đường vẫn chưa bị đóng băng, phó chủ tịch tỉnh Đàm đứng trên cảng, đứng đón gió. Gió bắc thổi cái áo khoác của gã bay phập phồng, thư ký bước lên chắn gió cho gã, bị gã từ chối. Gã một tay chống nạnh, một tay chỉ về phía biển rộng, xúc động nói. Năm đó Tào Tháo để lại ở đây một áng thơ thiên cố Đông Lâm Kiệt Thạch, dĩ quan Thương Hải. Nước gợn sóng, hòn đảo sừng sững biểu hiện cho tình cảm rào rạt của người thi sĩ, năm đó bột hải nào có được khí chất và sự hào hùng như bây giờ. Cảng Kinh Đường bây giờ, muôn hình vạn trạng. Nếu Tào Tháo còn tại thế, nhất định sẽ làm thêm một bài thơ nữa rồi, ha ha. Trương Quốc Vĩ không đợi Hạ Tưởng lên tiếng, liền đi trước một bước nói phụ họa theo. Đã sớm nghe nói Phó Chủ tịch Đàm không những thư pháp giỏi, còn có văn chương tài hoa, tôi mạo muội mời Phó Chủ tịch Đàm làm một bài thơ cho Cảng Kinh Đường, sau này cũng có thể trở thành một áng thơ thiên cổ tuyệt mỹ. Ha ha. Đàm Quốc Thụy lắc đầu cười tự giễu. Tôi không thể so nổi với Tào Mạnh Đức. Ông ta là anh tài thiên cổ. Nhưng nói đến thơ phú, tôi cũng có chút tâm đắc, xin múa dìu qua mắt thợ trước mặt các đồng chí rồi. Mọi người liền vội vàng phụ họa, đều nói thơ phú phó chủ tịch Đàm rất hay, mình theo không kịp.
Hạ Tưởng cũng miễn cưỡng phụ họa mấy câu, trong lòng cười thầm, quan Thương Hải của Tào Tháo viết về Bột Hải là đúng, nhưng không phải Bột Hải của Tần Đường, mà là Bột Hải của tỉnh Tề. Năm đó lúc Tào Tháo đi qua tỉnh Tề, lúc đứng trên núi Kiệt Thạch đột nhiên nảy ra ý thơ, Đàm Quốc Thụy lại hiểu lầm đó là Tần Đường, làm trò cười cho người khác mà thôi. Hạ Tưởng cũng biết rõ, e rằng những người ở đây không phải chỉ có một mình hắn nghe ra lỗi trong câu nói của Đàm Quốc Thụy, nhưng không có ai chỉ ra, cũng là sự kiêng kỵ tôn nghiêm. Hắn đương nhiên cũng không biết gì đến nỗi chỉ ra lỗi của Phó Chủ tịch tỉnh trước mặt các ủy viên thường vụ, chẳng qua chỉ là thanh âm phụ họa nhỏ hơn một chút mà thôi. Biểu hiện của hắn lọt vào mắt Đàm Quốc Thụy, liền khiến Đàm Quốc Thụy tưởng rằng Hạ Tưởng cố ý lạnh nhạt với gã. Đàm Quốc Thụy liền chỉ danh Hạ Tưởng. Đồng chí Hạ Tưởng xuất thân từ lĩnh vực xây dựng, có lẽ không có hứng thú nhiều với thơ phú, tôi và đồng chí Quốc Vĩ nói chuyện thơ phú, cậu hãy kiên nhẫn một chút, cho chúng tôi có một cơ hội hoài niệm, được không? Tuy chỉ là đùa vui thôi, nhưng cũng đã có ý khiển trách. Không ít nhân viên đi cùng mặt đã đổi sắc. Hạ Tưởng thấy Đàm Quốc Thụy ám chỉ hắn ngay trước mặt nhiều người, cũng xem thường Đàm Quốc Thụy vài phần, tốt xấu gì cũng là phó chủ tịch tỉnh, sự việc bình thường có thể cho qua thì cho qua đi. Hà tất phải lợi dụng quyền uy để đè ép người khác. Hơn nữa cũng không phải hắn không biết thơ phú, liền nghiêm trang đáp lại. Tôi không phải xuất thân từ khoa văn, nhưng cũng luôn thích văn thơ cổ điển, đối với văn hóa cổ điển, luôn kính phục. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt. Đàm Quốc Thụy cười nhẹ. Còn nhớ toàn văn bài Quan Thương Hải không? Nói là kiểm tra cũng đúng, nói là làm khó dễ cũng được, người ta là phó chủ tịch tỉnh. Muốn đè ép anh cũng phải nhẫn nhịn. Cấp quan lớn ép chết người, ở thời đại Tào Tháo cũng vậy, ngàn năm qua rồi, xã hội bây giờ tiến bộ rồi, nhưng kỳ thật chế độ cấp bậc lại không tiến bộ được bao nhiêu. Nếu Hạ Tưởng đọc lưu loát toàn bộ bài thơ ra, sẽ khiến Phó Chủ tịch Đàm mất mặt, nếu không đọc được câu nào, sẽ khiến bản thân mình mất mặt, hắn liền chọn đọc một đoạn chính giữa, còn cố ý dừng lại vài lần nhẩm, sau đó cười nói. Không được rồi. Thực sự nhớ không đầy đủ được, vẫn mong Phó Chủ tịch Đàm phê bình. Phê bình cậu cái gì? Có thể đọc một nửa cũng không tồi rồi. Đàm Quốc Thụy cười vui vẻ. Các đồng chí, ý thơ cổ điển rất có ích đối với việc tu dưỡng nhân văn của chúng ta, hun đúc tình cảm con người chúng ta không thể xem nhẹ. Bây giờ các trường học bắt đầu coi trọng việc giáo dục quốc học, là một chuyện tốt, rất tốt. Đồng chí Quốc Vĩ bán xe để ủng hộ cho nhà trường, theo tôi. Nên được tuyên dương điển hình trong toàn tỉnh. Giáo dục cái gì chứ? 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Nói một đống đạo lý, nâng cao hình tượng Trương Quốc Vĩ, Đàm Quốc Thụy lại cao giọng ngâm Nga Quan Thương Hải, giọng điệu truyền cảm, cuốn hút, dõng dạc, vừa mới ngâm xong, Trương Quốc Vĩ vỗ tay đầu tiên. Sau đó mọi người cùng khen ngợi Phó Chủ tịch Đàm trí nhớ hơn người, khả năng đọc diễn cảm cũng có thể so với MC chuyên nghiệp, Phó Chủ tịch Đàm liền tỏ vẻ khiêm tốn. Nét mặt rạng rỡ. Không ít người đều nhìn rõ là cái gì, không những Phó Chủ tịch tỉnh ra sức ủng hộ thị trưởng Trương, còn cố ý chèn ép Hạ Tưởng, hơn nữa thị trưởng Trương còn có vài lần đi quá giới hạn, trong khi thị trưởng Hạ chưa vỗ tay trước, y đã vỗ tay rồi. Không phải thể hiện quá rõ ràng sự nịnh bợ Phó Chủ tịch Đàm, mà là cố ý hạ thấp thể diện bí thư. Ngay cả Phó Chủ nhiệm Lô của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng có thể nhận thấy, biết Trương Quốc Vĩ không xem Hạ Tưởng ra gì. Ánh mắt ý vị dừng lại trên người Hạ Tưởng mấy lần. Phó Chủ tịch Đàm đọc xong thơ, lại trầm ngâm một lúc, lại vòng tay nói với mọi người. Có rồi, một ý thơ ngẫu nhiên, hôm nay làm trò cười vậy, nếu các đồng chí cảm thấy không hay, cứ phê bình thẳng thắn. Đừng xem tôi là Phó Chủ tịch tỉnh, bây giờ tôi là học sinh, phải học tập các đồng chí. Mọi người lại lớn tiếng nói gì gì đó, nào là Phó Chủ tịch Đàm tài cao, đều thẹn mình không bằng. Đàm Quốc Thụy đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, chờ cho mọi người im lặng hết rồi, gã mới ngâm nga đọc một câu thơ. Phù thiên thương hải viễn, hải triều thiên địa khoan, cổ nhân không hưng thán, lệnh nhân hoán tân thiên. Hay! Trương Quốc Vĩ lại vỗ tay đi đầu. Phó Chủ tịch Đàm thật sự tài trí hơn người, không kém Tào Tháo. Để tôi chuẩn bị bút mực, nhất định phải lưu câu thơ của anh lại đây, lưu lại ở Cảng Kinh Đường, để Cảng Kinh Đường có thêm một giai thoại nữa. Hôm nay Trương Quốc Vĩ có mấy lần dành sự nổi bật với Hạ Tưởng không nói gì, vẫn như cũ kiềm chế và vỗ tay phụ họa, cũng ca ngợi thơ của Phó Chủ tịch Đàm ý thơ hàm xúc, ngụ ý sâu xa, cảnh thơ mênh mông. Nhưng thật ra trong lòng hắn biết rõ,
Tác phẩm của Phó Chủ tịch Đàm chẳng qua là do chắp vá lung tung mà thành, câu mở đầu đã sao chép câu thơ thời nhà Đường, câu sau lại càng không tinh tế, dùng từ không chú trọng, cổ không ra cổ, tân không ra tân, nói thật lòng, chỉ có thể nói là một bài thơ tạp nham. Nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người, cũng do tập tình của người dân trong nước, kiêng kỵ sự tôn nghiêm, bất luận đối phương có thật sự có tài hoa hay không, nhưng có chức quan, thì cũng tương đương với việc có tài văn chương. Ví dụ Lý Hạ có câu thơ, ta có mê hồn chiêu không được, hùng kê một tiếng thiên hạ bạch, được một người sửa lại là, nhất sướng hùng kê thiên hạ bạch, nếu là người khác, đã trở thành kẻ đạo văn cho người ta bình luận, nhưng đó lại không phải người bình thường, nên nó trở thành một danh ngôn. Hạ Tưởng bất đắc dĩ, Phó Chủ tịch Đàm thị sát công tác thì thị sát đi, còn cứ muốn khoe khoang tài văn chương. Có tài thật mà khoe khoang thì không sao, quan trọng là có trăm ngàn chỗ hở, ngay cả hắn nghe xong cũng phải nóng mặt, lại không thể trái với lương tâm mà vỗ tay khen ngợi, thật sự dày vò bản thân. Nụ cười của người đồng hành là Lưu Kiệt Huy có vẻ cổ quái, Hạ Tưởng cũng nhìn ra. Đừng thấy Lưu Kiệt Huy có tật lấy việc công để trả thù riêng, nhưng y vẫn có chút tài học, có lẽ nghe được chút vấn đề gì đó. Chỉ có Trương Quốc Vĩ, chẳng những hăng say vỗ tay, dường như không hề nghe ra có chút vấn đề gì. Đối với việc Trương Quốc Vĩ có vẻ muốn lấn lướt và bất kính, Hạ Tưởng cũng không quan tâm. Nhưng sau đó trong buổi tiệc, Trương Quốc Vĩ cứ hết lần này đến lần khác mà chọc tức hắn, rốt cuộc cũng chọc giận Hạ Tưởng, khiến giữa hắn và Trương Quốc Vĩ, nảy sinh cuộc xung đột chính diện đầu tiên, dẫn tới một trận sóng không nhỏ. Chương 1161, một buổi tiệc, mọi người đều say. Tiệc, được tổ chức ở Kim Vạn Thịnh Hào một nơi xa hoa nhất Tần Đường. Người phụ trách của bốn bộ máy lớn nhất thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc thành phố, đều có mặt đầy đủ, náo nhiệt vô cùng, long trọng hoan nghênh Phó Chủ tịch tỉnh Đàm và Phó Chủ nhiệm Lôi đến đây. Khách sạn Kim Vạn Thịnh Hào là địa điểm thường xuyên của thành ủy, hễ là tiếp khách quý, hay những người quan trọng, đều được sắp đặt ở Kim Vạn Thịnh Hào, cũng đã là quy củ bất thành văn rồi. Sau khi Hạ Tưởng nhậm chức, ông chủ Kim Vạn của Kim Vạn thường xuyên mời hắn đến ăn cơm, hắn cũng biết là Kim Vạn sợ rằng sau này hắn sẽ đổi địa điểm của những buổi tiếp đón khách quý của thành ủy sang một khách sạn khác. Hạ Tưởng có một ưu điểm lớn nhất là, không để những chuyện nhỏ nhặt lọt vào mắt. Thực tế, đừng xem thường một số địa điểm khách sạn xác định của thành ủy, điểm tiếp đãi được chỉ điểm cũng còn rất nhiều chuyện để nói, quan trọng nhất chính là cơ hội để được ưu đãi quyền lực. Nếu Hạ Tưởng có ám thị gì đó, mỗi năm thu tiền biếu cũng không dưới tiền triệu, đặc biệt Tần Đường lại là thành phố có nền kinh tế phát triển, làm một bí thư thành ủy, trên vấn đề đề bạt cán bộ, điều chỉnh nhân sự, nâng cao tay một chút, rồi thỉnh thoảng lấy cớ tính dưỡng nhập viện vài lần, mượn cơ hội thu tiền, mỗi năm thu chục triệu cũng là chuyện dễ dàng. Hạ Tưởng không thiếu tiền, cũng không phải người thích thu tiền của người khác, đối với vấn đề tiền bạc hắn khá xem nhẹ. Vấn đề tiền bạc thanh bạch như tờ giấy, đây cũng là điều khiến hắn vẫn không bị đối thủ trong chốn quan trường nắm lấy nhược điểm. Đến cấp bậc của Hạ Tưởng, việc duy nhất có thể đánh ngã hắn chính là vấn đề kinh tế. Nhưng hắn lại quá cứng rắn trong vấn đề kinh tế, đừng nói nắm điểm yếu, một chút nhược điểm cũng khiến người ta khó tìm ra được. Điều này khiến tất cả những người trong chốn quan trường đã từng làm việc với hắn đều tán thưởng thật lòng. Lần tiếp đãi này còn thật sự được sắp xếp ở Kim Vạn Thịnh Hào, khiến Kim Vạn thật sự vui mừng, đồng thời cũng khiến lão đánh giá cao hơn về cách đối nhân xử thế của bí thư Hạ. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong, theo thường lệ sẽ là Hạ Tưởng phát biểu lời chào đón. Cùng ngồi với Đàm Quốc Thụy ngoài Phó Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh Lô Quốc Viễn ra, còn có thư ký của y và phó ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, nếu toàn bộ ủy viên thường vụ thành ủy Tần Đường cùng đến tiếp đón, chắc chắn không có chỗ để ngồi, chỉ có mấy người đại diện. Ngoài Hạ Tưởng và Trương Quốc Vĩ ra, còn có Lưu Kiệt Huy, Phạm Tiến, Thường Công Trị và Chu Minh Hoành. Sau khi Hạ Tưởng đọc lời chào mừng, đến lượt Đàm Quốc Thụy phát biểu. Đàm Quốc Thụy hôm nay rất vui, trước tiên khen ngợi công tác của Tần Đường trên các phương diện đều rất tốt. Lại khẳng định công lao của ban lãnh đạo Tần Đường, biểu dương sự dẫn dắt của Hạ Tưởng. Nhưng sự biểu dương đối với Hạ Tưởng chỉ lướt qua mà thôi, nhưng lại dùng đến 2 phút để biểu dương các hạng mục công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố dưới sự dẫn dắt của Trương Quốc Vĩ đã làm rất tốt, chỉ ra sự trong phát triển kinh tế của Tần Đường, không thể không nhắc đến công lao của Trương Quốc Vĩ. Nói chung, bất luận là cấp trên hay cấp dưới, lúc khen ngợi công tác của Tần Đường, đều nhấn mạnh tác dụng của việc đoàn kết bộ máy. Cho dù khen ngợi cá nhân,
cũng chỉ khen ngợi nhân vật số 1. Nhân vật số 1 là khái niệm gì chứ? Anh ta là người đứng đầu chủ trì mọi công việc trong toàn bộ Tần Đường, là người mà tỉnh ủy hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng Đàm Quốc Thụy lại có vẻ lạnh nhạt với Hạ Tưởng mà lại đề cao Trương Quốc Vĩ, mọi người ngồi đây đều có thể nhận thấy sự bất thường. Hạ Tưởng ngồi im không biểu hiện gì, có vẻ rất bình tĩnh, dường như chấp nhận hết mọi thực tế. Lô Quốc Viễn vẻ mặt mỉm cười, liên tục gật đầu, dường như hoàn toàn tán thành cách nói của Đàm Quốc Thụy. Đám người trong thành ủy Tần Đường, Trương Quốc Vĩ cười khiêm tốn, nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ vui sướng, vừa xua xua tay, vừa cung tay với mọi người. Phạm Tiến lại như có vẻ nhập thiền, trên mặt có vẻ như đang cười, nhưng thực tế lại không hề cười, ánh mắt rõ ràng nhìn Đàm Quốc Thụy, nhưng thực ra tiêu điểm lại không nhìn trên người Đàm Quốc Thụy. Thường Công Trị không sờ bụng như bình thường, mà hai tay đều đặt trên bàn, cũng đang cười, nụ cười lại đầy thâm ý, cũng hơi hơi gật đầu, dường như đang tán đồng với lời nói của Đàm Quốc Thụy, nhưng lại dường như đang gật đầu vô ý thức. Chu Minh Hoành cũng cười rất rạng rỡ, ánh mắt còn thỉnh thoảng quét qua trên người Đàm Quốc Thụy và Lô Quốc Viễn, dường như đang tìm một ám thị đặc biệt nào đó. Y còn vô ý nhìn qua Hạ Tưởng, lại cảm thấy có chút không ổn, liền thu hồi lại ánh mắt, nỗ lực để biểu hiện của mình bình thường một chút. Ngược lại Lưu Kiệt Huy lại bình thường nhất, ngồi rất nghiêm trang, mắt nhìn không chớp, bày ra bộ dạng đang chăm chú nghe lãnh đạo nói chuyện, khiến người ta thầm cảm thấy buồn cười, nhưng lại không dám cười. Hành động ủng hộ ngành giáo dục của đồng chí Quốc Vĩ, khiến tôi vô cùng cảm động, tôi trịnh trọng tuyên bố, Ủy ban Nhân dân tỉnh thưởng cho đồng chí Trương Quốc Vĩ một chiếc xe mới. Đàm Quốc Thụy lấy việc khen thưởng bằng chiếc xe mới để chấm dứt bài phát biểu, cuối cùng cũng kết thúc được bài phát biểu dài dòng. Mặc dù có lẽ gã tự cho rằng mình văn chương tài hoa, tài ăn nói hơn người, nhưng thực ra nói cả một loạt dài, cũng chỉ chủ yếu nói nhảm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều ngụ ý. Những người ngồi đây đã là những lão làng trong chốn quan trường, trong lòng đều biết rõ Đàm Quốc Thụy đang có ý đề cao Trương Quốc Vĩ mà hạ thấp Hạ Tưởng. Đàm Quốc Thụy phát biểu xong, Hạ Tưởng vỗ tay đi đầu. Tiếng vỗ tay vang dậy, Trương Quốc Vĩ đứng lên, cung tay ra hiệu, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt kích động, cảm động nói. Cảm ơn tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu thương, tôi chẳng qua chỉ làm một việc trong phận sự của mình, lại khiến chủ tịch tỉnh Đàm cất nhắc tôi như vậy. Tôi thật cảm thấy hổ thẹn. Khóe miệng Phạm Tiến giật giật, dường như có nói câu gì đó, không ai nghe rõ, cũng chỉ có mình y biết y đang nói gì. Hai chữ rất có ý nghĩa châm chọc. Ảnh đế. Một phen biểu diễn của Trương Quốc Vĩ qua đi, y lại nâng cao ly rượu. Tôi đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố kính phó chủ tịch tỉnh một ly. Lời này vừa nói ra, trong số những người đang ngồi, ngoài Hạ Tưởng, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Trong tình huống bí thư Hạ còn chưa kính rượu, Trương Quốc Vĩ lại giành kính rượu trước là thể hiện sự bất kính với bí thư Hạ, hơn nữa trong lúc bí thư Hạ còn có mặt ở đây, ngay cả tên của bí thư Hạ y cũng không nhắc đến, quả thật đi quá giới hạn rồi. Đàm Quốc Thụy dường như không nhận thấy có gì bất ổn, vui vẻ nhận lấy ly rượu, còn cùng ly với Trương Quốc Vĩ, uống một hơi cạn sạch. Rượu của Quốc Vĩ kính, tôi phải uống, hơn nữa còn phải uống cạn. Cũng bởi vì Quốc Vĩ là một người thật việc thật. Là một thị trưởng tốt, làm việc rất kiên định. Không ít người cho đến bây giờ lại nhìn thấy rõ hơn, thị trưởng và phó chủ tịch tỉnh kẻ sướng người họa, rõ ràng đang bỏ mặc bí thư, đả kích hy vọng của bí thư, hơn nữa còn xem những người khác trong bộ máy Tần Đường như không khí, khiến không ít người ngồi ở đây cảm thấy bị bỏ mặc. Người khác còn dễ nói, vẻ tức giận trên mặt Phạm Tiến càng lúc càng rõ ràng. Mặc dù việc gì Trương Quốc Vĩ cùng giành trước, nhưng quy tắc trong chốn quan trường cũng không thể thiếu được. Hạ Tưởng vẫn đứng lên kính rượu Đàm Quốc Thụy. Tôi cũng kính Phó Chủ tịch tỉnh một ly. Phó Chủ tịch Đàm vẫn luôn quan tâm đến công tác ở Tần Đường, luôn ủng hộ công việc của tôi. Tôi thay mặt cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cảm ơn anh. Đàm Quốc Thụy nâng ly rượu lên. Đồng chí Hạ Tưởng, tửu lượng của tôi không tốt, không bì được với lớp trẻ các cậu. Tôi không thể so tửu lượng với cậu được. Cậu uống cạn, tôi uống một nửa, được không? Giọng điệu rất thân thiết. Nhưng vẫn có một chút tự tin và quyền uy bên trong. Phó Chủ tịch tỉnh nói, không muốn cũng phải nghe. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ Phó Chủ tịch tỉnh uống nhiều hay ít, nhưng ở chỗ Phó Chủ tịch tỉnh Đàm đã cạn ly trước với Trương Quốc Vĩ, lại không cạn ly với Hạ Tưởng, chính là thái độ bên trọng bên khinh rất rõ ràng. Sắc mặt Hạ Tưởng vẫn bình thường, không hề có biểu hiện của sự bất mãn. Được,
cứ làm theo chỉ thị của Phó Chủ tịch tỉnh Đàm. Ha ha! Đàm Quốc Thụy mỉm cười vừa lòng. Đồng chí Hạ tưởng, uống rượu mà còn nói cái gì chỉ thị, không cần quá chính thức, hôm nay ngồi cùng nhau, mọi người cứ tùy tiện một chút. Có một số lãnh đạo rất uy nghiêm, khi ngồi ăn cơm cùng nhau, lãnh đạo cười, cũng cười vì việc công, như vậy người ngồi cùng sẽ rất khó chịu, ăn không được mà ngồi cũng không được. Có một số lãnh đạo lại tương đối tùy tiện, thích nói chuyện, như vậy không khí sẽ náo nhiệt hơn nhiều, cũng khiến người đi cùng được thoải mái. Đàm Quốc Thụy nhìn thì hiền hòa, thực ra nhất cử nhất động đều cố ý, đặc biệt có mấy lần phối hợp giữa gã và Trương Quốc Vĩ, rõ ràng có ý chèn ép Hạ Tưởng, những người ngồi đây đều không phải mắt có vấn đề. Nhìn bằng mắt, nhớ bằng tâm, vì vậy mặc dù Đàm Quốc Thụy nói nghe rất hay, mà dường như cũng không có tính toán gì, nhưng mọi người đều ứng phó cẩn thận, đều có chút câu nệ. Đúng vậy, Phó Chủ tịch tỉnh Đàm có ý phân chia khoảng cách xa gần giữa bí thư và thị trưởng, không khí dường như có chút ngại ngần. Lời nói nhiều rồi, dường như là cùng đứng về một trận tuyến với Phó Chủ tịch tỉnh Đàm, dìm Hạ Tưởng xuống giếng vậy. Nhưng nói ít, lại là hành vi lạnh nhạt với Phó Chủ tịch Đàm, cũng thể hiện sự bất kính với ban lãnh đạo Tần Đường đối với cấp trên, vì vậy lại không tốt lắm. Cho dù có người muốn nịnh nọt Phó Chủ tịch tỉnh Đàm, cũng không dám thể hiện quá rõ ràng. Phó Chủ tịch Đàm vỗ mông một cái là có thể đi, bản thân mình còn làm việc dưới quyền lãnh đạo của Bí Thư Hạ, không ai ngu ngốc như vậy, sẽ không làm những hành động thiếu suy nghĩ như vượt cấp. Thị trưởng Trương thì không cần phải nói nữa, thị trưởng Trương có kinh nghiệm, có cơ sở, tư cách ở Tần Đường lớn hơn Bí Thư Hạ, y có thể công khai đối đầu Bí Thư Hạ, người khác thì không được. Thị trưởng Trương đối đầu là có tính quyết đoán, người khác đối đầu thì lại không biết lượng sức. Thấy không khí hơi nhạt nhẽo, Lục Quốc Viễn hơi không vui nói. Kiệt Huy, nghe cậu nói, những công việc của Hội đồng Nhân dân ở Tần Đường tiến hành không được tốt lắm, tình hình là thế nào? Nếu nói hai người Đàm Quốc Thụy và Trương Quốc Vĩ kẻ sướng người họa thì cũng cho qua, Đàm Quốc Thụy dù sao cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, là lãnh đạo cấp tỉnh nắm quyền lớn trong tay, cũng phải nể mặt. Lô Quốc Viễn là một phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh, được thôi, cũng coi như lãnh đạo tỉnh, nhưng cũng nên xem tình huống xem thời khắc để chỉ đạo công việc, bây giờ trên tiệc rượu lại nói gì đến công việc của Hội đồng Nhân dân, không phải cố tình hay sao? Công việc của Hội đồng Nhân dân Tần Đường không thuận lợi triển khai cũng do Lưu Kiệt Huy tự chuốc lấy. Hạ Tưởng không nhịn được tức giận, theo bản năng liếc nhìn Phạm Tiến một cái. Phạm Tiến cũng tức giận lắm. Biểu hiện quá đáng hôm nay của Trương Quốc Vĩ còn chưa tính, ý tứ của Lô Quốc Viễn, Lưu Kiệt Huy ngược lại người xấu lại báo cáo trước, đổ hết trách nhiệm cho thành ủy. Y ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy Hạ Tưởng nhìn qua, tuy ánh mắt Hạ Tưởng rất tùy ý, nhưng nó giống như một thời cơ vậy, khiến y nhờ đến tài liệt trong tay Thường Công Trị, liền đứng lên, nâng ly kính rượu Đàm Quốc Thụy. Phó Chủ tịch tỉnh Đàm, tôi kính anh một ly. Đàm Quốc Thụy mỉm cười gật đầu. Đồng chí Phạm Tiến. Tôi tùy ý, cậu cạn. Vẫn là khẩu khí như cũ. Mọi người đều nghĩ Phạm Tiến sẽ một ngụm uống cạn, không ngờ, y lại không uống, mà mỉm cười. Phó Chủ tịch tỉnh Đàm, nói một câu đắc tội, anh thật sự phải uống cạn ly này với tôi. Chương 1162, Minh Đao đánh lén, anh đến tôi đi. Lời này vừa nói ra, tất cả đều kinh ngạc. Phạm Tiến dù sao cũng là người lớn tuổi trong chốn quan trường. Trước mặt mọi người làm sao có thể ép Phó Chủ tịch tỉnh Đàm uống rượu. Thật đúng là không hiểu phép tắc. Đàm Quốc Thụy là người kiềm chế rất tốt, sắc mặt không hề thay đổi. Theo lý lẽ mà nói, hôm nay trên bàn rượu chẳng phân biệt cấp bậc, anh có thể chúc tôi liền cạn ly cùng anh. Phạm Tiến đột nhiên muốn phát điên. Trương Quốc Vĩ mắt ánh lên một cái nhìn lãnh đạm, không kìm nổi nói một câu. Phạm Tiến, Phó Chủ tịch tỉnh Đàm tửu lượng có hạn, không nên miễn cưỡng. Nếu không, để tôi thay mặt Phó Chủ tịch Đàm uống cạn ly này. Hạ Tưởng cuối cùng cũng lên tiếng, khẽ cười nói. Đồng chí Quốc Vĩ, nếu nói muốn uống thay Phó Chủ tịch Đàm, trước hết là phải từ thư ký không uống, thì đến lượt tôi. Anh cứ vội vã như vậy có phải là thèm uống rượu hay không? Nếu thực là muốn uống rượu, cử để Công Trị uống vài chén cùng anh, Công Trị có tửu lượng lại sành rượu ngon. Lời nói ra tuy nhẹ nhàng, giọng nói tuy trầm ổn. Nhưng trong lời nói toát lên sự không hài lòng. Mặc dù ai nghe xong đều hiểu điều này, ngụ ý rằng, nếu bàn về cấp bậc, địa vị thì đều không tới lượt y nói chuyện. Trương Quốc Vĩ thiếu chút nữa thì đỏ mặt, Hạ Tưởng trước mặt mọi người mắng y,
y rất giỏi giữ thể diện, nếu không phải ngày thường vẫn nhắc nhở chính mình phải biết giữ vẻ tích cực bên ngoài, thoáng cái thì có thể biến sắc mặt. Chẳng qua cố nén một chút, vẫn là nhẫn nại, cười ha hả nói. Đồng chí Hạ tưởng nói đúng, là tôi uống nhiều, chớ trách. Lại chắp tay lại mọi người xung quanh, vô cùng hào hứng nói. Ý kiến của đồng chí Hạ tưởng tôi xin nhận, tự chịu phạt ba chén. Hạ tưởng cũng nâng ly rượu, thái độ rất vui. Tôi mời đồng chí Quốc Vĩ một ly. Hạ tưởng bình thường không uống rượu, hắn lại không béo, mọi người đều nghĩ tửu lượng hắn không cao. Trương Quốc Vĩ chớp mắt nảy ra một ý hay. Đồng chí Hạ tưởng, chờ lát nữa đồng chí Phạm Tiến kính rượu xong, chúng ta uống vài chén được chứ? Sau khi anh tới nhận chức, chúng ta còn chưa có cơ hội ngồi cùng nhau uống chút rượu. Hôm nay có cơ hội, thì hãy thả ra uống với nhau một lần. Tướng quân, Hạ tưởng phất tay ra hiệu từ chối. Trước tiên chờ đồng chí Phạm Tiến kính cạn ly rượu đã rồi nói sau. Đàm Quốc Thụy cũng cảm nhận được mùi khói thuốc súng, có lẽ cũng hiểu được vừa rồi hơi quá, dù sao Hạ tưởng cũng là nhân vật số một của Tần Đường Đâu tỉnh ủy bổ nhiệm. Thực sự là một quan lớn, lại là bí thư thành ủy mạnh về kinh tế nhất của Tần Đường. Bình thường phó chủ tịch tỉnh cũng có vài phần nể mặt. Y tuy rằng là ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh nhưng thật ra y và Hạ tưởng cũng không phải quá chênh lệch về cấp bậc, địa vị. Suy nghĩ thông suốt điều này, Đàm Quốc Thụy liền lại cùng vẻ mặt rất vui thích. Đồng chí Hạ tưởng cùng với đồng chí Quốc Vĩ đấu rượu, tốt thôi, tôi tán thành. Tuy nhiên đừng vội, ta xem ra đồng chí Phạm Tiến có lời gì muốn nói, có lời nói nào có sức mạnh lớn như vậy, có thể khiến tôi nhất định uống cạn ly rượu. Phạm Tiến nâng ly rượu đứng một hồi, tuy nhiên khuôn mặt vẫn tốt, vẫn ôn hòa mỉm cười. Phó Chủ tịch Đàm, trước tiên tôi muốn cáo lỗi, muốn nói một câu. Cách làm của tôi ban nãy là thu hút ánh mắt, hiện tại không phải nói về nghiên cứu ánh mắt kinh tế sao. Ai thu hút được tầm nhìn của mọi người, người đó coi như đã thành công một nửa. Đàm Quốc Thụy trong lòng sớm tức giận, bị Phạm Tiến ép rượu trước mặt mọi người, y cố gắng kiềm chế, duy trì nụ cười trên gương mặt. Tốt lắm, đồng chí Phạm Tiến, anh đã thành công một nửa. Sẽ không nói lời nào nữa, tôi phải trách anh đã làm chậm trễ thời gian uống rượu của mọi người. Tuy rằng đang cười nói, nhưng rõ ràng đã không còn giữ được kiên nhẫn nữa. Tiệc rượu hôm nay, ngay từ đầu mọi người đều phải say. Hiện tại cảnh tượng loạn xạ dần bắt đầu, sắp có phim hay để xem. Thường công chị dù bận tối mắt vẫn thong dong, một tay xoa bụng, một tay gõ bàn. Chính là bày ra cho xem dáng điệu làm trò. Phạm Tiến làm xong khúc dạo đầu, trong lòng cũng biết thời khắc quan trọng tới rồi bèn nói. Tôi cũng sẽ ngâm bài, Quan Thương Hải, bài thơ của Tào Tháo. Trước là lặng im trong chốc lát, sau đó Đàm Quốc Thụy bỗng nhiên cười ha ha, cười đến mức chén rượu cầm trong tay cũng vẩy ra ngoài vẫn không thể dừng cười được. Phạm Tiến, đồng chí Phạm Tiến, anh cũng quá hài hước, để tôi nói anh cái gì là tốt. Người ngồi đây biết về Quan Thương Hải, rất nhiều, cứ ngâm một lần, lại chúc rượu tôi hôm nay còn không uống say sao được. Phó Chủ tịch Đàm cười thoải mái, không khí căng thẳng vừa rồi lập tức tan thành mây khói. Mọi người đều cười ha ha, dường như bao lời nói hài hước của Phạm Tiến và lời bình của Phó Chủ tịch Đàm cũng hài hước như nhau. Trên thực tế không có một chút buồn cười nào. Hạ tưởng chỉ khẽ cười, hắn đã đoán được điều gì, hơi nhíu mày. Bình thường Phạm Tiến là một người rất quy củ, hơn nữa hành vi đanh đá không rơi vào người chân thật, hôm nay có phần hơi liều lĩnh. Phạm Tiến quả thật liều lĩnh, y và Đàm Quốc Thụy sau khi cười xong mới nói. Phó Chủ tịch tỉnh Đàm, tôi sẽ ngâm Quan Thương Hải, ngắm biển khơi. Tôi còn biết, Quan Thương Hải, vốn gọi là, bộ xuất hạ môn hành, đi ra cửa hạ môn. Viết về tiết mùa thu năm 207 công nguyên, khi Tào Tháo chiến đấu tại Ô Hoàn. Lúc ấy Tào Tháo đi ngang qua tỉnh Tề, đi vào vách núi đá. Nói được một nửa, Phạm Tiến cũng không chờ Phó Chủ tịch Đàm lên tiếng, chủ động đứng trước mọi người, nâng nửa ly rượu còn lại uống sạch một hơi, nhìn về phía Chủ tịch Đàm ra hiệu. Có người phản ứng chậm, không rõ ràng lắm, vừa rồi Phạm Tiến nói mấy câu là có ý gì, nhưng biết đến mọi người sẽ có ý, trong lòng thầm nghĩ Phạm Tiến xem như đã đắc tội chết với Phó Chủ tịch tỉnh Đàm. Không biết người liên quan cũng đã nhìn ra điều gì, bởi vì sắc mặt Phó Chủ tịch tỉnh Đàm bỗng chốc trở lên xấu hơn. Ánh mắt y lạnh lùng chăm chú nhìn Phạm Tiến chừng vài giây, sau đó chậm rãi dịu xuống, không nói lời nào, đem chén rượu uống cạn một hơi, sau đó buông chén vẻ nặng nề.
tôi còn có chút việc phải đi trước, mọi người cứ tận hưởng. Đàm Quốc Thụy rời đi, thư ký vội vàng đuổi theo. Hạ Tường cũng chỉ biết đứng dậy tiễn. Hắn vừa mới đứng lên, Trương Quốc Vĩ từ phía sau hắn liền vội vã vượt lên, chạy nhanh tới trước mặt Đàm Quốc Thụy. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt những người liên quan tới đảng ủy thành phố Tần Đường, chính là thái độ Trương Quốc Vĩ vô cùng bất kính. Trên quan trường, thứ tự sắp xếp rất quan trọng, khi bước đi, ai trái ai phải, ai trước ai sau cũng đều có chú ý. Hạ Tường đi chậm, Trương Quốc Vĩ không thể bước nhanh vượt qua hắn để giành phần đi lên phía trước. Nếu nói Trương Quốc Vĩ giành phần kính rượu trước, giành phần nói chuyện trước còn có thể hiểu y đang trong tình thế cấp bách, còn có thể tha thứ. Nhưng vừa rồi y lại lướt qua Hạ Tường, hành động này hoàn toàn không cần biết tới uy quyền của Hạ Tường, hành vi này là không thể tha thứ được. Hạ Tường dừng ở phía sau Trương Quốc Vĩ, không nói nhiều, chỉ có điều sắc mặt hơi khó chịu. Đàm Quốc Thụy chỉ nói vài câu gì đó với Trương Quốc Vĩ, sau đó liền vội vàng rời đi không quay đầu lại. Từ đầu tới cuối đều không có quay đầu liếc nhìn Hạ Tường một lần. Tốt thôi, đúng là Phạm Tiến bất mãn, cũng không cần phải ngay cả toàn bộ thành ủy Tần Đường cũng không để vào mắt. Hạ Tường đối với những bất mãn với Đàm Quốc Thụy càng lúc càng nhiều. Nghĩ thầm rằng, lúc nào có cơ hội tốt sẽ nói chuyện với Phó Chủ tịch tỉnh Đàm. Hạ Tường và Trương Quốc Vĩ kẻ trước, người sau trở lại chỗ ngồi. Trương Quốc Vĩ ánh mắt âm trầm liếc nhìn Phạm Tiến một cái, nói. Các đồng chí, tôi nói ra suy nghĩ của mình. Tôi xin ngắt lời đồng chí Quốc Vĩ một chút. Hạ Tường lập tức cắt ngang lời nói Trương Quốc Vĩ, vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay có một số việc đã xảy ra, thật không nên, cũng thật không phù hợp. Tôi muốn nhấn mạnh là, chúc rượu cũng tốt, nói chuyện cũng tốt, nhưng đều phải chú ý một nguyên tắc. Mọi người đều là cán bộ cao cấp thành phố Tần Đường, vấn đề lễ nghi không cần để tôi 5 lần 7 lượt giải thích. Hơn nữa, các đồng chí đang ngồi ở đây so về tuổi đều là lớn hơn tôi, hẳn là so với tôi càng biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Hạ Tưởng trên khuôn mặt tối sầm càng thêm tức giận, đập bàn, ầm, một cái. Đồng chí cá biệt vô tổ chức vô kỷ luật, lúc này tôi muốn nghiêm túc đưa ra phê bình. Muốn giữ cho cân bằng vị trí của mình. Không cần phải chạy loạn nói lung tung. Ảnh hưởng tới hình tượng cá nhân tôi là việc nhỏ, ảnh hưởng tới hình ảnh toàn bộ máy thành phố Tần Đường, khiến lãnh đạo tỉnh đối với lãnh đạo Tần Đường nảy sinh cái nhìn không tốt bôi nhỏ vào mặt thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tần Đường mới chính là việc lớn. Trên gương mặt Phạm Tiến lộ vẻ ngượng ngùng, tuy nhiên cũng may, y biết bí thư Hạ chỉ cây dâu mắng cây hòe, y là cây dâu, Trương Quốc Vĩ là cây hòe. Hình ảnh đẹp đẽ của Trương Quốc Vĩ sẽ khó duy trì. Hai đời bí thư trước đây đừng nói dám phê bình y trước mặt mọi người, ngay cả một câu nói cũng rất ít. Y cũng đúng là quen thói đi quá giới hạn. Hôm nay bị Hạ Tưởng thể hiện quyền uy của nhân vật số một, lại đập bàn nói bóng nói gió. Vốn là y bởi vì Phạm Tiến khiến Phó Chủ tịch tỉnh Đàm bực bội mà sinh ra hờn dỗi. Hạ Tưởng lại hơi bực một chút, vẻ giả tạo của y liền bị xé rách. Đồng chí Hạ Tưởng không cần nói bóng nói gió, cái gì gọi là đồng chí cá biệt. Anh là bí thư, muốn phê bình ai, có thể chỉ mặt đặt tên phê bình họ. Trương Quốc Vĩ lầm bầm vài câu, răng nghiến vào nhau nói. Nói ai, người đó trong lòng cũng đều biết rõ. Hạ Tưởng cũng không sửa lại vẻ ôn hòa đại lượng như trước đây, hăm dọa. Đồng chí Quốc Vĩ, anh chấn chỉnh thái độ chưa? Anh đã đặt mình đúng vị trí chưa? Anh không chú ý đến hình tượng của mình sao? Chất vấn một hơi ba câu. Trương Quốc Vĩ cũng không nghĩ tới việc Hạ Tưởng lại trực tiếp mở miệng tra hỏi. Lại nghĩ dù gì Hạ Tưởng cũng là bí thư, cũng là nhân vật đứng đầu, y hôm nay quả thực đã phạm vào điều kiêng kỵ. Chẳng lẽ còn phải làm một trận thề thốt sau này sẽ không dính tới nữa sao? Nhưng nếu không phủ nhận, phải cam chịu, chẳng phải là chủ động nhận khuyết điểm để cho Hạ Tưởng đánh sao? Trương Quốc Vĩ đã lăn lộn trốn quan trường nhiều năm, lần đầu tiên phải cứng họng sững sờ tại chỗ không nói ra lời. Còn anh, đồng chí Phạm Tiến. Hạ Tưởng hôm nay dường như rất bực tức đến dọa người. Tất cả mọi người lần đầu tiên thấy bí thư Hạ nổi giận như thế này. Mời rượu thì mời rượu là được rồi. Đồng chí lãnh đạo không có tửu lượng tốt thì không phải miễn cưỡng. Muốn ép lãnh đạo uống rượu, chúng ta là cấp dưới hẳn là phạm sai lầm sao? Bởi vì, việc mời rượu làm phó chủ tịch tỉnh Đàm bực bội đi rồi, nếu bị đồn ra bên ngoài. Toàn bộ máy lãnh đạo thành phố Tần Đường sẽ không thấy ánh sáng trên khuôn mặt. Trương Quốc Vĩ tức tối nghiến răng nghiến lợi. Khá lắm Hạ Tưởng,
Phó Chủ tịch tỉnh Đàm rõ ràng lấy cớ có việc đi rồi, anh cần gì nói rõ, có vẻ dường như Phó Chủ tịch tỉnh Đàm lòng dạ hẹp hòi. Rõ ràng có ý muốn bôi nhọ Phó Chủ tịch tỉnh Đàm. Điều mà làm cho Trương Quốc Vĩ không ngờ chính là Phạm Tiến cũng không biết phạm vào luồng sức mạnh nào, vẫn còn ấm ức nói. Bí thư hạ, tôi không nói gì quá đáng cả, chỉ nhắc Tào Tháo tới núi đá tỉnh Tề. Đủ rồi, không cần nói nữa. Hạ Tưởng lại đập bàn một cái. Hãy hiểu biết một chút, anh đã mắc sai lầm trong tư tưởng, mau đi gặp Phó Chủ tịch Đàm nhận sai, tự phê bình bản thân. Phạm Tiến lập tức xấu hổ, không phản đối. Nhưng trong lúc vừa rồi một hỏi một đáp, mọi người ở đây đều nghe rất rõ mọi thứ. Người hiểu biết thi ca, người không biết thi ca đều hiểu rõ Phó Chủ tịch tỉnh Đàm xem biển cả của tỉnh Tề thành biển thẳng của thành phố Tần Đường, gây nhầm lẫn. Bởi vì bị người lật tẩy mới thẹn quá hóa giận mà bỏ đi. Hình ảnh Chủ tịch tỉnh dèm pha trong cảm nhận của không ít người đã xuống dốc không phanh. Trương Quốc Vĩ nghe ra Hạ Tưởng rõ ràng là phê bình Phạm Tiến, nhưng kín đáo để Phạm Tiến chỉ trích sai lầm của Phó Chủ tịch tỉnh Đàm, lại càng nổi giận. Đồng chí Hạ Tưởng, sự tình hôm nay tạm thời không đề cập tới. Tiếp tục tiến hành tiệc rượu, các đồng chí đều chưa ăn cơm. Ý tứ của y đương nhiên là muốn che giấu sự việc, đỡ phải trước mặt mọi người càng nói càng xấu. Chương 1163, chó cùng rứt dậu, người gấp đốt nhang. Hạ Tưởng còn chưa nói chuyện, còn chưa cùng Đàm Quốc Thụy rời khỏi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lô Quốc Viễn bỗng nhiên lên tiếng. Lãnh đạo cũng là người, cũng có sai phạm, có sai thì phải chỉ ra, có gì không đúng. Đồng chí Hạ Tưởng, ông đánh giá đồng chí Phạm Tiến, còn có chỗ không hợp lý. Tất cả mọi người lại sợ ngây người, Phó Chủ tịch Lô cùng Phó Chủ tịch tỉnh Đàm cùng tới chơi. Chắc hẳn quan hệ với Phó Chủ tịch Đàm cũng không tệ, y làm sao có thể sau khi Phó Chủ tịch tỉnh Đàm rời đi, lại tiếp tục không tha cho lỗi nhỏ của Phó Chủ tịch tỉnh Đàm phạm phải. Đúng lúc mọi người đều khó hiểu, Lô Quốc Viễn lại nói. Phó Chủ tịch Đàm chẳng qua là đã nhớ nhầm tên một địa danh, lại không phải cái việc gì quá lớn, ông ta bộ sẽ để ý chuyện này sao? Vừa rồi là điện báo của tỉnh ủy, đề danh chọn người của Ban tuyên giáo thành ủy Tần Đường sẽ trưng cầu ý kiến của ông ta. Mọi người không cần chuyện bé xé ra to, được rồi, ăn thôi, uống thôi. Xem như giúp Đàm Quốc Thụy một chuyến, cho dù qua hay không qua, vẫn còn tốt hơn không. Tuy nhiên khi Lô Quốc Viễn nói, ánh mắt nhìn mấy lần trên mặt Phạm Tiến, còn đầy thâm ý. Nếu nói đến ánh mắt của Lô Quốc Viễn không là gì, Lưu Kiệt Huy thì ánh mắt rất kinh ngạc thêm bất mãn khi nhìn sang Phạm Tiến, có nhiều điểm làm người ta đoán Lưu Kiệt Huy và Phạm Tiến đối đầu. Có phải cũng ảnh hưởng tới cảnh tượng ở bữa tiệc hôm nay không? Đều đoán đúng rồi, Phạm Tiến làm khó Đàm Quốc Thụy, không chỉ vì Đàm Quốc Thụy là người ủng hộ Trương Quốc Vĩ, còn là vì Đàm Quốc Thụy làm khó dễ, phản đối Hạ Tưởng kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Phạm Tiến nói cho y biết trong quan hệ ở tỉnh ủy, về bên tỉnh ủy cũng đã từng nghiên cứu qua vấn đề Hạ Tưởng kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Đàm Quốc Thụy kiên quyết phản đối. Đương nhiên bên trên không tính là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân căn bản là ở hậu trường của Đàm Quốc Thụy và Phạm Tiến đối đầu ở tỉnh ủy. Hành động của Phạm Tiến, một là vì để hậu trường xem, hai là vì mạnh mẽ tỏ thiện ý với Hạ Tưởng, vì Hạ Tưởng kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân về sau sẽ đi đến mai phục. Cuối bữa tiệc mọi người cũng không ăn được ngon, qua loa cho xong. Ngày hôm sau, Đàm Quốc Thụy rút ngắn hành trình, chỉ đơn giản là cưỡi ngựa xem hoa thị sát địa phương cho xong việc, buổi chiều cùng ngày liền quay về tỉnh. Đến đây thị sát đầu voi đuôi chuột. Thị sát lần này, để cho mọi người nói chuyện say sưa không phải tài văn chương của Phó Chủ tịch tỉnh Đàm, cũng không phải Phạm Tiến trước mặt mọi người bốc trần Phó Chủ tịch tỉnh Đàm, lại càng không phải là Phó Chủ tịch tỉnh Đàm và thị trưởng Trương kẻ đàn người vẽ cố ý làm Hạ Tưởng khó chịu đủ các tin đồn, mà là Bí Thư Hạ trong buổi tiệc lần đầu tiên vỗ bàn về phía thị trưởng Trương. Bí Thư Hạ từ sau khi đi vào Tần Đường vẫn chấp chính ôn hòa, và khẳng định có mâu thuẫn với thị trưởng Trương. Nhưng không rõ ràng, cũng không công khai. Trong bữa tiệc Bí Thư Hạ đột nhiên nổi giận, chẳng những vỗ bàn, còn quát thị trưởng Trương không có lời nào để nói, liền nhanh chóng đồn ra các cơ quan lớn nhỏ ở Tần Đường. Lẽ nào, Bí Thư Hạ thật sự muốn áp chế thị trưởng Trương ở Tần Đường? Hai Bí Thư đảm nhiệm trước không làm gì được thị trưởng Trương, Bí Thư Hạ làm sao có bản lĩnh như vậy? Nhưng tin đồn đâu ra đấy, mỗi người lại nói tới giống như tận mắt thấy Bí Thư Hạ đập bàn. Lúc đó dọa cho thị trưởng Trương còn run run, liền đập chén rượu,
sau đó bí thư Hạ như chủ nhiệm lớp phê bình học sinh vậy, nói đến thị trưởng Trương phải cúi đầu, cũng không dám thở mạnh mà càng không dám tranh luận. Rất nhiều nhân vật cây cỏ đầu tường liền quyết định dựa vào bí thư Hạ, liền cho rằng bí thư Hạ đã có thế lực vững chắc ở Tần Đường rồi, tạo được quyền uy rồi. Thân tín và dòng chính của Trương Quốc Vĩ, phần lớn nghe đồn đều không quá tin, cũng biết cúi đầu sự việc ở trên quan trường, cúi đầu ở mặt ngoài là bị ép buộc bởi quyền thế và cấp bậc, cuộc đọ sức âm thầm còn chưa biết ai thắng ai thua. Tuy nhiên tin tức sau khi đến tai Trương Quốc Vĩ, thị trưởng Trương vốn ngay thẳng, cuối cùng cũng thẹn quá hóa giận, đập bàn một cái, làm vỡ nghiên mực mà y yêu thích nhất. Quả thực Hạ tưởng đổ oan thị trưởng Trương rồi, thị trưởng Trương thích thư họa, cũng sưu tầm rất nhiều, cũng tự xưng là văn nhân, tuy nhiên y quả thật không biết Tào Tháo ở đâu ngắm biển, nhưng cũng không ảnh hưởng đến niềm đam mê cao nhã của y. Sau đó ở thành phố Tần Đường đã xảy ra sự thay đổi tinh tế, cụ thể là thay đổi như thế nào, khiến ai nói, không ai rõ một chút nào, nhưng liền cảm giác không đúng ở đâu đó. Về sau vẫn là Nhiệm Hải Phong cân nhắc đôi chút, thay đổi ở chỗ, quan hệ giữa Phạm Tiến và Hạ Tưởng càng ngày càng có xu thế tiến gần. Bí thư và phó bí thư nếu có ý kiến thống nhất, sẽ tạo áp lực và kìm hãm cho thị trưởng và trưởng ban tổ chức về vấn đề nhân sự, bí thư áp chế thị trưởng, phó bí thư áp chế trưởng ban tổ chức cán bộ, tất sẽ thắng. Nhiệm Hải Phong không khỏi có chút lo lắng trong lòng, cho dù y biết rõ Phạm Tiến khôn khéo hơn người, sẽ không có tâm theo sát Hạ Tưởng. Nhưng nếu muốn ở thành ủy có hiệu lực bao vây và kiềm chế đối với hình tượng Hạ Tưởng, nhất định phải đoàn kết tiến lên. Y cân nhắc xem có nên khuyên nhủ thị trưởng Trương hay không, để Lưu Kiệt Huy bóp chẹt chút là được, nên thả thì thả, đừng ép cho Phạm Tiến vào quá bức bách. Chó cùng rứt dậu, người gấp đốt nhang. Nhiệm Hải Phong liền gõ cửa phòng làm việc của Trương Quốc Vĩ. Vừa vào cửa, liền thấy một bãi trên bàn của Trương Quốc Vĩ, nhìn lại bàn tay Trương Quốc Vĩ cũng đã chảy máu. Y liền nửa oán trách nửa lại quan tâm nói. Thị trưởng Trương, tôi cần phải phê bình ông, một cái nghiên mực tốt thế đập đi rất đáng tiếc, nếu đưa cho giáo sư của Đại học Tần Đường, lại là câu chuyện hay cùng nhau chỉ giáo. Trương Quốc Vĩ thích nhất nghe Nhiệm Hải Phong làm bộ phê bình, mỉm cười. Một con muỗi cắn tôi, lúc đập muỗi không cẩn thận đã làm vỡ nghiên mực, thật đáng tiếc. Mùa đông lạnh làm sao có muỗi, Nhiệm Hải Phong cũng không nói ra, chỉ cười. Nhanh lên lấy băng dán lên, đừng để nhiễm trùng. Trương Quốc Vĩ với việc thích tự mình động tay, cũng không gọi thư ký dịch diễn, tự mình kéo ngăn kéo lấy ra một miếng dán, Nhiệm Hải Phong liền vào giúp ông ta dán lên. Một bên dán, một bên với giọng điệu thương lượng nói. Thị trưởng Trương, bổ nhiệm Diệp Phàm tóm lại cũng không phải chuyện. Nhiệm Hải Phong lại quen lược bớt, biệt danh Nhâm chấm chấm, cũng đúng thật. Tôi cũng nghĩ lại và nói qua với Lão Lưu. Lão Lưu gần đây có chút kỳ quái, nói không thông. Trương Quốc Vĩ cũng từ dấu hiệu Phạm Tiến và Hạ Tưởng đến gần, đã nhận ra nguy cơ, cũng rõ ràng mấu chốt sự việc là trên người Lưu Kiệt Huy, nhưng gần đây Lưu Kiệt Huy bất thuận, Mã Quân xém chút nữa là bị chặt tay, còn trốn ra nước ngoài, y không tìm ra người chút giận cũng khó chịu. Tôi nghe nói, Bí thư Phạm đã phản ánh vấn đề với tỉnh ủy rồi, còn đề nghị vì ổn định đoàn kết Tần Đường. Vẫn là do bí thư thành ủy kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân tốt nhất. Phí lời. Trương Quốc Vĩ nghĩ lại biểu hiện kỳ quặc của Phạm Tiến trong bữa tiệc, liền tức giận, lại đập lên bàn. Gã là cái thá gì, một phó bí thư thành ủy, còn muốn đề nghị với tỉnh ủy thay cán bộ giám đốc sở. Thật không biết lượng sức. Lý lẽ là không sai, nhưng Trương Quốc Vĩ cũng biết Phạm Tiến có hậu trường ở tỉnh ủy, hướng phía sau đề nghị, cũng không tính là chuyện gì lớn. Ai cũng có quyền đề nghị, mấu chốt vẫn là muốn xem sức mạnh ủng hộ phía hậu trường. Hoặc là nói, muốn xem nhận thức và phán đoán của toàn bộ tỉnh ủy. Nếu một ủy viên thường vụ đề nghị, tỉnh ủy không coi trọng, hai ủy viên thường vụ đề nghị, tỉnh ủy còn coi trọng. Ba ủy viên thường vụ đề nghị, tỉnh ủy nhất định phải coi trọng. Còn nếu như, cộng thêm Hạ Tưởng đích thân đề nghị, tỉnh ủy không thể không thận trọng xem xét. Rồi nếu như... Hội đồng Nhân dân thực sự chắn ngang quyết định bổ nhiệm của Hội nghị Thường vụ Thành ủy, không xem trọng quyết sách của Hội nghị Thường vụ Thành ủy, một hai lần còn được, một khi nhiều lần, qua một thời gian, trong tỉnh cũng mất hứng. Nên giải quyết vấn đề, Trương Quốc Vĩ cũng không lo cái đau bứt rứt ở tay, lại bình tĩnh lại. Như thế này, Hải Phong, cậu điện thoại cho Kiệt Huy, tối nay ngồi với nhau, cùng thương lượng bước tiếp theo. Cần tôi và Bí thư Phạm qua lại trước không?
ánh mắt Nhiệm Hải Phong chớp động, lại suy nghĩ loanh quanh. Tạm thời chưa cần, liên lạc với Kiệt Huy trước rồi hãy nói, bây giờ vấn đề bổ nhiệm Diệp Phàm, tôi cũng không ngờ tới Phạm Tiến phản ứng hung dữ như thế, một Diệp Phàm, đáng để gã làm như vậy. Gã vẫn là vì nguyên nhân khác, thương lượng với Kiệt Huy trước rồi nói sau. Trương Quốc Vĩ trong lòng còn giận Phạm Tiến, không muốn bây giờ để Nhiệm Hải Phong ra mặt, để tránh khiến Phạm Tiến nghĩ y chủ động thể hiện thiện ý. Trương Quốc Vĩ không biết chính, y đã tính sai, bởi vì không liên lạc trước với Phạm Tiến, kết quả tạo nên tổn thất không thể cứu vãn. Ba ngày sau, theo tin tức truyền ra từ tỉnh ủy, đã được tỉnh ủy đồng ý, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy bổ nhiệm Phó Hiểu Bân làm trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Tần Đường. Lúc này thời gian nghỉ Tết chưa tới một tuần nữa, ai cũng nghĩ đến có thể trước Tết không thể bổ nhiệm xong, không ngờ, vào lúc này tỉnh ủy tuyên bố bổ nhiệm, làm cho người ta có một cảm giác vội vàng, rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Quả thật là không đúng. Bởi vì Phó Hiểu Bân bổ nhiệm xong, nhưng chỉ là trưởng ban tuyên giáo thành ủy, mà không xác định bổ nhiệm là ủy viên thường vụ thành ủy. Trường hợp bổ nhiệm chức vụ trước, sau đó tái bổ nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy, cũng có, nhưng không nhiều lắm. Thông thường có trường hợp như vậy, hơn một nửa là kinh nghiệm lý lịch ứng cử viên khiếm khuyết, hoặc là bổ nhiệm quá gấp, hoặc là nhiệm kỳ có vấn đề. Chức trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Tần Đường, từ chỗ trống đến khi bổ nhiệm, thời gian không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn, chắc chắn không phải vấn đề thời gian gấp gáp. Hạ Tưởng suy đoán tới mấu chốt, Phó Hiểu Bân là Mai Thái Bình đề cử, chính xác là nói, là ý đồ của hắn. Chỉ thông qua bổ nhiệm trưởng ban tuyên giáo thành ủy, mà đồng thời không tuyên bố bổ nhiệm Phó Hiểu Bân là ủy viên thành ủy viên thường vụ, vấn đề hẳn là xuất phát từ Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân đến thành phố Yến không lâu, vấn đề nhân sự liền biểu hiện một mặt mạnh mẽ, cứng rắn, phỏng chừng nếu không phải Mai Thái Bình cũng đủ mạnh, Phó Hiểu Bân sẽ không thể qua. Tuy nhiên Tôn Tập Dân không ngờ có thể cản trở Phó Hiểu Bân một bước, quyền phát biểu của y trên vấn đề nhân sự ở tỉnh ủy, so với trong tưởng tượng của Hạ Tưởng thì mạnh hơn nhiều. Hoặc là, Phạm Duệ Hằng nhượng bộ. Không đợi Hạ Tưởng gọi điện qua, Mai Thái Bình chủ động gọi. Hạ Tưởng, ủy viên thường vụ vẫn là không lấy được, tuy nhiên đến sang năm. Tôi cũng phải nhượng bộ thỏa đáng, Chủ tịch tỉnh Tôn rất kiên trì, ông ta dù sao cũng là Chủ tịch tỉnh, mặt mũi vẫn phải để lại vài phần. Mai Thái Bình nói dường như rất nhẹ nhàng và khéo léo, nhưng giọng điệu có phần trầm trọng. Chương 1164, tiếp tục mở lối, có điều chờ đợi. Hạ Tưởng đang muốn hỏi gì đó, Mai Thái Bình lại nói thêm. Hạ Tưởng, về sau cậu phải chú ý lời nói và việc làm. Đàm Quốc Thụy công khai phê bình bộ máy đảng ủy thành phố Tần Đường mấy câu, đối với cậu có ý kiến không nhỏ. Hơn nữa, Chủ tịch tỉnh Tôn còn phụ họa vài câu, trong lời ngoài ý, cũng có bất mãn với cậu. Hạ Tưởng kinh ngạc, Tôn Tập Dân lôi kéo hắn không thành, muốn thay đổi chiến lược chèn ép. Tạm thời không nói, lúc Tết gặp mặt hãng nói. Trong lời nói Mai Thái Bình có chút mệt mỏi. Cũng làm cho Hạ Tưởng giật mình, bởi vì hắn nghe ra, trong sự bổ nhiệm Phó Hiểu Bân, Mai Thái Bình quả thật gặp cản trở chưa từng có, Tôn Tập Dân mới đến thành phố Yến, làm thế nào lại có sự tự tin hơn người như vậy? Tôn Tập Dân có ý kiến với hắn, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể chịu đựng. Hắn không có khả năng bởi vì Tôn Tập Dân lôi kéo mà lập tức chạy qua, mà Tôn Tập Dân lôi kéo không thành, gõ trong gõ ngoài, cũng là phương pháp vừa kéo vừa đánh đập. Không sao cả, Chủ tịch tỉnh tuy là nhân vật số 2, cũng không phải muốn động đến một bí thư thành ủy là có thể động được. Hạ Tưởng cũng không để ý chiến lược thay đổi của Tôn Tập Dân trong lòng, đều có lập trường chính trị của mình, ai có thể miễn cưỡng được ai. Hơn nữa người ta là Chủ tịch tỉnh, lại có hậu trường. Lật không được bí thư thành ủy, muốn phê bình một bí thư thành ủy vài câu, ngay cả Phạm Duệ Hằng cũng không thể nói gì. Xem ra, thời điểm Tết âm lịch, cần đi lại với bí thư Phạm nhiều hơn. Bổ nhiệm trưởng ban tuyên giáo thành ủy, được xác định, sau khi Trương Quốc Vĩ nghe tin, vô cùng uể oải, y biết rõ Phó Hiểu Bân là người của Hạ Tưởng, đồng nghĩa là Hạ Tưởng đúng là ở thành phố Tần Đường, một lần nữa lại thành. Tuy nói Phó Hiểu Bân không được bổ nhiệm ủy viên thường vụ, nhưng nói chung, đảm nhiệm ủy viên thường vụ chỉ là sớm hay muộn. Khiến cho Trương Quốc Vĩ hơi dầu dĩ, anh ta rất coi trọng vị trí trưởng ban tuyên giáo, bởi vì nếu trưởng ban tuyên giáo với anh ta là một, thì khi nâng cao hình tượng, nâng cao phương diện chiến tích cá nhân, rất có triển vọng. Đúng là vì Trần Thiên Thu và anh ta bất hòa,
anh ta mới thường bị thúc ép gây nên một số tin tức, dễ thu hút người xem. Trần Thiên Thu bệnh nặng, anh ta còn thầm mừng rỡ, cho rằng cơ hội đến rồi, cũng không ngừng triển khai hoạt động ở tỉnh ủy, hy vọng có thể đưa An Bằng Hữu đi lên, vì An Bằng Hữu đối với anh ta rất trung thành và tận tâm. Không ngờ rằng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Sau khi nói chuyện với trên tỉnh, Trương Quốc Vĩ có chút thoải mái hơn, bởi vì tin mà anh ta nghe được là, Mai Thái Bình vì chọn người đề cử mà cùng Tôn Tập Dân rất không thoải mái, còn ầm ĩ vài câu, cuối cùng Tôn Tập Dân kiên quyết phản đối đề cử Phó Hiểu Bân, nói là Phó Hiểu Bân không đủ kinh nghiệm. Sau khi Phạm Duệ Hằng tỏ thái độ, Tôn Tập Dân mới miễn cưỡng đồng ý cho Phó Hiểu Bân giữ chức trưởng ban tuyên giáo thành ủy, nhưng với việc anh ta đảm nhiệm ủy viên thường vụ, vẫn cố ý bàn lại. Kết quả là chẳng ra gì. Chủ tịch tỉnh Tôn mạnh mẽ như vậy, tất nhiên phải báo cáo chút công tác với chủ tịch tỉnh Tôn mới phải, tâm tư Trương Quốc Vĩ mới thoải mái hơn chút. Hơn nữa anh ta còn nghe nói, chủ tịch tỉnh Tôn đã có phương án khác, chính là muốn Phó Hiểu Bân vẫn không treo ủy viên thường vụ, mà đề cử chủ nhiệm ban quản lý khu vực kỹ thuật hiện đại cao cấp Trương Quang Huy tiến vào hội nghị thường vụ. Sự việc lộ ra rất rõ, Trương Quốc Vĩ cũng rất rõ kế hoãn binh của chủ tịch tỉnh Tôn. Năm sau, bộ máy tỉnh ủy thành phố Yến cần điều chỉnh, về cơ bản Mai Thái Bình và Mã Tiêu rời thành phố Yến đã là sự thật ván đã đóng thuyền, Mai Thái Bình vừa đi, Mã Tiêu lại đi, Hạ Tưởng còn dựa vào ai để nói đỡ cho hắn. Vì hệ Phó Hiểu Bân xứng ủy viên thường vụ nói không chừng thật là có thể thất bại. Cũng không phải không có trưởng ban tuyên giáo không xứng với điều lệ của ủy viên thường vụ. Nếu trưởng ban tuyên giáo không vào hội nghị thường vụ, quyền lực có thể suy giảm nhiều, Hạ Tưởng coi như mất công vô ích. Trương Quốc Vĩ xem như đã hài lòng, rồi thêm hai ngày trước ngồi với Lưu Kiệt Huy, anh ta nói lý nói tình, Lưu Kiệt Huy cũng đồng ý xem xét lại việc bổ nhiệm Diệp Phàm, chuẩn bị sang năm tuyên bố, anh ta cũng yên tâm. Để nhiệm Hải Phong nói với Phạm Tiến, cho Phạm Tiến yên tâm trước, Phạm Tiến đỡ phải bất thuận, muốn gây phiền phức. Tuy nhiên khiến Trương Quốc Vĩ thất vọng, nhiệm Hải Phong đề xuất ngồi cùng Phạm Tiến, kết quả Phạm Tiến từ chối khéo léo, làm anh ta dự cảm có điểm xấu. Phạm Tiến không đến mức lại gần với Hạ Tưởng nhanh như vậy. Hạ Tưởng có cái gì hấp dẫn có thể khiến Phạm Tiến hướng về phía hắn? Thành ủy Tần Đường nếu không phải vì lý do sắp qua Tết âm lịch, chắc chắn sẽ lay chuyển lòng người, nhưng Tết âm lịch sắp tới khiến nhiều người ít để ý đến chính trị, ngay cả Hạ Tưởng cũng tạm thời đem rất nhiều việc để sang một bên, chuẩn bị đón năm mới. Bởi vì hắn hiểu rõ, Tết âm lịch năm 2009, chỉ sợ là cái Tết bận rộn từ khi anh ta sinh ra đến giờ. Năm sau chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều nhân sự, nhưng trên cơ bản sự đi lại trong Tết âm lịch, có thể biết được 8-9 phần 10. Hơn nữa trong Tết âm lịch phải đi thăm viếng rất nhiều nhân vật mấu chốt, muốn đặt cơ sở cho hai thay đổi hai mấu chốt mà hắn sắp gặp phải. Một là kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, dịp Tết âm lịch phải triển khai ra manh mối, Hạ Tưởng đã quyết định phải kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, nếu không sau này đừng nghĩ đến việc mở rộng ở Tần Đường. Chính như vấn đề nhân sự, thật không dễ để tránh sự vây bổ của Trương Quốc Vĩ, vừa quay lại phát hiện Lưu Kiệt Huy chắn ngang phía trước, liền rất khó chịu. Không kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, đừng nghĩ đến việc thật sự đem quyền lực của Bí thư Thành ủy chứng thực xuống. Thứ hai, việc lọt vào ủy viên thường vụ cũng phải trong dịp Tết âm lịch, có thể tìm ra được một phương hướng. Sự tình liên quan thiết thực đến lợi ích bản thân, ai cũng rất căng thẳng, hơn nữa dù sao có khả năng gia nhập phó tỉnh, cơ hội khó có được. Lại đợi thêm dăm 3 năm, tương đương với việc bỏ lỡ một lần. Tuổi tác là vô giá, trong chốn quan trường, có khi tuổi tác hơn kém nhau có một cũng có thể là sự chênh lệch giữa trời và đất. Trước khi đề bạt, người phản đối sẽ nói không đủ kinh nghiệm, thiếu tôi luyện. Nhưng chỉ cần lên được chức cao, sẽ nhanh như tên lửa, sẽ là nhân tài khó có được. Giống như đề bạt Cổ Thu Thật năm đó, mỗi lần đều có rất nhiều tiếng phản đối, nhưng sau khi đề bạt, Cổ Thu Thật vẫn là dựa vào năng lực của bản thân được người khác tôn trọng. Trước khi chưa ngồi vào chức vụ cao, ai cũng không biết anh có xứng để ngồi vị trí này không. Sau khi ngồi vào, có xứng để ngồi hay không, lại là hai chuyện khác nhau. Mặt khác còn có nhiều thay đổi khác, ví như Mai Thái Bình rời chức, chẳng hạn như Vương Bằng Phi chuyển đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, vân vân. Phỏng chừng dịp Tết âm lịch sẽ nghe được tin tức người được chọn chính thức. Nói thật, hiện nay Hạ Tưởng cũng không phải rất quan tâm tới bộ máy tỉnh ủy, bởi vì hắn có thể lọt vào ủy viên thường vụ không, mới là vấn đề mấu chốt.
chỉ cần hắn suôn sẻ leo lên ủy viên thường vụ, có được quyền lực ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy, chẳng những có thể tham dự quyết sách của sự kiện trọng đại thành phố Yến, hơn nữa sẽ đè bẹp thị trưởng Trương Quốc Vĩ. Tuy nhiên giai đoạn phía trước là một vấn đề khó, nếu như kiêm nhiệm hội đồng nhân dân thuận lợi, về việc có vụ ủy viên thường vụ tỉnh ủy hay không, đã được thêm điểm rất rõ ràng. Tết âm lịch tới rồi. Sau kỳ nghỉ, Hạ Tưởng ở Tần Đường, phải chờ tới sau mùng 1 mới có thể rời đi, bởi vì hắn còn phải cùng Trương Quốc Vĩ an ủi quần chúng khó khăn, phải phát lương thực phát dầu, vân vân, nói thật, chính là muốn trên đài truyền hình làm diễn viên diễn màn kịch. Chính trị chính là diễn kịch, không diễn cũng không được. Cán bộ không biết diễn không phải cán bộ xuất sắc, hơn nữa không xuất sắc không thể lên chức. Liên Nhược Hạm và Vệ Tân đã từ Mỹ trở về, Vệ Tân về thành phố Yến trước, Liên Nhược Hạm ở lại Thiên Trạch. Khoảng năm sau gặp lại ở Bắc Kinh, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê cũng nói phải về thành phố Yến, muốn cùng Tào Vĩnh Quốc về Đan Thành. Bố mẹ còn khỏe, ông nội Tào Thù Lê sợ không còn nhiều thời gian nữa, cho nên Tào Vĩnh Quốc phải trở về thăm hỏi. Vệ Tân ở lại Mỹ một thời gian mà không được ở cùng Hạ Tưởng, hơi chút không vui. Liên Nhược Hạm tận lực để cô cũng gia nhập kế hoạch tài chính, cô cũng không có hứng thú. Bởi vì nếu cô gia nhập, sẽ không có cơ hội ở cùng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không khuyên Vệ Tân cái gì, chỉ nói đợi đến mùa xuân ấm áp sang năm khi hoa nở, để cô lại đến Tần Đường. Vừa lúc mùa đông Tần Đường âm u lạnh lẽo, Vệ Tân không ở, ngược lại khiến hắn bớt lo không ít. Mùng 1, Hạ Tưởng đi ngang qua sân khấu xong, từ Tần Đường xuất phát, một mạch đi tới Bắc Kinh. Trước khi đi, hắn gặp mặt Hoa Nhài Vàng, bạc ở Tần Đường. Hoa Nhài Vàng, bạc vô cùng cảm kích Hạ Tưởng. Nga Ni Trần hiện nay về cơ bản đã được tự do, và đoàn tụ cùng gia đình, cũng để các cô lần nữa tìm về với hạnh phúc gia đình. Hoa Nhài Bạc vẫn luôn đối với Hạ Tưởng rất thật tình, đánh bạo tới gần Hạ Tưởng một chút, còn nói. Em càng ngày càng thấy rõ, anh tuy hư, nhưng hư đến đáng yêu. Hạ Tưởng bao nhiêu rồi, lại đường đường là bí thư thành ủy bị Hoa Nhài Bạc miêu tả là đáng yêu, cũng chỉ có thể tiếp thu. Tình trạng của Nga Ni Trần, theo lời thuật lại của Tiêu Ngũ, hắn đã biết một chút tình hình. Nga Ni Trần quả nhiên là một thế hệ kiêu ngạo, trong mười mấy ngày ngắn ngủi, đã đứng vững ở Tần Đường, chẳng những có tới hơn 100 người phía dưới, còn dưới sự giúp đỡ của lão Tặc, mua mấy cái khách sạn ở Tần Đường, chuẩn bị gia nhập vào sự nghiệp ẩm thực, không hề đụng tới nghề khiêu vũ, câu lạc bộ giải trí. Cũng có suy xét khi nhúng tay vào phòng khiêu vũ và câu lạc bộ giải trí, nhất định sẽ bị Ngưu Lâm Quảng phát hiện. Ý của Nga Ni Trần là, khiêm tốn làm việc, làm người thành thật, ẩn ở nơi bí ẩn, không thể để Ngưu Lâm Quảng biết y tồn tại. Hạ Tưởng rất vui mừng, Nga Ni Trần cũng đủ thông minh, tuy rằng hắn đến bây giờ vẫn chưa từng gặp y một lần, nhưng y đối với ý tưởng của hắn, lĩnh hội đến cực triệt để. Rốt cuộc đúng là đối thủ giao đấu sống chết với nhau, có một câu nói rất hay, người hiểu bạn nhất, thường thường là kẻ thù của bạn. Đã đến Bắc Kinh, Hạ Tưởng vốn định làm việc riêng trước, ví như nói đi gặp Tiếu Giai, gặp con gái. Rồi gặp Mai Hiểu Lâm, thăm Mai Đình, không ngờ không sắp xếp được thời gian, liền nhận được điện thoại lạ. Tiếng có phần quen thuộc lại có phần xa lạ, vừa nghiêm túc, vừa có chút thân mật. Hạ Tưởng, vừa rời thành phố Yến, đã mấy năm, vẫn không có liên lạc, anh còn nhớ bạn cũ năm đó không? Hạ Tưởng có chút sững sờ, tiếng vừa quen lại vừa xa lạ, vừa không thân lại gần gũi, hơn nữa giọng to, làm ong ong tai hắn. Suy nghĩ của hắn thoáng cái thổi qua, từ biệt thành phố Yến, đã mấy năm rồi, là ai vậy? Bỗng nhiên hình ảnh một khuôn mặt đen, gầy, nhưng rất lanh lợi, hai mắt rất có thần thái di chuyển trong mắt. Hạ Tưởng có chút mừng rỡ, cũng đúng là mấy năm không có liên lạc rồi, từ sau khi ông ta tới tỉnh Ninh đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, có khi mấy năm rồi, cho tới hôm nay, quả thật lại là một lần nữa kéo lại đường dây mới. Chương 1165, Mai Phục phục bút, dành trước một ván. Mã Vạn Chính. Bình tĩnh mà xem xét, giữa Hạ Tưởng và Mã Vạn Chính cũng không có khoảng cách nhiều lắm, tuy về sau vì lý do Mã Vạn Chính phản đối Tống Chiêu Độ nên đã từng có một quãng thời gian không thân thiết gì với Mã Vạn Chính. Mã Vạn Chính là người cương trực, công tư phân minh, cũng biết rõ trên chốn quan trường, thái độ bình thường xa gần thân sơ khi động đến lợi ích cá nhân. Ông ta cũng không có thành kiến gì với Hạ Tưởng. Bởi vì nếu thay là hắn, lấy một cái ví dụ khập khiễng một chút, nếu trong lúc đề bạt Hạ Tưởng và Phùng Húc Quang, chỉ có thể chọn một trong hai người, ông ta nhất định sẽ chọn Phùng Húc Quang.
Giữa người với người, lợi ích luôn được đặt lên trên. Hạ Tưởng cũng biết rõ, giữa hắn và Mã Vạn Chính ngoại trừ một lần bất hòa duy nhất, thì trên rất nhiều phương diện khác vẫn có thể cố tìm ra được cái chung, hợp tác lớn hơn bất đồng, bởi thế đối với cuộc điện thoại mà Mã Vạn Chính chủ động gọi cho hắn lần này, hắn cảm thấy rất vui mừng. Bí thư Mã, chào ông. Giọng nói của Hạ Tưởng đầy vẻ nhiệt tình. Nhận được điện thoại của ông quả là một việc bất ngờ, nhưng cũng rất vui mừng. Ha ha, có thể lại được liên lạc với cậu tôi cũng rất vui. Bây giờ tôi đang ở Bắc Kinh, Húc Quang cũng ở đây, đến gặp mặt một lúc có tiện không? Mã Vạn Chính đưa ra lời mời, và lại Phùng Húc Quang cũng ở đó, Hạ Tưởng không có bất cứ lý do gì để từ chối cả. Nhẩm tính thời gian Mã Vạn Chính ở tỉnh Ninh cũng không ngắn, hẳn là có động tĩnh rồi. Liên tưởng tới sự biến động thế cục của tỉnh Yến sắp tới, Hạ Tưởng hơi chột dạ, Mã Vạn Chính lộ mặt vào lúc này, e rằng không chỉ là để ôn lại chuyện cũ mà còn có ý đồ sâu xa nữa. Bước đầu được biết, Vương Bằng Phi sẽ chuyển sang đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Mai Thái Bình sẽ điều đi nơi khác, vì thế, cái ghế phó bí thư tỉnh ủy và trưởng ban thư ký tỉnh ủy sẽ trống. Nhìn một cách tổng quát thế cục hiện nay của tỉnh Yến, tính khả năng để đạt ngay tại chỗ cũng không lớn. Dự đoán sẽ phải điều từ nơi khác đến hoặc từ Bắc Kinh về. Còn có một điểm nữa phải cân nhắc đến trong đó, thời gian Hồ Tăng Chu đảm nhận chức bí thư thành ủy thành phố Yến cũng đến rồi, cũng nên có động tĩnh thẳng tiến. Trước nay bí thư thành ủy thành phố Yến thăng tiến, gần như đều là đảm nhận trước một khóa phó bí thư tỉnh ủy. Nếu Hồ Tăng Chu đảm nhận phó bí thư tỉnh ủy, bí thư thành ủy thành phố Yến không xảy ra điều gì ngoài dự đoán, thì sẽ do Vu Phồn Nhiên đảm nhiệm. Do đó bộ máy thành ủy của thành phố Yến cũng sẽ có sự điều chỉnh ở một biên độ không nhỏ. Còn 3 năm nữa là hết nhiệm kỳ của Tổng Bí Thư, trong vòng 3 năm, e rằng sự điều động về nhân vật số 1 số 2 của các tỉnh sẽ không ít, việc điều chỉnh sẽ thường xuyên diễn ra. Từ xưa tới giờ đều là chiều nào thần ấy, đều sẽ lấp đầy bàn cờ trước khi miễn nhiệm, tiếp tục kéo dài sức ảnh hưởng của bản thân. Mà người kế nhiệm sẽ lại điều chỉnh lại quân cờ, lại bố cục lại một lần nữa. Điều chỉnh lại theo suy nghĩ của mình. Lịch sử, tái diễn hết lần này đến lần khác. Hạ Tưởng đã cho lái xe Bành Vĩnh nghỉ phép, do Tiêu Ngũ tháp tùng. Lúc gặp Mã Vạn Chính vừa hay là lúc giữa trưa, Tiêu Ngũ được bố trí đi ăn cùng những người tháp tùng Mã Vạn Chính, Hạ Tưởng cùng Phùng Húc Quang dùng cơm cùng với Mã Vạn Chính. Mấy năm không gặp, Mã Vạn Chính quả thật đã già đi một chút, nhưng trạng thái tinh thần lại rất tốt, vẫn đen gầy và khỏe mạnh, giọng nói vẫn sang sảng. Bí thư thành ủy trẻ nhất tỉnh Yến, không đơn giản chút nào, Hạ Tưởng, cậu vẫn lên nhanh như diều gặp gió, đến Thu Thực cũng nói, cậu sớm muộn cũng sẽ phá kỷ lục của ông ấy. Ông ấy cũng rất tán thưởng tinh thần phấn đấu của cậu. Mã Vạn Chính vừa bắt đầu đã nói đến vấn đề đó, chứng tỏ quan hệ của ông ta và Cổ Thu Thực cũng không tồi. Hạ Tưởng cũng khiêm tốn đáp lại mấy câu. Bí thư Mã vẫn phong độ như ngày nào, đứng cùng với bí thư Mã. Tôi cũng cảm thấy toàn thân đều sung mãn sức sống. Mã Vạn Chính chất phác thẳng thắn, giọng nói vang dội quả là làm cho người ta thấy hưng phấn. Ha, ha. Mã Vạn Chính cười ha hả. Dễ có mấy khi được tụ họp vào dịp Tết thế này, lại sau mấy năm giờ mới gặp lại, hôm nay phải uống thêm mấy ly. Tôi nói thế, Hạ Tưởng có ý kiến gì không? Có ý kiến gì thì cũng không được phát biểu. Cuối cùng thì Phùng Húc Quang cũng nói chen vào một câu. Thực chất tửu lượng của Hạ Tưởng cũng rất khá, chỉ là bình thường không thể hiện ra mà thôi, để cho người khác không biết nông sâu thế nào. Tiểu túy thất thố, đại túy thất đức, nếu gặp bạn tốt thì có thể uống nhiều một chút. Hạ Tưởng cũng đùa lại một câu. Quả thực là liên hệ không ít với Phùng Húc Quang, sau khi siêu thị của ông ta mở rộng quy mô đến một phạm vi nhất định, sau đó thì kiệt sức, cũng như là căn bệnh thông thường của nhiều xí nghiệp khác, tham to tham nhiều, đến cuối cùng thì lại mệt mỏi vì chính nó. Có điều, Phùng Húc Quang đang đàm phán cùng với Carrefour, Carrefour đưa ra ý đồ mua lại. Hạ Tưởng không nói gì, tuy Carrefour trên danh nghĩa là nhà bán lẻ số 1 châu Âu, là tập đoàn bán lẻ xuyên quốc gia quốc tế hóa đứng thứ 2 thế giới, nhưng sau khi tiến vào trong nước, có lẽ là cái tư duy của người Pháp có vấn đề, có lẽ do tầng lớp quản lý không hiểu biết về tình hình trong nước, xuất hiện một sai lầm rất lớn trên mặt kinh doanh, các siêu thị của Carrefour trên toàn quốc rơi vào cái cửa chất lượng và giá cả. Cho đến siêu thị Giai Gia, sau khi bị Carrefour mua lại thì việc kinh doanh tại thành phố Yến cũng rơi vào tình trạng xuống dốc không phanh, gần như là tới bước không thể cứu vãn nổi.
nhưng lấy mắt thường để phán đoán tình hình kinh doanh của Phùng Húc Quang, Carrefour đề xuất mua 50% cổ phần đồng thời khống chế cổ phần, hơn nữa giá mà họ đưa ra cũng tạm được, coi như là một lần thu lợi nho nhỏ cho mấy năm cố gắng của Phùng Húc Quang. Hạ Tưởng đã thấy Phùng Húc Quang không còn hăng hái như mấy năm trước nữa, có ý muốn nghỉ ngơi rồi. Ngay đến ông ta cũng không còn nhiệt tình gì, thì hắn ta cũng không khuyên ông ta làm gì nữa, có thể kiếm chút lợi thì kiếm lợi tốt rồi, dù sao thì tiền mà Phùng Húc Quang kiếm được cũng đủ tiêu rồi. Vì có một tầng quan hệ với Phùng Húc Quang, cảm giác xa cách với Mã Vạn Chính cũng nhanh chóng mất đi, trò chuyện vui vẻ, nói đến phong cảnh của tỉnh Ninh, nói đến Ngô Tài Giang, lại làm cho quan hệ càng trở nên gần gũi hơn. Sau 3 tuần rượu, Mã Vạn Chính mới chậm rãi đề cập đến chủ đề chính. Sau Tết, nhân sự của tỉnh Yến sẽ có sự biến động rất lớn, Hạ Tưởng, tôi báo trước cho cậu biết, trưởng ban thư ký tỉnh ủy tỉnh Ninh, Tiếu Viễn Tâm có khả năng sẽ hoán đổi địa phương đến tỉnh Yến đảm nhận chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy tỉnh Yến. Ông ta ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói thêm. Không nhất định là kết quả cuối cùng, nhưng có dấu hiệu cho thấy tính khả năng của Tiếu Viễn Tâm là rất lớn. Hạ Tưởng ít nhiều cũng có thể đoán được Mã Vạn Chính tìm hắn không thể là không có mục đích gì, cũng sẽ không chỉ để ôn lại chuyện cũ. Nhân vật chính trị, tất cả mọi chuyện đều xoay quanh chủ đề chính trị. Được Mã Vạn Chính đưa ra vấn đề đó một cách nghiêm chỉnh chính trọng như vậy, trong mắt của Mã Vạn Chính, Tiêu Viễn Tâm chắc chắn là có chỗ đứng không nhỏ rồi. Hạ Tưởng liền thuận thế tiếp lời. Trưởng ban thư ký Tiêu nếu mà có thể đến tỉnh Yến công tác đương nhiên là tốt rồi, tôi thật lòng vô cùng hoan nghênh, cũng sẽ xin chỉ thị báo cáo nhiều hơn với trưởng ban thư ký. Những lời khách sáo thì không phải nói nhiều nữa rồi, Hạ Tưởng, có Húc Quang ở đây, khoảng cách giữa cậu và tôi cũng không xa. Nói nhiều những lời quan cách khách sáo, lại thành ra xa lạ rồi, thôi thì chỉ nói một câu, nếu Viễn Tâm có thể đến tỉnh Yến, còn phải nhờ sự phối hợp công tác của cậu rất nhiều. Mã Vạn Chính không đề cập đến quan hệ của ông ta với Tiêu Sa Tâm, nhưng sự quan tâm ẩn trong lời nói đã nói lên tất cả. Cũng quả thật là, nếu Tiêu Viễn Tâm đến tỉnh Yến, là một người ở nơi xa tới, lại giữ chức vụ trưởng ban thư ký tỉnh ủy, công việc không dễ triển khai, nếu chẳng may không được lòng Phạm Duệ Hằng. Thì lại kiểu tiến thoái lưỡng nan rất khó chịu. Nếu có Hạ Tưởng lo liệu ở giữa thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Chân sau lớn nhất của Hạ Tưởng ở tỉnh Yến là Tống Triều Độ tuy đã điều đi nơi khác, nhưng mạng lưới quan hệ của hắn ở tỉnh Yến vẫn còn. Quan hệ của hắn với Phạm Duệ Hằng cũng xem như khá tốt, cũng có thể nhờ cậy được Cao Tấn Chu và Lý Ngôn Hoàng, Vương Bằng Phi cũng không tồi. Có Hạ Tưởng lúc bắt đầu thay Tiêu Viễn Tâm khơi thông một chút sẽ thu được hiệu quả gấp đôi. Hạ Tưởng ít nhiều cũng hiểu được ý của Mã Vạn Chính. Làm hết sức có thể. Tốt, cái cần là sự thẳng thắn nói sao làm vậy. Mã Vạn Chính nâng chén. Nào, Hạ Tưởng, tôi kính cậu một ly. Không dám, không dám, vẫn là tôi kính ngài một ly. Với tôi thì không cần phải khách sáo nữa, không nói đến việc cậu là bạn của Húc Quang, chính là việc cậu bước tiếp theo có khả năng làm ủy viên thường vụ, cũng là hậu sinh khảo ý, khiến tôi rất khâm phục. Chương 1166, lòng người xa gần, núi cao mây mù. Mã Vạn Chính cụng ly với Hạ Tưởng xong, uống một hơi cạn sạch. Khó khăn cũng không nhỏ, nhưng hy vọng cũng có. Tôi cũng có mấy người là ủy viên bộ chính trị có thể nhờ cậy được, cũng có thể giúp cậu được phần nào. Cảm ơn sự quan tâm của Bí Thư Mã đối với tôi. Mã Vạn Chính có tay chân ở Trung ương cũng không có gì là lạ, ông ta là Bí Thư tỉnh ủy. Phía sau nhất định có sự ủng hộ của ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, cũng có quan hệ của một vài người ủy viên Bộ Chính trị. Nhân khi tôi còn có khả năng quan tâm đến cậu, thì cũng quan tâm vài lần, cũng không uổng cậu giúp tôi một lần. Mã Vạn Chính vô cùng xúc động, nhìn về phía Phùng Húc Quang. Ra rồi, lại có nơi ký thác, Hạ Tưởng, mỗi lần gặp Húc Quang, tôi đều nhớ đến công lao của cậu. Hạ Tưởng vội vàng nói. Bí thư nói quá lời rồi. Ngài mà còn nói như thế nữa, tôi với Húc Quang không còn cách nào làm bạn nữa đâu ạ. Mã Vạn Chính cười ha hả. Cậu lúc nào cũng coi tôi là Bí Thư Mã, chứ không phải là chú Mã. Chú cũng là bề trên, làm bề dưới, làm sao dám nhận hậu ý của bề trên được. Hạ Tưởng vẫn nói ra câu chú, nhớ đến lần đầu tiên Hạ Tưởng gặp Mã Vạn Chính, đồng thời cảnh giúp đỡ Phùng Húc Quang và Mã Vạn Chính làm quen với nhau, chuyện đã lâu rồi mà hiện về mồn một như mới hôm qua đây. Trong lòng lại dậy lên cảm xúc dạt dào. Trước đây quả thật cũng từng có sự ăn ý khi cộng sự cùng với Mã Vạn Chính,
bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng có cảm tình với Mã Vạn Chính. Bởi vì mối giao tình của hắn và Phùng Húc Quang sâu sắc quá, vì thế khiến hắn quả thật là cũng đối đãi với Mã Vạn Chính như chú của mình. Cho đến sau cùng, Mã Vạn Chính vẫn không tiết lộ mục đích của mình, Hạ Tưởng tuy cũng có phỏng đoán, biết rằng Mã Vạn Chính nếu không tiến thêm một bước nữa thì có khả năng sẽ lùi về tuyến 2, nhưng Mã Vạn Chính không mở miệng, hắn cũng không thể hỏi thẳng được. Lần gặp mặt này, xem như là đã bù đắp được quan hệ xa cách bấy lâu nay với Mã Vạn Chính, khai thông được một mắt xích giai đoạn đầu của việc điều chỉnh nhân sự tỉnh Yến, ỉm đi cái việc thăng tiến lên ủy viên thường vụ, thu hoạch cũng không nhỏ. Lúc chia tay, Phùng Húc Quang nắm lấy tay Hạ Tưởng, nói nhỏ. Chú ấy quả thực rất quý mến anh, cũng thường xuyên nhắc đến anh, chỉ là cảm thấy có một thời gian mâu thuẫn với anh khi ở tỉnh Yến, nên ngại không dám liên lạc với anh thôi. Chú ấy là người trọng tình cảm, bây giờ lại già rồi, anh sau này nhường nhịn chú ấy một chút. Hạ Tưởng không nói gì, trong lòng cũng hơi nặng nề, giữa hắn và Mã Vạn Chính, thực chất cũng không có gì được coi là có mâu thuẫn. Có lẽ trong lòng Mã Vạn Chính luôn cảm thấy hắn đã giúp đỡ ông ta một lần, nhưng ông ta vẫn chưa giúp đỡ hắn điều gì mang tính chất thiết thực cả. Ngược lại cũng có vài lần gây trở ngại mà trong lòng thấy áy náy với những người trong quan trường, lại là bí thư tỉnh ủy, có thể có tấm lòng biết mang nợ người khác, thật là điều không dễ có được. Cán bộ cũng là người, cũng có thất tình lục dục, cũng cần phải có mối quan hệ chân thành giữa người với người. Hạ Tưởng trong nháy mắt đưa ra một quyết định, dặn Tiêu Ngũ mua rất nhiều quà tặng và các sản phẩm dinh dưỡng, quyết định đi thăm Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và vui mừng với việc sự viếng thăm của Hạ Tưởng, đến nói không nghĩ đến thì quả thực là không nghĩ đến. Sau khi Diệp Thạch Sinh rời khỏi cái chức bí thư tỉnh ủy đến nay, tuy rằng cấp bậc đã cao hơn trước, nhưng thực quyền lại nhỏ đi rất nhiều, vào những dịp lễ Tết cổng nhà cũng vắng vẻ đi không ít. Chuyến viếng thăm của Hạ Tưởng làm cho Diệp Thạch Sinh cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không gặp. Đặc biệt là bây giờ danh thế của Hạ Tưởng đang lên vùn vụt, làm cho ông ta vô cùng cảm động, Hạ Tưởng là một cậu thanh niên đáng tin tưởng. Hạ Tưởng ngồi nửa tiếng đồng hồ rồi, lúc định cáo từ đi về, Diệp Thạch Sinh bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, sau đó ngăn Hạ Tưởng lại. Hạ Tưởng đợi chút nữa hãy về, Tổng Bí Thư sắp đến đây. Sao có thể chứ? Hạ Tưởng thoáng chốc sợ ngây người. Tổng Bí Thư khẳng định sẽ thăm hỏi các đồng chí lão thành vào dịp Tết. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, Diệp Thạch Sinh không đủ tư cách để Tổng Bí Thư đích thân tới thăm, hơn nữa ông ta đang tại chức, còn chưa được coi là cán bộ lão thành. Diệp Thạch Sinh cười. Có một việc trong lòng cậu biết là được rồi, bà Dương và Tổng Bí Thư có quan hệ thân thích với nhau. Bà Dương là Dương Tuệ, là vợ của Diệp Thạch Sinh. Hóa ra là vậy, vợ của Diệp Thạch Sinh và Tổng Bí Thư có quan hệ thân thích sao? Chuyện này giấu cũng khá kỹ càng, cả tỉnh Yến không một ai biết. Diệp Thạch Sinh quả thực cũng lợi hại, chưa từng tiết lộ ra nửa lời. Trò chơi trên quan trường có khi chính là sự nguy hiểm mà kích thích, bởi vì bạn không biết người đứng sau ai đó là ai, cũng không rõ người nhà của ai có quan hệ thân thích dạng khúc khuỷu với ai. Diệp Thạch Sinh không nói là quan hệ thân thích gì, nhưng đáng được Tổng Bí Thư đích thân đến nhà thăm vào dịp Tết, khẳng định là rất gần. Người trong nước trọng thân thích, cho dù cao quý như Tổng Bí Thư, cũng phải giữ thân tình. Mới ở trong mắt người nhà và người thân, có hương vị tình người. Có thể gặp được Tổng Bí Thư trong nhà Diệp Thạch Sinh, Hạ Tưởng thầm xúc động, thật là may mắn. Nếu có thể để lại ấn tượng tốt đẹp cho Tổng Bí Thư, trên việc lọt vào ủy viên thường vụ, thì sẽ tăng thêm một lợi thế nặng nghìn cân. Lần đầu tiên trong đời, Hạ Tưởng hưng phấn một cách khó hiểu, bởi vì nói thật, một bí thư tỉnh ủy muốn gặp Tổng Bí Thư cũng rất khó, muốn gặp một Tổng Bí Thư chân thật mà gần với dân lại càng khó. Phần lớn mọi người chỉ được gặp Tổng Bí Thư trên TV, Tổng Bí Thư của văn chương kiểu cách, Tổng Bí Thư của giải quyết công việc chung, muốn ở sau lưng nói chuyện với Tổng Bí Thư trừ phi có quan hệ bạn bè cực kỳ mật thiết, đám người tầm thường như Mễ Kỳ Hỏa và Minh Đắc Mưu, không bao giờ có cơ hội. Tổng cộng vừa mới đợi chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Hạ Tưởng lại cảm thấy dài như nửa ngày, hắn xem như lần đầu tiên không bình tĩnh được mà có chút cảm giác sống một ngày bằng một năm. Nghĩ ra cũng đúng, sống một ngày bằng một năm. Bây giờ cũng đúng là năm mới rồi, không khỏi lại thầm mỉm cười. Chuông cửa reo, Diệp Thạch Sinh vội đi mở cửa, đứng trước cửa chính là Tổng Bí Thư, bên cạnh còn có một người, Hạ Tưởng cũng không ít lần nhìn thấy trên TV, chính là phu nhân của Tổng Bí Thư. Tổng Bí Thư mặc chiếc áo gió, màu xám, không thắt cà vạt, vẻ mặt tươi cười, phu nhân ở phía sau cũng vẻ mặt vui mừng, Diệp Thạch Sinh vội mời Tổng Bí Thư vào trong phòng,
Hạ Tưởng đứng bên cạnh, chỉ mang vẻ mặt cung kính, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tổng Bí Thư, chúc mừng năm mới. Hạ Tưởng. Tổng Bí Thư có chút sửng sốt, ánh mắt vô ý nhìn Diệp Thạch Sinh một cái, lại chủ động bắt tay với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng ở đây, thật là trùng hợp, Thạch Sinh, tôi cứ nghĩ nhà anh không có khách. Trong ngữ khí, hình như có chút không vừa ý. Cũng phải, giữa Tổng Bí Thư và Diệp Thạch Sinh là qua lại riêng tư, Diệp Thạch Sinh giữ Hạ Tưởng ở lại, sẽ khiến Tổng Bí Thư có hiểm nghi rằng có người sắp đặt. Với vị trí của Tổng Bí Thư không biết có bao nhiêu người tìm đủ mọi cách để được tiếp cận với ông, muốn để lại cho Tổng Bí Thư một chút ấn tượng tốt. Với thân phận của Tổng Bí Thư, lại xuất hiện với thân phận riêng tư, ông cũng là đương kim đệ nhất, ngay đến cả chụp ảnh chung cũng không được tùy ý nhận lời, để tránh bị người ta lấy ra để giả danh lừa bịp. Diệp Thạch Sinh không nói lời nào, nhìn Hạ Tưởng cười. Hạ Tưởng liền cung kính trả lời. Đúng lúc tôi đến thăm lãnh đạo cũ, đang định về, thì lãnh đạo nói Tổng Bí Thư sắp tới, nên giữ tôi lại. Tổng Bí Thư nhìn Diệp Thạch Sinh. Hiếm thấy Hạ Tưởng còn nhớ lãnh đạo cũ, có tâm thì tốt. Người trẻ tuổi, phải kế thừa và phát huy nhiều hơn truyền thống quang vinh của thế hệ trước, phải kính trọng yêu mến người già. Thật sự là một người trẻ tuổi rất khá, phu nhân Tổng Bí Thư quan sát Hạ Tưởng từ trên xuống dưới, suy nghĩ. Hạ Tưởng, ô, tôi nhớ ra rồi, Bí Thư Thành ủy Tần Đường, đúng không? Bí Thư Thành ủy trẻ nhất tỉnh Yến, thật có chí tiến thủ. Không ngờ đến cả phu nhân Tổng Bí Thư cũng biết hắn, Hạ Tưởng thật sự có chút được sủng ái mà lo sợ, nhưng hắn trong phút chốc không biết nên xưng hô như thế nào với phu nhân Tổng Bí Thư, Diệp Thạch Sinh ở bên cạnh nhắc nhở. Gọi cô là được rồi. Cảm ơn cô Tề quá khen. Nói ra tuổi của Tổng Bí Thư còn lớn hơn cả tuổi cha ruột của hắn, phu nhân Tổng Bí Thư lại có vẻ mặt dễ gần, ánh mắt hiền từ, ánh mắt quan sát hắn giống như người thân, khiến trong lòng hắn thấy tràn đầy sự ấm áp. Không ngờ mấy câu hỏi tiếp theo của phu nhân khiến Hạ Tưởng xấu hổ. Đúng rồi Hạ Tưởng, cậu kết hôn chưa? Dạ rồi, con của cháu cũng được mấy tuổi rồi ạ? Hạ Tưởng trả lời đúng sự thật. Cô Tề liền lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối, nhưng ngoài miệng lại nói. Cũng phải, hẳn là đã kết hôn rồi, không kết hôn tổ chức cũng không yên tâm. Giống như là muốn giới thiệu đối tượng cho Hạ Tưởng, liền khiến Hạ Tưởng không khỏi thầm cảm thấy buồn cười. Tuy nhiên cũng làm hắn nhìn thấy mặt chân thật mà gần gũi của người trong nhà của Tổng Bí Thư. Sau khi ngồi vào chỗ, Tổng Bí Thư trước tiên nói với Diệp Thạch Sinh mấy câu, Hạ Tưởng không thể xen vào, nên ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe. Cũng không nói gì, đơn giản là một vài tình hình trong nước, nhưng phân nửa là điểm qua mà thôi. Sau đó Tổng Bí Thư lại nói chuyện gia đình với Diệp Thạch Sinh, nói đến khoảng mấy phút, Diệp Thạch Sinh lại dẫn dắt đề tài sang Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là một người trẻ tuổi rất khá, khi tôi còn ở tỉnh Yến, dành cho cậu ấy sự quan tâm không nhiều, bây giờ không ở tỉnh Yến, cũng không có mấy người đến thăm tôi, còn cậu ấy thì ngày lễ Tết gì cũng đến hoặc gọi điện, lòng người xa gần. Hạ Tưởng biết Diệp Thạch Sinh đang thay hắn nói chuyện trước mặt Tổng Bí Thư, vội nói. Lãnh đạo cũng xin đừng nói như thế, khi ngài ở tỉnh Yến, quản lý tỉnh Yến có ngăn có nắp, một vùng thanh minh, tôi dưới sự lãnh đạo của ngài, được lợi không ít. Ngài đối với tôi cũng rất quan tâm yêu quý, tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Lý niệm chính trị của ngài, phương châm thi hành biện pháp chính trị, ảnh hưởng đến tôi rất lớn. Tổng Bí Thư không nói gì, ngồi đợi Hạ Tưởng nói hết, mới hơi gật đầu. Nói hay, nói rất hay. Hay cái gì mà hay, năm mới rồi, không thể nói một chút chuyện nhà, cứ phải nói chuyện chính trị sao. Cô Tề và phu nhân của Diệp Thạch Sinh cùng nhau gọt trái cây mang lên. Bà hình như đặc biệt thấy hứng thú với Hạ Tưởng, cố ý đưa cho Hạ Tưởng một miếng táo. Tiểu Hạ, con của cậu mấy tuổi rồi? Là con trai hả? Là con trai à, cháu được 7 tuổi rồi, đang học tiểu học ở Bắc Kinh. Hạ Tưởng thấy ánh mắt của cô Tề rất sôi nổi, trong lòng có chút bồn chồn. Ồ, tốt tốt. Bà vừa nói tốt vừa nhìn Tổng Bí Thư một cái. Con trai Hạ Tưởng cũng bằng tuổi con gái của cu đầu nhà mình. Tổng Bí Thư bất đắc dĩ địa cười. Bà cũng thật là nhiệt tình, tôi cũng không biết nói thế nào với bà. Hạ Tưởng cũng chưa từng thấy qua mặt ôn hòa được lộ ra của Tổng Bí Thư, giờ này khắc này, giọng điệu mà ông nói chuyện với phu nhân cùng với những biểu cảm phong phú trong nháy mắt, nhưng trên TV chưa bao giờ nhìn thấy sự chân thật này. Tuy nhiên đối với những nhiệt tình hơi quá của cô Tề, hắn vẫn có chút được sủng ái mà thấy lo sợ, đối với gia đình của Tổng Bí Thư,
bên ngoài lưu truyền rất ít, hắn cũng không hiểu lắm về sự cấu thành trong gia đình của Tổng. Nghe cô Tề nói, hình như có ý muốn cháu gái của Tổng Bí Thư làm quen với Hạ Đông. Cái này, hình như có chút đột nhiên và cũng quá bất ngờ. Cô Tề quả nhiên lại hỏi Hạ Tưởng. Có ảnh con trai cậu không, cho tôi xem chút. Hạ Tưởng có ấn tượng rất tốt với cô Tề, vốn cho rằng bà thân là đệ nhất phu nhân sẽ mang kiểu từ trên cao nhìn xuống, không ngờ ra khỏi tivi, cũng có mặt rất gần gũi, có lẽ giữa người và người thật phải chú ý đến duyên phận. Dù sao hắn gặp được cô Tề cũng cảm thấy vô cùng thân thiết, cô Tề cũng cảm thấy rất có hứng thú với hắn. Hạ Tưởng liền lấy ra tấm ảnh của Hạ Đông đưa cho cô Tề chỉ nhìn qua một cái, liền chậc chậc khen. Thằng bé bảnh bao quá, ông Cao, ông lại mà xem này. Tiếng, ông Cao, này gọi đến là thân thiết, cũng rất nhanh làm cho hình tượng của Tổng Bí Thư trong mắt Hạ Tưởng đầy đủ hơn rất nhiều. Trung Quốc rộng lớn, quan lớn cấp bộ và cấp tỉnh nhiều. Không có mấy người có thể nghe được có người gọi Tổng Bí Thư một tiếng, ông Cao. Vợ chồng Tổng Bí Thư khẳng định tình cảm rất tốt, ông ở trước mặt mọi người, lại rất nhân nhượng phu nhân mà bảo xem ảnh là xem, sau khi xem xong, lại nhìn Hạ Tưởng mấy cái. Ừ, giống, rất giống, đôi mắt còn hơi giống ông ngoại của nó. Ông ngoại của nó là ai? Cô Tề tuy là đệ nhất phu nhân, nhưng đối với mạng lưới quan hệ của nhân vật chính trị hiển nhiên không phải rất hiểu biết. Ha ha! Tổng Bí Thư chất phác cười. Chủ tịch tỉnh Tây Tào Vĩnh Quốc. Ông vừa nói làm tôi cũng nhớ ra rồi, lúc ấy là ai nói ấy nhỉ, nói là đệ nhất mỹ nhân của thành phố Yến Tào Thù Lê chính là con gái của Tào Vĩnh Quốc, thì ra Hạ Tưởng lấy đệ nhất mỹ nhân thành phố Yến. Hạ Tưởng đổ mồ hôi, đây là cách nói ở đâu lưu truyền vậy? Tin đồn Tào Thù Lê là đệ nhất mỹ nhân thành phố Yến, đến cả hắn đây cũng là lần đầu tiên nghe nói. Phỏng chừng là bên trong tầng lớp trên ở Bắc Kinh, một số cuộc tụ tập phạm vi nhỏ, thích cho lời bình với con gái của các quan lớn của tỉnh. Tổng Bí Thư có chút không hài lòng nói. Bà không thể nói bớt vài câu được sao? Năm mới là dành cho sự vui vẻ. Hiển nhiên, đệ nhất phu nhân cũng không sợ người số một, bà đứng dậy trả ảnh lại cho Hạ Tưởng rồi kéo hắn sang một bên nói chuyện. Diệp Thạch Sinh cảm thấy vui mừng, ông biết Tổng Bí Thư rất khiêm nhượng với phu nhân. Bây giờ Tề Viễn Phàm rất có hảo cảm với Hạ Tưởng, không nhiều thì ít cũng làm cho Tổng Bí Thư tăng thêm phần hảo cảm với hắn. Hơn nữa nếu con trai của Hạ Tưởng trở thành bạn với cháu gái của Tổng Bí Thư, cũng khiến cho Hạ Tưởng có cơ hội kết bạn với những người cấp cao và ổn định. Có thể kết giao với con trai của Tổng Bí Thư lại có thêm sự ngưỡng mộ của Tề Viễn Phàm, cả nhà Hạ Tưởng có cơ hội đến gần với gia đình Tổng Bí Thư, tuyệt đối là cánh cửa lớn tươi sáng. Vợ chồng Tổng Bí Thư ở lại nhà Diệp Thạch Sinh khoảng nửa giờ, Hạ Tưởng và Tổng Bí Thư nói chuyện với nhau mười mấy phút, lại hàn huyên với cô Tề mười mấy phút, bận rộn mà phong phú, để cho hắn tiếp xúc thực sự với đệ nhất gia đình thần bí mà không mấy ai biết, đồng thời cũng bất ngờ bước đầu xây dựng được nền tảng tình cảm với phu nhân Tổng Bí Thư. Cô Tề đối với hắn vừa nhiệt tình lại niềm nở, giống như có ý càng nhìn càng thích hắn, sự thân thiết lộ ra trong ánh mắt, khiến Hạ Tưởng có chút cảm giác chóng mặt, mặc kệ như thế nào. Có thể tạo được ấn tượng tốt đẹp với cô Tề, tuyệt đối là sự bất ngờ và niềm vui vô cùng lớn. Từ đầu đến cuối, Tổng Bí Thư không hỏi một câu tình hình của Tần Đường, cũng không hề nhắc đến một đề tài nào liên quan đến chính trị. Tổng Bí Thư không đề cập, Diệp Thạch Sinh sẽ càng không, Hạ Tưởng hiển nhiên chỉ có thể thuận thế nói chuyện, mới cảm thấy không nói linh tinh. Sau khi tiến bước Tổng Bí Thư, Hạ Tưởng lại ngồi lại ở nhà Thạch Sinh thêm một lát, rồi mới cáo biệt. Diệp Thạch Sinh vô cùng nhiệt tình tiễn Hạ Tưởng xuống lầu, bắt tay Hạ Tưởng nói. Hạ Tưởng, lọt vào ủy viên thường vụ là chuyện tốt, là một cơ hội tốt hiếm có. Lúc nãy khi cậu không có đây, Tổng Bí Thư nói một câu, cậu nhất định phải nhớ kỹ. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ giáo huấn của Tổng Bí Thư. Diệp Thạch Sinh nói một câu khiến tim Hạ Tưởng đập nhanh hơn. Tổng Bí Thư nói, cái cậu Hạ Tưởng trẻ tuổi này, con đường phải đi rất có thần vận của cổ thu thực. Câu nói này uy lực không thể coi thường. Hạ Tưởng cho dù có bình tĩnh cũng không kìm nổi phải ngừng thở. Tổng Bí Thư so sánh hắn với cổ thu thực, cũng không phải là thuận miệng mà nói, mà là bắn tên có đích, thậm chí cũng có ý mượn miệng của Diệp Thạch Sinh cố ý để cho hắn nghe thấy. Cổ thu thực là người kế tục cách đại chỉ định, không phải người khác chỉ định, chính là sự chỉ định của Tổng Bí Thư. Giữa hắn và cổ thu thực, quả thực cũng kém xa cả một thế hệ. Hạ Tưởng không dám nghĩ sâu hơn, thấy Diệp Thạch Sinh mang vẻ cười đầy thâm ý,
hắn liền nắm chặt tay Diệp Thạch Sinh. Cảm ơn sự giáo huấn của Tổng Bí Thư, tôi sẽ nghiêm túc lĩnh hội, luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Lãnh đạo, ngài cũng phải bảo trọng thân thể, bên bờ sông Hạ Mã, luôn giữ cho ngài một khu vườn. Tốt, tốt lắm. Diệp Thạch Sinh vô cùng vui mừng mà vỗ vai Hạ Tưởng. Đi những bước đi vững chắc, thà rằng cẩn thận qua sông, cũng không cần vì có dũng khí mà phạm sai lầm, có khi một sai lầm là thời gian của cả mấy năm, cậu dù còn trẻ, cũng không đợi được. Cậu thử tính thời gian xem, từ bây giờ trở đi, một bước cũng không được sai, phải lấy nhịp bước của Cổ Thu Thực làm chuẩn. Đi ra khỏi cổng chính tiểu khu của Diệp Thạch Sinh, lồng ngực Hạ Tưởng cuồn cuộn nhiệt huyết và sự phấn khích, hắn bảo Tiêu Ngũ dạo bộ cùng hắn, chứ không trực tiếp lên xe đi ngay, mà để cho cái không khí rét lạnh của ngày đông thổi vào trí óc đang có chút nóng lên của hắn. Những gặt hái lớn của các ngành ở Bắc Kinh đã vượt xa dự liệu của hắn, khiến trước mắt hắn hình như bỗng chốc mở ra một cánh cửa rộng lớn, thế đến rất nhanh, rất đột ngột, làm cho hắn có chút cảm giác đầu váng mắt hoa. Đầu tiên là không ngờ về sự xuất hiện bất ngờ của Mã Vạn Chính, lại mang đến cho hắn thêm một cơ hội, chí ít trong việc điều chỉnh nhân sự ở tỉnh Yến, đối với hắn mà nói ảnh hưởng đã hạ xuống mức thấp nhất. Đầu tiên là Vương Bằng Phi chuyển nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, còn Tiếu Viễn Tâm thuận thế lần lượt bổ sung làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Đối với hắn mà nói, hai biến động nhân sự ở vị trí quan trọng này, tương đương là không có một chút ảnh hưởng tiêu cực nào. Đấy là thứ nhất. Thứ hai, tu bổ lại quan hệ với Mã Vạn Chính, cho dù Mã Vạn Chính về sau là tiến hay lùi, giai đoạn hiện nay một nhánh lực lượng phía sau Mã Vạn Chính nếu ở bộ chính trị ủng hộ hắn lọt vào ủy viên thường vụ, tương đương với thêm một bước gia tăng độ mạnh yếu. Để hắn thành công thăng tiến lên cấp phó tỉnh, tăng thêm một lợi thế. Chương 1167, luôn có bất ngờ, thế tới cực nhanh. Thứ ba, cũng là một bước quan trọng nhất, từ sự trọng tình nghĩa của Mã Vạn Chính khiến hắn bỗng nhiên nhớ tới Diệp Thạch Sinh, một lần thăm hỏi ngoài ý muốn, không ngờ lại có thể tiếp xúc thân mật với gia đình Tổng Bí Thư, hoàn toàn là một gặt hái bất ngờ. Thật sự là niềm vui bất ngờ rất lớn. Thậm chí có thể gọi là nét bút thần. Dường như là may mắn, kỳ thật cũng không hẳn vậy, Hạ Tưởng rõ ràng, nếu không phải hắn đối nhân xử thế lâu dài, cũng trọng tình ý, không phải người dùng được thì đặt trước còn người không dùng được thì cho về sau, cũng không bị Diệp Thạch Sinh coi là người có thể kết giao, sẽ không giữ hắn lại gặp mặt Tổng Bí Thư. Vì Diệp Thạch Sinh đưa ra quyết định như trên, mạo một sự nguy hiểm chính trị nhất định. Cho dù Diệp Thạch Sinh tự biết lên cao là vô vọng, nhưng nếu không phải là người ông vô cùng khẳng định, cũng sẽ không giới thiệu gặp mặt với Tổng Bí Thư. Bởi vậy, Hạ Tưởng vô cùng cảm tạ một lần quyết định nảy sinh ý tưởng lâm thời của Diệp Thạch Sinh, có khả năng vì tiền đồ của hắn, dẹp yên những chướng ngại vật lớn nhất. Người đều là động vật có tình cảm, cô Tề có hảo cảm với hắn, Tổng Bí Thư cũng không có thành kiến, trước kia ấn tượng hắn để lại cho Tổng Bí Thư cũng không kém, tốt lại thêm tốt, tất sẽ có rất tốt. Đặc biệt là Tổng Bí Thư nói với Diệp Thạch Sinh một câu so sánh có ý vị sâu xa, càng làm cho trong lòng Hạ Tưởng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Cố bình tĩnh, cố thoải mái, Hạ Tưởng dù sao cũng mới là bí thư thành ủy, hơn nữa hiện tại gặp phải vấn đề làm thế nào đem đại bộ phận bí thư thành ủy bóp chết ở nấc từ giám đốc sở lên phó tỉnh, là một lần nâng cao rất quan trọng. Sau khi tiến vào phó tỉnh, thế giới trước mắt sẽ rộng lớn hơn rất nhiều, bước chân cũng vững vàng hơn. Tiêu Ngũ, ngày mai hãy đi Thiên Trạch, tối nay ở lại Bắc Kinh. Hạ Tưởng quyết định, lại ở lại Bắc Kinh thêm một đêm, tu bổ lại một số quan hệ không thường xuyên qua lại. Buổi chiều, Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn gặp mặt, lại hẹn Dịch Hướng Sư đã quay về Bắc Kinh cùng tới, làm người trung gian, Hạ Tưởng giới thiệu Lý Đinh Sơn và Dịch Hướng Sư làm quen với nhau. Dịch Hướng Sư đã làm quan ở Bắc Kinh bao năm, mạch máu ở Bắc Kinh rất rộng, dụng ý của Hạ Tưởng hiển nhiên là để Dịch Hướng Sư thích hợp mà giới thiệu một số quan hệ với Lý Đinh Sơn, cũng tốt để cho con đường của Lý Đinh Sơn rộng mở thêm một chút. Buổi tối, Tiền Cẩm Tùng đúng lúc quay lại Bắc Kinh, Hạ Tưởng lại cùng Lý Đinh Sơn và Tiền Cẩm Tùng ăn một bữa cơm. Lý Đinh Sơn và Tiền Cẩm Tùng cũng quen biết nhau, không cần phải hàn huyên nhiều. Trong bữa tiệc đã nói đến Trần Phong, Trần Phong tạm thời có việc không đến Bắc Kinh vào lễ mừng năm mới, trên cơ bản tất cả các nhân viên quan trọng cấp bộ và cấp tỉnh đều đến thủ đô để qua lại, không đến Bắc Kinh, làm gì có tiền đồ. Hạ Tưởng liền gọi điện nói chuyện với Trần Phong, việc của Trần Phong khá là dây dưa. Liền nói với Hạ Tưởng, ông lúc nào cũng duy trì liên hệ với hắn. Lúc chia tay, Tiền Cẩm Tùng bắt tay Hạ Tưởng,
nói một câu Hạ Tưởng vẫn luôn chờ mong. Hạ Tưởng, nói một câu đại ý thế này, tôi cũng xem như nhìn thấy cậu trưởng thành, đối với cậu, với Tỉnh Yến, với nhân dân Tỉnh Yến, rất có cảm tình. Việc cậu muốn làm, tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ cậu. Nếu là người ngoài, là một chủ tịch tỉnh hoặc bí thư tỉnh ủy Hạ Tưởng mới quen, nói ra những lời trên, chính là những lời khách sáo không có dinh dưỡng, nhưng lời nói phát ra từ miệng Tiền Cẩm Tùng thì hoàn toàn khác nhau, tuy ông không chỉ rõ là chuyện gì, nhưng hai người trong cuộc đối thoại đều biết việc đó là gì. Hạ Tưởng liền nắm chặt tay Tiền Cẩm Tùng. Cảm ơn chủ tịch tỉnh Tiền. Lời không nhiều, nhưng tay rất dùng sức, đã biểu lộ lòng biết ơn chân thành. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng đón Tào Thù Lê, cùng đồng hành với Lý Đinh Sơn, trở về thành phố Yến. Khi đi Thiên Trạch, không gặp được Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm đã quay về Bắc Kinh, đoàn tụ với gia đình. Hạ Tưởng gọi điện thoại đi, Liên Nhược Hạm nói ông cụ đã nói rồi, nếu Hạ Tưởng vào mùng năm không đến Bắc Kinh gặp cụ, thì sẽ ăn gậy. Hạ Tưởng mỉm cười, ông cụ hiện tại đối với hắn, quả thật có cảm tình. Cũng đúng, trong ba đời nhà họ Ngô, không có nhân tài. Với thế lực và bước tiến đáng tin cậy của hắn bây giờ, ông cụ Ngô ngoài những tiếp xúc lâu dài mà có thân tình ra, nhiều hơn là còn ký thác sự kỳ vọng. Có lẽ, thẳm sâu trong lòng ông cụ còn có lý tưởng chính trị chưa thực hiện được, muốn vào lúc thời cơ thích hợp, đợi khi hắn đạt đến một cấp bậc nhất định, có khả năng sẽ đem trọng trách đặt lên vai hắn. Tống Chiêu độ lễ mừng năm mới năm nay không trở về thành phố Yến, chỉ ở Bắc Kinh, tuy nhiên cũng phải đến mùng năm mới đến. Hạ Tưởng quyết định sẽ chờ sau khi từ Đan Thành trở về, sẽ quay lại Bắc Kinh gặp Tống Chiêu Độ. Năm sau người muốn gặp còn rất nhiều, nếu có khả năng, hắn vẫn muốn gặp lại Trịnh Thịnh và Cổ Thu Thực. Chủ yếu phải xem thời gian đã cho phép chưa, có Mai Thái Bình ra mặt dẫn kiến, mời được hai người đó không phải là chuyện khó, tiền đề là, nếu hai bên thời gian đều đúng lúc. Tết âm lịch năm 2009, nhất định sẽ bận rộn mà phong phú, phải đặt tốt nền móng cho nhiều việc. Bởi vì Hạ Tưởng biết, Tết âm lịch qua đi, nói không chừng một loạt điều chỉnh nhân sự sẽ làm người ta đáp ứng không xuể, sẽ càng làm loạn rất nhiều kế hoạch định ra từ trước. Đúng rồi, thời gian Tết, nhất thiết còn phải gặp Phạm Duệ Hằng. Trên đường trở về thành phố Yến, Hạ Tưởng đã gọi điện cho Phạm Tranh, nói là muốn đến nhà chúc Tết. Phạm Tranh hiển nhiên đồng ý, y rất rõ với thế cục của tỉnh Yến bây giờ, cũng biết sự lôi kéo của Tôn Tập Dân đối với Hạ Tưởng. Liền rất nhanh đồng ý, nói là đợi điện thoại của y chuẩn bị một bữa tiệc tại nhà. Phạm Tranh cũng thành thục hơn nhiều rồi, Hạ Tưởng cười, Phạm Tranh nghiêm chỉnh trịnh trọng mà đề xuất mở tiệc, cũng không có quan hệ gì với địa vị dần dần lên cao của hắn. Con người khi đến một vị trí nhất định, cho dù là bạn thân mật khăng khít trước đây, cũng sẽ sản sinh những cảm giác khoảng cách và sự kính nể nhất định. Nhớ ngày đó, khi hắn mới quen Phạm Tranh, mới chỉ là cấp phó cục trưởng. Bây giờ đã là bí thư thành ủy Tần Đường, cán bộ cao nhất của một thành phố thực sự, so với lúc ấy khác nhau một trời một vực. Hạ Tưởng vẫn là Hạ Tưởng, nhưng thân phận và địa vị kèm theo, khiến vầng hào quang vô hình của hắn càng ngày càng lớn. Và chói mắt, Tào Thù Lê gầy hơn, tuy nhiên cũng không tồi, dịu dàng như xưa, cùng với Hạ Đông nói chuyện không ngừng ở phía sau. Hạ Tưởng ngồi ở ghế trước, tâm tư có chút phiêu xa. Bởi vì kế hoạch tài chính của Liên Nhược Hàm rất có xu thế quả cầu tuyết, đã bước đầu đàm thỏa mua mấy ngân hàng, bước tiếp theo còn muốn nuốt gọn cổ phiếu của những chùm dầu mỏ. Liên Nhược Hàm và Tào Thù Lê trước đây vẫn luôn an tâm ở nhà giúp chồng dạy con, bây giờ dưới sự khu động lực lượng vốn, nghiễm nhiên đã trở thành cặp tuyệt sắc mà giới đầu sở tài chính nghe danh phải biến sắc. Thật sự là tình thế mạnh hơn người, Hạ Tưởng quay đầu nhìn cô bé Lê với nét mặt điềm tĩnh và đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng, không sai. Vẫn là người vợ nhỏ bé và hắn yêu thương, vẫn là người mẹ thân thiết và chu đáo của Hạ Đông, chỉ có điều vô hình chung vẫn thay đổi nhiều, trong khí chất có thêm phần trầm tĩnh và quyết đoán. Đúng vậy, trong tay nắm số tiền trên hàng trăm tỷ đô la Mỹ, trong lúc nói chuyện có thể quyết định sự sinh tử của một công ty loại hình lớn, nói thật, trong mắt Hạ Tưởng, Tào Thù Lê thậm chí còn phong quang vô tận hơn cái chức bí thư thành ủy của hắn nhiều. Bởi vì thị trường tư bản là thị trường của thế lực tối cao trắng trợn, ai có tiền, kẻ đó nắm giữ quy tắc, ai có năng lực hô mưa gọi gió, độ tự do lớn hơn quan trường nhiều. Chí ít hắn thân là bí thư thành ủy, bên dưới có rất nhiều người khiến hắn không vừa mắt, hắn cũng không thể muốn làm gì là làm. Nhưng nếu Liên Nhược Hạm ở Bắc Kinh ngắm được khách sạn nào rồi, thì bàn tay lớn khẽ vung là có thể mua đứt nó.
Cho dù ở Mỹ ngắm được ông ty thị trường nào đó, chỉ cần có đủ tiền, có đủ sự kiên nhẫn và sách lược thành công, thì giống như có thể từng ngụm mà thâu tóm thành công. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng có tự tin từng bước xâm chiếm thế lực của Trương Quốc Vĩ ở Tần Đường. Chỉ đợi sau Tết, thì sẽ có mấy trận chiến không khói thuốc đồng thời khai hỏa. Vừa đến thành phố Yến, sau khi chia tay với Lý Đình Sơn, Hạ Tưởng liền đưa vợ con trở về căn nhà đã xa cách rất lâu. Vẫn là trong sân ký túc xá của Ủy ban xây dựng tỉnh trước đây, trong sân đã đậu kín xe, cấp dưới cũ, đồng nghiệp và rất nhiều mối quan hệ nghe tin lập tức hành động trước kia của Tào Vĩnh Quốc đều đến. Đường Đường là chủ tịch của một tỉnh, cho dù không phải là chủ tịch tỉnh Yến, vẫn khiến rất nhiều người đổ xô vào, lấy việc có thể tặng quà và nói vài câu làm vinh. Hạ Tưởng vừa xuất hiện lập tức cũng bị vây kín, chuyện đùa, bí thư thành ủy 33 tuổi kỳ thật Hạ Tưởng sớm đã 33 tuổi rồi, hắn vẫn luôn dựa vào lịch âm để tính tuổi cho mình ai sẽ nói sẽ không tiền đồ rộng lớn. Chính là nấu chết kinh nghiệm lý lịch, cũng có thể nấu cả chủ tịch tỉnh, cũng có thể vượt qua Tào Vĩnh Quốc, bởi vì Hạ Tưởng mới là dòng tích ưu trong mắt mọi người. Thật vất vả để tiến chân hết tốp người này đến tốp người kia, Hạ Tưởng còn không kịp nói với cha vợ mấy câu. Hai người lúc này quyết định, không ngại trời đã muộn, lập tức khởi hành về Đan Thành, nếu không, cả đêm đừng hòng được yên tĩnh. Không ngờ, hai tiếng sau đã đến Đan Thành, tuy không có ai vây quanh, nhưng lại xảy ra một xung đột bất ngờ. Sự tình, không ngờ là do Trần Khiết Văn mà nên. Chương 1168, lòng dạ hẹp hòi, oan gia ngõ hẹp. Trần Khiết Văn Tết này có rất nhiều việc, vì thế nên không quay về Bắc Kinh. Sau khi điều từ Thiên Trạch về Đan Thành, bà có chút gì đó không phục. Lúc đó vốn là muốn đến Bắc Kinh đảm nhiệm một phó trưởng ban nhưng lại không thành công. Cuối cùng chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là đảm nhiệm bí thư thành ủy Đan Thành một thời gian rồi đợi cơ hội. Thứ hai là đến Hội đồng Nhân dân tỉnh đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm, lùi về tuyến 2. Trần Khiết Văn đã suy nghĩ mãi và cuối cùng vẫn cảm thấy mình còn có cơ hội. Bà vẫn còn trẻ trong chốn quan trường. Đến tuổi năm 19 cũng vẫn cho rằng mình vẫn có thể phát huy và tỏa sáng, cúc cung tận tụy, sống chết ở cái vị trí của mình, cho rằng mình còn có thể đánh cuộc một phen, thế nên liền chấp nhận sự thật đến Đan Thành nhậm chức bí thư thành ủy. Trên thực tế, Trần Khiết Văn còn cảm thấy rất uất ức. Dù sao thì số năm bà ở cấp giám đốc sở cũng không phải là ngắn. Vốn là sau khi bà ta đi còn tưởng Hạ Tưởng sẽ có thể thuận lợi tiếp nhận chức phụ bí thư. Không ngờ lại là một người chưa từng biết đến như Lưu Hội Nhân lại lên đảm nhiệm chức phụ bí thư thành ủy Thiên Trạch. Nhưng điều này lại khiến bà vui mừng vô cùng, vui mừng trong nửa năm dài. Cứ nghĩ đến Hạ Tưởng bị một người chẳng có kinh nghiệm năng lực nào như thế đè lên đầu là bà liền cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng. Hạ Tưởng cũng có ngày hôm nay sao? Mỗi lần gặp chuyện không vui mà nghĩ đến Lưu Hội Nhân là tâm trạng bà liền thoải mái hơn rất nhiều. Ai ngờ chưa đến một năm thì Hạ Tưởng đã nhanh chóng thay đổi, không ngờ thành công thoát khỏi Thiên Trạch lại trở thành bí thư thành ủy Tần Đường khiến cho Trần Khiết Văn như sét đánh bên tai, thiếu chút nữa là tức đến ngất xỉu, thầm chửi lãnh đạo tỉnh có mắt không tròng. Làm sao lại để cho Hạ Tưởng đi đảm nhiệm nhân vật số 1 của thành phố kinh tế mạnh số 1 của tỉnh Yến cơ chứ? Hạ Tưởng có năng lực gì, tư cách gì cơ chứ? Trần Khiết Văn không phục thì không phục. Nhưng sau đó phân tích tỉ mỉ toàn bộ sự việc mới bừng tỉnh ngộ, mới biết được hóa ra trí tuệ chính trị của bà so với của Tống Chiêu Độ thì đúng là kém xa vạn dặm. Lúc điều bà ta đi ra khỏi Thiên Trạch thì người ta đã nghĩ xong đến ba nước cờ rồi, còn bà ta thì mới chỉ nhìn ra một bước mà thôi. Không thể so sánh được, thực sự không thể, Tống Chiêu Độ tâm cơ quá sâu, Hạ Tưởng lại là kẻ tinh quái. Hai người bọn họ liên kết thì chẳng có dấu vết gì lộ ra, người bình thường đều không ứng phó nổi. May mắn thay, Tống Chiêu Độ rời khỏi tỉnh Yến, ông ta dù là bí thư tỉnh ủy, cũng chẳng quản nổi bà. Hạ Tưởng ngày lành cũng coi như chấm dứt, Tần Đường so với Thiên Trạch còn phức tạp hơn nhiều. Một Trương Quốc Vĩ một Ngưu Lâm Quảng cũng đủ khiến hắn đau đầu. Tốt nhất là khiến cho hắn thất bại ở đó đi, để cho hắn đảm nhiệm chức bí thư thành ủy tầm thường vô vị đó, nhận sự phê bình kém trong kiểm tra đánh giá thì muốn thăng lên một cấp nữa, thì khó lại càng khó. Hơn nữa Trần Khiết Văn lại phân tích thế cục ở tỉnh. Cảm giác mạng lưới mối quan hệ của Hạ Tưởng ở tỉnh ủy rất lớn. Đầu tiên là mối quan hệ giữa Phạm Duệ Hằng và Hạ Tưởng, không gần không xa. Sau đó là ý thù địch của Đàm Quốc Thụy với Hạ Tưởng cũng rất lớn. Lại còn có Tôn Tập Dân rất có hứng thú với Hạ Tưởng. Nhưng sau khi Hạ Tưởng không có chỗ dựa,
chủ tịch Tỉnh Tôn lại thay sách lược lôi kéo, chuẩn bị ra tay chèn ép. Hơn nửa năm sau Mai Thái Bình điều đi, ở tỉnh Hạ Tưởng lại mất đi một trụ cột lớn. Về sau thì hắn còn có thể dựa vào cái gì để đứng vững ở tỉnh Yến đây? Là bí thư thành ủy Tần Đường thì có thể thế nào? Không có sự ủng hộ của tỉnh ủy thì không thể mở ra được cục diện gì ở Tần Đường cả. Nếu nhiệm kỳ bí thư thất bại thì sẽ lưu lại một vết ố trên lý lịch. Trần Khiết Văn liền có thái độ vui mừng khi người khác gặp họa, ngồi chờ Hạ Tưởng thất bại ở Tần Đường. Thành phố Đan Thành kết cấu kinh tế khá là hoàn chỉnh. Dưới sự thống trị của bí thư Vương Tiếu Mẫn, về cơ bản hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Sau khi Trần Khiết Văn nhậm chức, chỉ cần kéo dài những chính sách có liên quan là xong. Bà cũng thức thời, không tiến hành cái gọi là chính sách mới khi vừa mới lên. Bởi vì bà ta biết rõ rằng về phương diện kinh tế, bà ta không có cách nhìn nhận gì. Nếu như Đan Thành ở trong tay bà mà kinh tế thụt lùi, tăng trưởng tuột dốc, tỉnh sẽ không phê bình bà ta. Bà ta sẽ không còn mặt mũi nào mà đưa ra cái việc tiến lên nữa. Do đó, điều bà ta cần chỉ là gìn giữ là được rồi. Hơn nữa bà ta có ý chỉ ở Đan Thành 2 năm là đi nên cũng không thực sự muốn hết mình ở đây. Thời gian không còn nhiều nữa. Bà cũng lớn tuổi rồi. Ở Đan Thành nếu làm được hết nhiệm kỳ, nói không chừng thật sự không còn cơ hội thăng tiến đến cấp phó tỉnh. Năm mới năm nay vốn định sớm quay về Bắc Kinh, hoạt động thêm một chút, đi thắp hương, thăm hỏi. Không ngờ một khu vực khai thác mỏ phía dưới xảy ra tai nạn an toàn. Bà đành phải tự mình ngồi đó chỉ huy, liên tiếp 2-3 ngày mới coi như xử lý xong. Trong lòng liền một bụng tức, thế là cái ngày Tết âm lịch đã bị lấy đi như thế. Bà ta không thẹn quá hóa giận mới là lạ. Bởi vậy khi bà phong trần mệt mỏi từ khu vực khai thác mỏ quay về nội thành, sắc trời đã chạng vạng. Bà vừa mệt vừa đói, dựa vào ghế ngủ một giấc. Vừa mơ mơ hồ hồ vừa nghĩ nên xử lý những người có trách nhiệm liên quan thế nào thì bỗng nhiên chợt nghe thấy một tiếng phanh gấp vang lên. Bà bất ngờ không kịp đề phòng, người bị hất mạnh về phía trước. Đầu liền va vào ghế ngồi trước. Trần Khiết Văn lập tức tức giận trong lòng, cả giận nói. Anh Khu, lái xe kiểu gì đấy? Lái xe Khu Dương Tu, cái tên rất gần với kẻ xấu Âu Dương Tu nhưng anh ta chẳng những không xấu, không hận thù mà còn thành thực chăm chỉ. Bị Trần Khiết Văn phê bình, anh ta sợ tới mức nói lắp. Bí thư Trần, đừng trách tôi, phía trước có xe cảnh sát dừng đột ngột, tôi suýt nữa là tông vào đuôi xe. Trần Khiết Văn thích ra dáng, mỗi lần ra ngoài đều muốn cảnh sát mở đường. Bà ta giận dữ. Ai dám chặn đường đấy? Mau tránh ra, không sẽ chậm trễ đại sự. Ở địa bàn Đan Thành còn có người dám chắn đường của bà. Thật là phản mất rồi. Trần Khiết Văn giận dữ. Thư ký Lý Địch Kiên nhanh chóng xuống xe xử lý. Bí thư Trần gần đây tính khí quái dị, chẳng còn cách nào khác. Những người phụ nữ thời kỳ mãn kinh thì đều có chút thần kinh không bình thường. Lý Địch Kiên mắt nhỏ, mũi nhỏ, khuôn mặt nhỏ. Vừa nhìn thì thấy hơi buồn cười. Nhìn kỹ thì sẽ thấy anh ta có diện mạo rất có đặc sắc, sẽ khiến người ta nhớ đến một câu nói, đại trung tự ngụy và đại gian tự trung, như gian mà trung, như trung mà ngụy, thực hư lẫn lộn. Ý nói là Lý Địch Kiên là điển hình của kiểu người hai mặt. Lý Địch Kiên vừa xuống xe mới phát hiện ra hiện trường đã loạn rồi. Có một chiếc xe đang đâm vào chiếc xe cảnh sát mở đường phía trước, khiến chiếc xe cảnh sát bị đâm co rúm. Xe của đối phương lại không có vấn đề gì lắm. Cảnh sát từ trên xe xuống, hùng hổ muốn nói lý với đối phương. Vì là xe mở đường cho bí thư thành ủy nên đương nhiên là đúng lý hợp tình, lại là ở địa bàn Đan Thành, chẳng phải muốn bắt nạt ai là có thể bắt nạt đâu. Kỳ thật cũng không thể trách đối phương. Đúng vào lúc chập tối, ánh mắt con người dễ nhầm lẫn. Hơn nữa lại là ngã tư, xe cảnh sát vượt đèn đỏ mà xe đối phương đang rẽ trái đúng luật. Kết quả là tốc độ xe cảnh sát quá nhanh nên đụng phải. Hai gã cảnh sát bước qua, người ở trên chiếc xe đối phương đi xuống, rõ ràng là người lái xe, thần sắc không tốt. Các anh khẩn trương tránh xe ra, đừng có chặn đường. Cảnh sát vừa nghe liền phát hỏa, được thôi, đụng phải xe cảnh sát mở đường cho bí thư thành ủy mà còn dám đùa giỡn. Có biết Đan Thành này là ai quản lý hay không? Là bí thư Trần Khiết Văn. Cảnh sát liền vô cùng bực tức nói. Biết xe sau là ai không? Là xe của bí thư Trần. Bí thư thành ủy Đan Thành. Các anh thật to gan, biển xe của tỉnh Tây mà dám chặn đường xe của bí thư thành ủy, dám đụng xe cảnh sát. Được thôi,
các anh chẳng phải có chuyện gấp hay sao? Hôm nay đừng có mong mà đi được, Cục Công an thành phố Đan Thành hoan nghênh các anh. Nói xong liền hô lên. Đường Quanh Minh xảy ra sự cố, mau phái người đến. Mang một chiếc xe tải nữa. Xe của Bí Thư Trần bị chặn đường. Nhanh lên. Hạ Tường một hàng tổng cộng 4 chiếc xe. Phía trước một chiếc mở đường. Phía sau một chiếc có Tiêu Ngũ và các nhân viên. Hai xe cuối cùng là hắn và nhà Tào Thù Lê và bố vợ, mẹ vợ và hai vợ chồng Tào Thù Quân. Thấy xảy ra chuyện, Hạ Tường xuống xe đi đến phía trước gặp anh cảnh sát mà trong lòng thấy không vui. Bình thường thì thôi, hắn không muốn chấp với bọn họ. Nhưng hôm nay là Tết nhất không muốn gây chuyện không vui. Nên hắn trực tiếp nói ra tên của thị trưởng Đan Thành. Tôi là bạn của thị trưởng Trương Liêm của các anh. Nếu như cần thiết thì để thị trưởng Trương của các anh lại đây giải quyết. Cảnh sát trừng mắt nhìn Hạ Tường. Anh là ai cơ chứ? Cứ đứng đó nói hay lắm ấy. Thị trưởng Trương là người mà anh có thể tùy tiện chỉ huy được hay sao? Hơn nữa thị trưởng Trương cũng về quê ăn Tết rồi, không có trong thành phố. Anh có quen cũng vô ích thôi. Bên trong lời nói thể hiện ra sự không tôn trọng lắm đối với thị trưởng Trương. Hạ Tường nghĩ cũng đúng. Trương Liêm năm sau là nghỉ hưu rồi, cũng không có ảnh hưởng gì đối với thành phố Đan Thành nữa. Lại nghĩ, không phải oan gia không chạm trán, bí thư thành ủy là Trần Khiết Văn, dường như xe phía sau còn là xe số 1. Bí thư Trần cũng ở đây. Hạ Tường liền nói tiếp. Vậy mời bí thư Trần xuống xe, trò chuyện. Với cấp bậc của hắn thì về nhà thăm viếng, cho dù không làm kinh động chính phủ địa phương, thì thông thường mà nói, sau khi bí thư và thị trưởng biết, nếu hơi có chút giao tình hoặc biết làm người làm việc, đều sẽ lộ mặt. Dù thế nào thì Hạ Tường cũng là bí thư thành ủy Tân Đường. Nhưng thành phố lớn và thành phố cấp địa thì vẫn có sự khác biệt lớn. Cho nên hắn không chủ động đi qua đó mà để Trần Khiết Văn chủ động lại đây cũng phù hợp với lễ nghi. Hơn nữa có Tào Vĩnh Quốc ở trên xe. Với thân phận là quan lớn cấp bộ trưởng của Tào Vĩnh Quốc thì Trần Khiết Văn phải xuống xe nghênh đón. Cho dù là Tào Vĩnh Quốc không phải là chủ tịch tỉnh Yến thì chủ tịch tỉnh vẫn là chủ tịch tỉnh. Cho dù là gặp Tôn Tập Dân thì theo lễ tiết ông ta cũng phải xuống xe đón chào. Huống hồ chi Trần Khiết Văn. Vừa lúc Lý Địch Kiên đi tới, vừa nghe khẩu khí của Hạ Tưởng không đúng lắm, rất lên mặt. Ông ta bị Trần Khiết Văn huấn luyện quen rồi, cũng quen huấn luyện người khác, đi đến liền nói. Anh có tư cách gì mà mời bí thư Trần đến? Dù cho là anh bước sang đó thì bí thư Trần cũng sẽ chỉ dùng một mắt để nhìn anh mà thôi. Xe mở đường là người của Tào Vĩnh Quốc, tuy rằng Hạ Tưởng là con rể của Tào Vĩnh Quốc nhưng bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của một mình Tào Vĩnh Quốc. Còn việc Hạ Tưởng bị người khác chỉ trích thì không đáng để ý tới. Tiêu Ngũ xuống xe đi sang, vừa bắt đầu thì liền nổi giận. Anh là cái thứ gì mà dám vô lý như thế với bí thư Hạ? Mau tránh ra đi không thì về sau sẽ phải gánh hậu quả đấy. Cảnh sát có chỗ dựa là thư ký Lý, đang muốn biểu hiện trước mặt bí thư Trần. Như thế dễ thăng quan tiến chức hơn, nên bèn giơ ra cái còng tay muốn bắt lái xe của Tiêu Ngũ và Tào Vĩnh Quốc, và cả Hạ Tưởng nữa. Tào Vĩnh Quốc rốt cục tức giận, ở bên trong xe hừ lạnh một tiếng. Càn quấy! Tào Vĩnh Quốc vừa dứt lời. Trên xe mở đường lập tức có 4 người bước xuống. Động tác chỉnh tề, 4 người đi về phía trước. 2 người đối phó 1, bắt 2 tên cảnh sát lại. Hơn nữa còn trói tay về phía sau lưng, trực tiếp đeo còng tay vào. Lý Địch Kiên mắt choáng váng. Các anh là ai? Anh ta không nhìn ra điểm gì đó không đúng, bởi vì đối phương rất lạnh lùng, vừa mới nhìn là biết người đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Đùa sao, Tào Vĩnh Quốc là cấp bộ trưởng, là chủ tịch tỉnh, phải có cảnh vệ. Lái xe và cảnh vệ đều là quân nhân được huấn luyện đặc biệt. Trần Khiết Văn ở trong xe ngồi không yên, vừa nãy ở xa không nhìn rõ cái gì. Đến khi nhìn thấy Hạ Tưởng đứng trong đám đó, lại nhìn thấy mấy tên cảnh vệ chuyên nghiệp thì lập tức giật mình. Của lão oan ra ngõ hẹp. Trần Khiết Văn còn không xuống xe, bà biết rằng không thể trốn được. Bà ta có thể không nhìn Hạ Tưởng, bởi vì bà và Hạ Tưởng cùng cấp. Xuống xe là lễ tiết nhưng cũng không cần thiết, nhưng không thể không thấy sự tồn tại của Tào Vĩnh Quốc được. Tào Vĩnh Quốc tuy rằng không phải là chủ tịch tỉnh Yến, nhưng ông ta đường đường là một cán bộ cấp bộ trưởng. Cho dù là lấy thân phận cá nhân đến thành phố Đan Thành. Bà ta không biết còn hay nhưng đã biết rồi thì phải ra mặt nghênh đón. Đây là lễ tiết cơ bản và sự tu dưỡng thường ngày của chốn quan trường.
nếu như ngay cả việc này mà còn không làm được thì rất dễ bị miệng lưỡi thế gian phê phán. Chủ tịch tỉnh chính là chủ tịch tỉnh, bởi vì là chủ tịch tỉnh Tây, không phải chủ tịch tỉnh Yến, ông ta không phải là cán bộ bộ trưởng cấp nhà nước. Cán bộ cấp bộ trưởng không ít, nhưng chủ tịch của một tỉnh thực sự nắm chính quyền, cả nước này được mấy người. Trần Khiết Văn trong lòng buồn bực, làm sao mà lại đụng phải xe của Tào Vĩnh Quốc cơ chứ? Vẫn là không phải oan gia không chạm trán, lại còn có cả Hạ Tưởng nữa chứ. Bà cũng không cần chờ thư ký mở cửa mà tự mình mở cửa xe, vội vàng đi xuống. Cũng không cần giữ gìn hình tượng nữa. Bà ta bước nhanh đi tới trước mặt Hạ Tưởng, bồi thêm lên mặt một nụ cười rồi đưa tay ra. Bí thư Hạ đến Đan Thành, sao không thông báo trước một tiếng? Có phải là sợ bí thư thành ủy tôi đây chiêu đãi anh không được tốt? Bí thư Hạ, những cảnh sát ở bên và Lý Địch Kiên đều mở to hai mắt nhìn. Không phải đấy chứ, người thanh niên này còn nhỏ tuổi hơn họ, làm sao mà anh ta lại là bí thư được cơ chứ? Nhìn vẻ mặt của bí thư Trần thì chắc chắn không phải là bí thư huyện ủy hoặc quận ủy. Bởi vì thái độ của bà ta là rất bình đẳng. Chẳng lẽ là cảnh sát không phản ứng gì được, Lý Địch Kiên lập tức nhớ ra điều gì. Thị trưởng Hạ cùng làm việc trong bộ máy của bí thư Trần khi còn ở Thiên Trạch, chính là vị thị trưởng vô cùng trẻ tuổi. Nghe nói hắn đến Tần Đường đảm nhiệm bí thư thành ủy. Đúng rồi, nhất định đúng rồi. Lý Địch Kiên đúng là thư ký, giác ngộ chính trị tốt hơn nhiều so với hai gã cảnh sát phụ trách gõ chiêng dẹp đường này, lại trong nháy mắt nghĩ đến bố vợ của Hạ Tưởng là Tào Vĩnh Quốc, chủ tịch tỉnh Tây, mà cái tình thế trước mắt này, đúng là cán bộ cấp tỉnh mới có tư cách trang bị cảnh vệ. Nguy rồi, gây ra phiền toái rồi. Lý Địch Kiên con mắt nhỏ chớp chớp, co rụt cổ, bước chân về phía sau. Tránh ở phía sau cảnh sát, không dám ló mặt ra. Kỹ xảo nhỏ của anh ta sao tránh được ánh mắt của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cười thầm, hắn không tính toán chấp nhặt với Lý Kiên Địch làm gì, cũng không muốn tạo thế gì với Trần Khiết Văn. Năm mới có ai muốn không vui đâu. Hạ Tưởng liền bắt tay Trần Khiết Văn. Bí thư Trần, bây giờ chị là quan phụ mẫu của tôi đó nha. Tôi đến Đan Thành, còn phải xin ý kiến báo cáo chị nhiều đấy. Chính là vì sắp Tết rồi. Tưởng rằng chị cũng về nhà rồi. Hạ Tưởng lời nói rất bình thường, nói rất hiền hòa, cũng không có nói đến tôn xưng chức vụ. Trần Khiết Văn cũng biết Hạ Tưởng rốt cuộc là bí thư thành ủy, nhưng trong lòng vẫn là hơi không thoải mái. Ôi, ngày xưa là cái người ở dưới quyền mình thế mà bây giờ lại trên cả mình. Trần Khiết Văn miễn cưỡng cười cười. Khu vực khai thác mỏ xảy ra sự cố an toàn, bận đến tối mắt tối mũi. Vừa mới về đến thành phố thì lại tình cờ gặp anh. Thật là ngại quá lại đâm phải xe của anh. Tôi sẽ bảo người phụ trách đi sửa. Bà ta nhìn sau xe, thấy Tào Vĩnh Quốc không xuống xe liền biết ông ta tức giận rồi, không muốn gặp bà ta. Nếu như bình thường thì bà ta cũng sẽ bỏ qua không hỏi, nhưng hôm nay vốn khí không thuận, lại đụng xe, lại là năm mới nên tâm trạng càng cảm thấy khó chịu. Tào Vĩnh Quốc tuy rằng là chủ tịch tỉnh nhưng đi tới Đan Thành. Địa bàn của bà mà vẫn làm lớn ra oai như thế, bà cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Ngồi trong xe là chủ tịch tỉnh Tào. Nhẫn nhịn một chút, Trần Khiết Văn vẫn là phải hỏi ra câu đó. Hạ Tưởng cũng biết bố vợ chắc chắn không vui. Không xuống xe chính là không nể mặt Trần Khiết Văn. Trần Khiết Văn là lão làng trên chốn quan trường rồi. Có một số lời không nên hỏi. Nhưng bà ta hỏi rồi, Hạ Tưởng cũng không đáp lại ngay chính diện. Người một nhà về quê ăn Tết, đều là chuyện riêng tư cả, không quấy rầy bí thư Trần nữa. Xe cũng không phải sửa đâu, chuyện nhỏ mà, không cần phải thế đâu. Ý ẩn trong lời chính là muốn nhường đường, đừng chắn lối. Trần Khiết Văn trong lòng không giận không được, Hạ Tưởng tuy rằng thái độ bình thản, nhưng đã ngang hàng với bà ta rồi. Hơn nữa trên xe còn có một vị quan to cấp quan trọng, lại trực tiếp đẩy bà một bí thư thành ủy sang một bên mà cũng không xuống xe. Thực sự là khiến cho bà ta cảm thấy xa xút. Cũng không làm thế nào được, bà ta không thể cứ mời chủ tịch tỉnh xuống xe được. Hơn nữa thực sự xảy ra xung đột với đoàn xe của chủ tịch tỉnh, chủ tịch Tào xuống xe, bà ta ngoại trừ việc cúi đầu khom lưng nói xin lỗi ra thì còn có thể làm thế nào được nữa. Thôi vậy, quan lớn một cấp ép chết người, huống hồ là hai cấp. Dù sao đi nữa thì Hạ Tưởng cũng phải khách khí vài câu với bà ta. Bởi vì em trai Hạ An của Hạ Tưởng vẫn nằm trong tay của bà ta. Lại khách khí vài câu, hàng xe của Trần Khiết Văn nhường đường sang một bên. Bà ta đứng ở một bên, nhìn đoàn xe của Tào Vĩnh Quốc rời đi từ đầu đến cuối,
Tào Vĩnh Quốc không xuống xe, lớp sương bám dày cửa sổ, cũng không nhìn được vẻ mặt của Tào Vĩnh Quốc ở bên trong. Nhưng Trần Khiết Văn vẫn là vẻ mặt cung kính tươi cười đứng ở một bên. Giữ sự kiềm chế và kiên nhẫn, cũng là đủ. Sau khi đoàn xe của Tào Vĩnh Quốc biến mất, sắc mặt Trần Khiết Văn lập tức lạnh lùng. Sau khi lên xe liền nói với Lý Địch Kiên một câu. Hai cảnh sát kia, khai trừ công chức, ngoài ra đem tài liệu của Hạ An tới đây. Phải chi tiết xác thực đấy. Lý Địch Kiên khúm núm, không nói gì. Trần Khiết Văn ngồi xe quay trở về thành ủy. Vừa mới dừng xe thì nhìn thấy xe của Trương Liêm vội vã đi ra khỏi tòa nhà thành ủy. Trong lòng bà ta liền suy nghĩ, Trương Liêm không phải về nhà đón năm mới, sao mà quay lại nhanh thế được. Trương Liêm là người tỉnh Dự, nhà ở chỗ giáp giữa tỉnh Dự và tỉnh Yến, cách Đan Thành khoảng hơn 4 cây em thôi. Chương 1169, phiền toái nhỏ, không cần phân tâm. Trong nháy mắt Trần Khiết Văn hiểu ra điều gì. Trương Liêm chắc chắn là muốn đi nịnh bợ Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc rồi. Được thôi, Hạ Tưởng nói là không muốn kinh động đến thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Tào Vĩnh Quốc cũng làm kiêu không xuống xe. Kết quả cũng may, không gặp bà ta mà lại gặp Trương Liêm. Của là quá đáng. Dù thế nào thì bà ta cũng là bí thư thành ủy. Một cảm giác vắng vẻ uất ức trong nháy mắt nhen nhóm lên ngọn lửa trong lòng Trần Khiết Văn. Bà ta quyết định. Phải khiến cho Hạ Tưởng nếm mùi ăn không ngồi chờ mới được. Muốn cho Hạ Tưởng biết rằng, bà mới là nhân vật số một ở Đan Thành. Bất luận là ai xem nhẹ bà thì đều phải trả cái giá tương xứng. Trương Liêm sau khi xử lý xong công việc thì không trở về thành ủy mà trực tiếp quay về quê nhà chuẩn bị đón năm mới. Khi đi đến nửa đường thì nhận được cuộc điện thoại, nghe nói Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc đã đến Đan Thành, liền vội quay trở về. Mối quan hệ của Trương Liêm và Hạ Tưởng cũng khá thân. Chủ yếu là khi hắn đảm nhiệm chức thị trưởng phối hợp ăn ý với Vương Tiếu Mẫn, bộ máy rất đoàn kết. Bởi vì Vương Tiếu Mẫn và Hạ Tưởng quan hệ chặt chẽ, nên quan hệ giữa ông ta với Hạ Tưởng cũng khá tốt. Nhưng sau khi Trần Khiết Văn đến, bộ máy Đan Thành không hài hòa được như vậy nữa. Có điều Trương Liêm cũng không để tâm. Dù sao đi nữa thì năm sau ông ta cũng về hưu rồi. Trần Khiết Văn muốn gây sức ép cho ai thì là chuyện của bà ta. Ông ta sẽ nhẹ thân. Tuy nhiên vội gặp mặt Hạ Tưởng, cũng là muốn nói ra tình cảnh hiện nay của Hạ An với Hạ Tưởng. Chỗ khó của Hạ An từ sau khi Trần Khiết Văn đến có chút không tốt lắm. Trước khi Vương Tiếu Mẫn rời chức, sắp xếp Hạ An đảm nhiệm chức chủ tịch huyện ở huyện Thiết. Huyện Thiết là huyện lớn nhưng lại là một huyện nghèo, lại ở vùng núi hẻo lánh nhưng khoáng sản phong phú, có triển vọng khai thác. Cũng là bởi vì Hạ An kinh nghiệm còn ít, không dễ được trực tiếp sắp xếp đến huyện giàu. Đồng thời, chắc là Vương Thiếu Mẫn cũng có suy nghĩ muốn cho Hạ An rèn luyện vài năm, cứ trầm tĩnh xuống cái đã. Vốn Hạ An sau khi đến huyện Thiết, phối hợp với bí thư cũng được. Bí thư Vương Lược Cảnh cũng ít nhiều xem trọng anh ta. Nhưng Vương Thiếu Mẫn vừa đi, Trần Khiết Văn nhậm chức, Vương Lược Cảnh nhanh chóng dựa vào Trần Khiết Văn. Còn Trần Khiết Văn vì mối quan hệ với Hạ Tưởng. Rất không thích Hạ An và lúc nào cũng chèn ép. Vương Lược Cảnh thay đổi thái độ với Hạ An, bắt đầu không tôn trọng ý kiến của Hạ An. Hạ An hiện tại ở huyện Thiết, có chút khó sống. Trương Liêm khi đi ra từ tòa nhà thành ủy, thấy xe của Trần Khiết Văn thì còn không biết rằng Trần Khiết Văn đã gặp Hạ Tưởng trước rồi. Hơn nữa lại còn là trong một hoàn cảnh không thoải mái cho lắm. Đến một tòa nhà, thì đã chen chúc đầy người. Trương Liêm cũng dùng xe cảnh sát để mở đường. Dưới sự bảo vệ của cảnh sát, mới tách khỏi đám người được, chen vào gõ cửa nhà Hạ Tưởng. Người mở cửa chính là Hạ An. Hạ An không ngờ Trương Liêm sẽ đến nên sửng sốt. Thị trưởng Trương, sao anh đến mà không nói trước? Mời anh vào. Trong phòng đã đứng đầy người. Tào Vĩnh Quốc ngồi ở giữa, nét mặt tươi cười. Tuy nhiên cũng lộ ra vẻ uy nghiêm thản nhiên khiến cho người ta có cảm giác sợ mà tránh xa. Nhưng Hạ Tưởng... Tuy đã đường đường là một bí thư thành ủy rồi nhưng vẻ mặt thản nhiên cười như cũ. Thấy người là bắt tay, mời thuốc, chứ không làm bộ làm tịch. Điều này khiến Trương Liêm âm thầm cảm khái. Hạ Tưởng có thể lên đến địa vị cao như bây giờ, là có liên hệ chặt chẽ với sự tu dưỡng hàng ngày của hắn ta. Tào Vĩnh Quốc thấy Trương Liêm bước vào liền đứng dậy đón chào. Trương Liêm đến đây ngồi đi. Trương Liêm thấy được sủng ái mà lo sợ. Ngay sau khi bắt tay với Tào Vĩnh Quốc rồi lại ra bắt tay Hạ Tưởng. Làm phiền rồi, bí thư Hạ, tôi không đến gặp thì không yên tâm, chỉ sợ có sơ suất gì.
Đan Thành là nhà của tôi, có thể có chuyện gì? Thị trưởng Trương quá khách khí rồi. Hạ Tưởng thấy Trương Liêm không biết chuyện đụng xe, cũng cố ý không nhắc đến. Không ngờ Hạ An lại chen vào nói. Thị trưởng Trương nói thật là đúng, vừa mới đâm vào xe của bí thư Trần. Hạ Tưởng trừng mắt nhìn Hạ An một cái. Hạ An cúi đầu, không nói gì nữa. Trương Liêm nghe ra điều gì đó liền hỏi. Làm sao vậy? Bên cạnh liền có người nói ra chuyện đâm xe. Trương Liêm sắc mặt kém đến tột độ. Bí thư Trần, con người này, ôi, tôi vốn không nên nói nhưng có lúc bà ta thật quá đáng. Làm việc với bà ta, công việc làm không dễ chút nào. Hạ Tưởng khó mà nói được gì, Tào Vĩnh Quốc tự nhiên sẽ càng không nói. Hạ An liền phụ họa một câu. Bí thư Trần thích đùa nghịch người khác. Hạ An. Hạ Tưởng không kìm nổi mở miệng quát lớn Hạ An một câu. Trương Liêm nhìn ra tình hình, dù sao thì ông ta cũng sắp về hưu rồi thì chẳng phải e dè gì nữa mà kéo Hạ Tưởng vào trong. Tôi nói thật luôn, Hạ An gần đây ở huyện thiết bị bí thư Trần đè nén rất khổ sở. Hạ Tưởng sau khi nghe xong thì giật mình, bởi vì Hạ An chưa từng nói với hắn chuyện này bao giờ. Không thể không nói, Trần Khiết Văn hơi quá. Hạ Tưởng trong lòng dần dần tức giận. Đám người tản ra, buổi trưa Trương Liêm ở lại ăn cơm. Hạ Tưởng trên bàn ăn muốn hỏi Hạ An vài câu. Hạ An ngày xưa là ngại nói với Hạ Tưởng, cảm giác chuyện gì cũng dựa vào anh trai thì mất mặt. Nhưng bây giờ anh cả đã biết rồi, anh ta cũng không giấu được nữa nên anh ta nói rõ ngọn ngành ra. Tào Vĩnh Quốc vẫn không nói gì, bỗng nhiên liền nói một câu. Nếu không thì điều Hạ An đến tỉnh Tây đi. Hạ Tưởng lại lắc đầu cười. Không cần đâu, để Hạ An rèn luyện một chút cũng tốt. Bí thư Trần những ngày tốt đẹp cũng sắp hết rồi. Không có gì bất ngờ, sẽ sắp xếp cho bà ấy một vị phó không nghe lời. Trương Liêm sắp về hưu đến nơi. Trong nháy mắt, Hạ Tưởng liền sẽ thay Trần Khiết Văn nghĩ đến ứng cử viên cho bộ máy. Chu Duệ Nhạc. Thừa dịp Mai Thái Bình còn ở đây, nâng Chu Duệ Nhạc lên. Với tâm cơ và lòng dạ của Chu Duệ Nhạc thì việc kiềm chế Trần Khiết Văn chắc chắn không thành vấn đề. Về phần Hạ An, vẫn cứ để anh ta ở lại huyện thiết. Không thể cứ khó khăn một cái là liền chuyển công tác. Bảo vệ chu đáo quá thì khó mà trưởng thành được. Lúc ăn cơm, Tào Vĩnh Quốc, Hạ Tưởng, Trương Liêm, Hạ An và cả Hạ Thiên Thành ngồi cùng một bàn, không khí cũng hòa hợp. Trương Liêm thích rượu, chưa đến mấy chén liền đã có men say rồi, bạo dạn mời Tào Vĩnh Quốc một ly. Tào Vĩnh Quốc vui vẻ cùng ly khiến Trương Liêm vô cùng vui vẻ, cảm thấy sáng sủa cả khuôn mặt. Bình thường thị trường rất ít có cơ hội nhìn thấy chủ tịch tỉnh và có cơ hội cùng ngồi ăn cơm với chủ tịch tỉnh thì lại càng ít. Lại có thể cùng một ly với chủ tịch tỉnh thì cũng là một niềm vinh hạnh. Đến cấp bậc thị trường, tầm mắt liền mở ra. Sẽ không phải bởi vì Tào Vĩnh Quốc là chủ tịch tỉnh Tây thì có thể chậm trễ. Bởi vì lên đến cấp tỉnh thì không chừng lúc nào đó sẽ trở thành lãnh đạo của quốc gia. Dù cho là không thăng lên đến cấp trung ương thì cũng chưa biết chừng có ngày nào đó sẽ về tỉnh Yến đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy. Sắp về hưu rồi, có thể cùng uống rượu, ăn cơm với chủ tịch tỉnh, lại có thể cùng ngồi với một vị bí thư thành ủy rất có triển vọng, tâm trạng Trương Liêm vô cùng tốt nên nói rất nhiều. Ví dụ như Trần Khiết Văn thế này thế kia, ví dụ như Hạ An bị Vương Lược Cảnh cậy thế ức hiếp nên phải lui, kiêng kỵ cũng không nhiều đến thế, lại dựa vào mấy phần say. Coi như là đã nói ra một số nội tình của Đan Thành. Hạ Tưởng nghe xong thì hơi nhăn mày, trong lòng ẩn hiện nhiều ý nghĩ. Hạ An không tiện ngăn cản thị trưởng Trương, cũng chỉ có thể buồn sầu uống rượu. Anh ta quả thật làm việc chịu nhiều ức chế, trong lòng cũng uất ức, cũng thực sự muốn có cơ hội điều đi, cũng muốn khiến cho bọn tiểu nhân mắt chó không coi ai ra gì kia phải ngước mắt lên xem. Anh ta cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nhưng cha anh ta cũng một lần nữa nói với anh ta. Không nên chuyện gì cũng đi tìm Hạ Tưởng, mà phải dựa vào chính mình. Hạ Tưởng lúc đó dựa vào ai? Đường của con người cuối cùng cũng phải tự đi, nếu không con đường bản thân đi ra. Cơ sở không vững chắc, thì cũng không đi được dài lâu. Hạ Thiên Thành hiện tại so với trước kia thì trầm tĩnh hơn nhiều. Cùng với việc con cả, con thứ đều lên làm quan, hơn nữa chức quan của con cả lại càng ngày càng lớn, thành bí thư thành ủy. Thế nên trong mắt ông dù bí thư thành ủy và thị trưởng Đan Thành ở trên cao kia cũng không hề chói lóa đến thế. Đúng thôi, thông gia của ông ta là chủ tịch tỉnh cơ mà. Đó là cán bộ cấp bộ trưởng. Hạ Thiên Thành cả đời thành thật nhưng lại luôn theo một đạo lý bất di bất dịch. Với ông ta thì thấy,
Hạ Tưởng một bước đi lên được như hôm nay thì chính là đều dựa vào bản thân, thành thực và làm việc đáng tin cậy. Do đó dù là Hạ An làm chủ tịch huyện, cũng chỉ bằng với huyện Thái gia thời xưa. Ông cũng căn cứ vào cái lý lẽ đóng đinh đóng cột đó để dạy dỗ Hạ An. Cũng đang là bởi vì Hạ Thiên Thành cố chấp nên mới khiến Hạ An không dám nhắc với Hạ Tưởng chuyện bị Trần Khiết Văn chèn ép. Chương 1170, tươi đẹp dài lâu, sắp xếp hiện tại. Nhưng thật ra Hứa Ninh rất có ý kiến, cho rằng Hạ Thiên Thành có thiên hướng về Hạ Tưởng. Đối với tiền đồ của Hạ An không để ý, còn nói cô ta phải tự mình gọi điện cho Hạ Tưởng để Hạ Tưởng ra mặt giải quyết. Rõ ràng là Hạ Tưởng gây ra tai họa, nếu như không phải là Hạ Tưởng đắc tội Trần Khiết Văn, thì cũng không có chuyện Trần Khiết Văn vừa đến Đan Thành, liền chút giận lên Hạ An. Hạ An ngay từ đầu cứ tưởng là Hứa Ninh nói mấy lời tức giận thế thôi thì liền phê bình cô ấy mấy câu, cũng không để ở trong lòng. Không ngờ Hứa Ninh thực sự lại gọi điện thoại cho Hạ Tưởng thật. Nhưng Hạ Tưởng đâu còn như khi xưa, người bình thường thì chắc chắn không thể gọi đến văn phòng của hắn được. Sau khi Hứa Ninh gọi đến thì văn phòng chặn lại, không báo cáo lên trên. Sau đó Hứa Ninh lại hỏi di động của Hạ Tưởng, Hạ An mới biết được chân tướng, nổi giận tát Hứa Ninh một cái, cảnh cáo cô nếu như còn càn quấy thì sẽ tự gánh lấy hậu quả. Hứa Ninh bị đánh phát khóc, nhưng cũng hiền lành hơn. Hạ An trước kia có chút sợ cô nhưng từ sau khi đảm nhiệm chức thư ký thì dần dần cứng rắn hơn. Đợi đến khi làm chủ tịch huyện thì ở trong nhà càng uy phong hơn. Trước đây cha mẹ cô ai nấy đều chỉ trích mấy câu với Hạ An. Bây giờ gặp Hạ An thì đều cười theo, chứ không dám ra điều kiện linh tinh nữa. Bởi vì Hạ An rất phản cảm với những yêu cầu này yêu cầu nọ của nhà cô. Có một lần đã mệnh lệnh rõ ràng nói với cô, nếu như cô muốn cho anh ta sớm té ngã trên chốn quan trường mà không đứng dậy được nữa thì cứ ở ngoài mà nói năng khoe khoang bậy bạ đi. Hứa Ninh bị dọa đến sợ, vội đi nói với người nhà, đừng có nói năng lung tung ở bên ngoài. Tiền đồ của Hạ An mới vừa lên được một bước, một trận gió là có thể đổ ngay. Nhưng thật ra Trương Lan rất sót con thứ, đã mấy lần đề xuất nhờ Hạ Thiên Thành ra mặt tìm Hạ Tưởng nói nhờ, khiến Hạ Tưởng ra mặt giúp em. Đừng để em làm việc quá khó khăn như thế này. Hạ Thiên Thành không đồng ý, chắp tay sau lưng, nhìn trời và nói một câu rất triết lý. Em thì biết cái gì, con cháu thì tự có cái phúc của chúng nó. Em làm sao có thể quản cả đời được đây? Em xem bây giờ con cả chẳng phải rất có tiền đồ đấy sao? Lúc đầu không phải em muốn để nó ở Đan Thành sao, nói là một mình nó thì làm được gì? Em xem nó có thể làm được gì nào? Nó có thể lấy con gái của chủ tịch tỉnh, có thể trở thành bí thư thành ủy. Nếu không phải là tôi, nó cứ ở Đan Thành thì bây giờ nó có thể kiếm được 1.000 tệ mỗi ngày không? Đột nhiên nói đến khiến cho Trương Lan không nói được nửa lời. Hồi lâu mới nói một câu. Anh là gia cát của đời sau, ngoài miệng nói nghe rất hay. Sao bản thân anh không có năng lực đi làm bí thư thành ủy đi? Bí thư thành ủy thì sao? Hạ Thiên Thành cười ha ha. Tôi là cha của bí thư thành ủy, là thông gia với nhà của chủ tịch tỉnh. Hạ Thiên Thành cũng không vì Hạ An nhất thời bị quản chế mà tức giận. Ông bây giờ đã nhìn ra rồi. Hạ Tưởng từng bước có được ngày hôm nay, không phải là đã trải qua bao sự miệt mài sao? Có công mài sắt có ngày nên kim mà. Hạ Thiên Thành đã trải qua sóng gió bể dâu của cuộc đời, đã già rồi, lòng càng thêm rộng lớn, ý chí thẳng thắn vô tư, cái gì cũng nhìn thấu. Cũng đang là bởi vì sự thẳng thắn vô tư của cha khiến Hạ Tưởng không chịu sự phiền nhiễu rắc rối vì người thân thích. Nếu như chỉ là năm bảy bà cô bà dì cầu hắn xử đông xử tây thì đau đầu. Đều là cha hắn giúp hắn ngăn chặn. Tào Vĩnh Quốc thấy cả gia đình Hạ Tưởng hòa thuận vui vẻ thì cũng hơi xúc động. Tuy nói lúc đầu Tào Thù Lê gả cho Hạ Tưởng, thì ông cũng cảm thấy con gái mình có vẻ thiệt thòi, nên hơi có chút mâu thuẫn tâm lý. Nhưng về sau thì thấy Hạ Tưởng thực sự không tồi mà con gái mình thực sự là thích Hạ Tưởng, thế nên cũng không miễn cưỡng ngăn cản nữa. Bây giờ xem ra quyết định lúc đó vẫn là đúng đắn. Nếu như cứ bắt Tào Thù Lê gả cho một con nhà giàu mới nổi môn đăng hộ đối hoặc con nhà quan, thì cô có hạnh phúc không cũng còn chưa biết. Ít nhất cô cũng không thể có khả năng tìm được một người tinh anh như Hạ Tưởng. Tinh anh trốn quan trường. Tiền đồ của Hạ Tưởng thì ngay bản thân là một chủ tịch tỉnh như ông ta cũng phải ngạc nhiên thốt lên. Bốn chữ, không thể lường được. Thật sự là không thể lường được. Cuối cùng có thể đến được mức độ nào, bây giờ ông vẫn chưa dám nghĩ, mà cũng không muốn nghĩ nhiều. Vừa nghĩ là liền khiến người ta như hoa cả mắt.
Cứ cho là tạm thời không tính đến xa xôi thì hiện tại đã có khả năng được đề nghị lên chức ủy viên thường vụ rồi. Điều này khiến cho ông ta vừa có chút ngưỡng mộ vận may của Hạ Tưởng, lại vừa cảm thấy vô cùng ngạc nhiên về tốc độ thăng quan tiến chức của Hạ Tưởng. So với ủy viên thường vụ tỉnh ủy cấp phó tỉnh Cổ Thu Thật trong chốn quan trường trong nước thì còn trẻ hơn một tuổi. Đừng có coi nhẹ chênh lệch một tuổi, có lúc trên chốn quan trường một tuổi cũng khác xa nhau một trời một vực. Tào Vĩnh Quốc có lúc cũng không kìm nổi việc nghĩ đến một vấn đề. Dường như từ sau khi ông ta quen Hạ Tưởng, tiền đồ của ông cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Đây phải chăng là vận may mà Hạ Tưởng đem đến? Người trong quan trường đều tin vào may mắn, bởi vì có lúc không tin không được. Lúc Hình Đoan Đài đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh Tây, các sự cố an toàn lớn nhỏ liên tiếp xảy ra. Dù là xử lý rất hết lòng rất kịp thời nhưng vẫn liên lụy đến tiền đồ trên chốn quan trường của Hình Đoan Đài. Thế nên ông ta mới bị chuyển đến tỉnh Tề chứ không phải là đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy. Nhưng sau khi ông ta lên đảm nhiệm chức vụ thì Hạ Tưởng thỉnh thoảng gọi điện đến. Nói là gần đây ở đâu có xảy ra sự cố an toàn, bảo ông ta chú ý một chút, thế là ông ta liền đi kiểm tra ngay, quả thật là sắp có nguy hiểm xảy ra. Sau mấy lần loại trừ nguy hiểm, ông ta nhậm chức ở tỉnh Tây liền rất ổn định cho đến ngày hôm nay. So với thời Hình Đoan Đài nhậm chức thì thuận lợi hơn rất nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Tưởng ngoại trừ ánh mắt xem xét thời thế rất chuẩn xác ra thì thực sự là cũng rất may mắn. Cứ lấy việc bí thư thành ủy Tần Đường xưng danh ủy viên thường vụ mà nói, hoàn toàn là vì xây dựng cảng Kinh Đường và Thủ Cương di chuyển về hướng Đông, khiến Trung ương cảm thấy tất yếu phải để bí thư thành ủy Tần Đường nâng cao cấp bậc thì mới có thể gánh vác trách nhiệm lớn hơn, có quyền tự chủ lớn hơn, vận may cứ thế mà rơi vào Hạ Tưởng. Dù là Tào Vĩnh Quốc cũng hiểu rõ ràng rằng bên trong cũng có sự sắp đặt lâu dài của Tống Chiêu Độ. Nhưng sắp xếp là một phương diện, có lúc cơ hội cũng không phải là rất quan trọng. Có rất nhiều người không đuổi kịp được sự việc, nhưng Hạ Tưởng lại đuổi kịp được. Thế nên không phục không được. Những cái khác thì không nói, nhưng việc Hạ Tưởng quen Quan Viễn Khúc và kết giao với Cổ Thu Thật thì thật sự là chuyện mà ông trước đây chưa từng nghĩ đến. Tào Vĩnh Quốc càng nghĩ càng kinh hãi. Không tính ông ta thì số cán bộ cấp cao ở tỉnh mà Hạ Tưởng quen biết đã gần lên đến 2 con số rồi. Hơn nữa toàn là những người có quyền. Thật sự là mối quan hệ giao tiếp đó còn rộng hơn cả các mối quan hệ của ông. Không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ là giật mình. Nếu như Tào Vĩnh Quốc biết cuộc gặp của Hạ Tưởng ở trong nhà Diệp Thạch Sinh thì không biết còn là sự kinh ngạc nữa mà là cứng họng. Hạ Tưởng chưa từng để lộ ra một chút nào chuyện hắn đã gặp riêng Tổng Bí Thư. Có một số chuyện không thể nói được, chỉ cần có chút tin đồn đi ra thôi là ấn tượng của hắn trong mắt Tổng Bí Thư sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Hơn nữa còn đem đến hậu quả rất nghiêm trọng. Tào Vĩnh Quốc âm thầm quan sát Hạ Tưởng vài lần thấy Hạ Tưởng thành thục hơn, ánh mắt trầm tĩnh, thái độ trầm ổn thì trong lòng càng vui mừng. Hạ Tưởng cuối cùng có thể đi đến bước nào thì cũng không dám nghĩ nữa. Nhưng trước mắt về chuyện ủy viên thường ủy, tầm sau mùng thì ông ta sẽ về Bắc Kinh, phải thay Hạ Tưởng triển khai hoạt động. Con rể của mình, lại là toàn bộ hy vọng của nhà họ Tào. Nếu như không ủng hộ hết mình thì sao được, nghĩ lại mấy năm nay. Thực sự là trên con đường thăng quan tiến chức của Hạ Tưởng, ông ta cũng không giúp được gì nhiều. Lần này, ông ta cố gắng dốc tâm dốc sức giúp Hạ Tưởng một lần. Chỉ ở Đan Thành 2 ngày, Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc lại lên đường trở về. Có quá nhiều việc nên không thể ở lâu được. Hạ An trong lòng biết rõ Hạ Tưởng chính là một lòng lo cho mình nên cũng yên tâm. Trong lòng cũng biết được sự biến đổi đại khái về nhân lực năm sau của Đan Thành, sẽ phát triển theo chiều hướng có lợi cho anh ta. Người mới đảm nhiệm chức vụ thị trưởng, có khả năng là quan hệ với anh trai. Hơn nữa còn nghe nói rất có thủ đoạn, nên anh ta rất mong chờ. Trở lại thành phố Yến, Hạ Tưởng cũng không nghỉ ngơi liền trực tiếp gọi điện cho Phạm Tranh. Phạm Tranh nhiệt tình mời mọc và nói. Chủ tịch tỉnh Tào nếu như tiện thì cùng đến đây luôn đi. Cha tôi nói muốn cùng chủ tịch tỉnh Tào uống vài chén. Hạ Tưởng vốn tưởng rằng bố vợ sẽ không đi, không ngờ Tào Vĩnh Quốc đáp ứng luôn. Được, cứ đi. Điều càng khiến Hạ Tưởng không ngờ chính là Trần Phong cũng tới thành phố Yến, hơn nữa lại còn có cuộc tụ hội 3 nhân vật lớn. Chương 1171, gặp mặt quan trọng, bản diễn thử lớn. Trần Phong gọi điện thoại tới thật đúng lúc, Hạ Tưởng còn chưa buông điện thoại của Phạm Tranh, Trần Phong đã gọi tới, hắn liền nói với Phạm Tranh. Thị trưởng Trần gọi điện, thôi không nói với anh nữa. Phạm Tranh vừa nghe liền sửng sốt.
thị trưởng Trần, Trần Phong. Y vội vàng nói. Chờ một chút. Hạ Tưởng chờ một lát, trong điện thoại lại truyền đến giọng Phạm Tranh. Hạ Tưởng, thị trưởng Trần nếu cũng đến thành phố Yến, tôi nói, nếu thuận tiện, có thể cùng nhau ngồi nói chuyện. Nhờ cậu chuyển lời giúp. Là con rể Tào Vĩnh Quốc, là người tín nhiệm nhất của Trần Phong, Hạ Tưởng quả thật là chiếc cầu tốt nhất giữa Phạm Duệ Hằng và hai vị quan lớn cấp bộ trưởng Trần Phong, Tào Vĩnh Quốc. Cũng không phải Phạm Duệ Hằng không mời được Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc, mà là ông ta tự mình mời thì hơi có vẻ không có thể diện. Lại nữa, nếu chẳng may Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc đang có việc không tới được, ông ta lại càng cảm thấy xấu mặt. Nhất định phải có người trung gian thích hợp, Hạ Tưởng, việc đáng làm thì phải làm. Hạ Tưởng hơi trầm ngâm. Để tôi truyền đạt thử xem. Không nhiều lời, là bởi vì hắn cũng không dám chắc chắn Trần Phong nhất định có thời gian gặp Phạm Duệ Hằng hay không. Tuy nhiên điều Hạ Tưởng không ngờ chính là, hắn đã xem nhẹ sự ủng hộ của Trần Phong đối với hắn câu nói đầu tiên trong điện thoại của Trần Phong là. Hạ Tưởng, tôi tới thành phố Yến rồi, cậu sắp xếp một chút xem tôi có thể gặp mặt Phạm Duệ Hằng không. Chuyện của cậu tôi phải cùng ông ta bàn bạc thương lượng. Một câu nói làm cho Hạ Tưởng xúc động vô cùng. Cho tới nay, Tống Chiêu Độ đối với hắn trợ giúp tuy là lớn nhất, nhưng không công khai. Hơn nữa, Tống Chiêu Độ cũng rất bình thản. Cho dù hắn và gã quen biết nhiều năm, mấy năm gần đây qua lại nhiều hơn so với quan hệ với Trần Phong. Nhưng vẫn rất khó khiến hắn trực tiếp cảm thấy sự quan tâm của Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ đối với hắn đương nhiên cũng đặc biệt quan tâm. Nhưng chìm sâu như biển cả, luôn luôn im lặng khó biết. Những lợi lộc đều là rất tinh tế, phải để ý lĩnh hội mới có thể nhận ra. Nhưng Trần Phong thì lại khác, sự yêu thích của Trần Phong đối với hắn thẳng thắn mạnh mẽ. Chỉ cần sự việc liên quan đến lợi ích bản thân hắn, khẳng định sẽ trực tiếp ra mặt, trực tiếp hỗ trợ, làm cho dứt khoát có hiệu lực. Tống Chiêu Độ như biển, Trần Phong như núi. Hai người đều là những người có tình cảm đáng quý nhất trong đường đời của Hạ Tưởng. Đương nhiên còn có Tào Vĩnh Quốc. Tuy nói Tào Vĩnh Quốc đối với con đường quan lộ của Hạ Tưởng trợ giúp không phải rất lớn, nhưng hắn chưa bao giờ phàn nàn nhạc phụ điều gì. Riêng việc nhạc phụ đối với hắn lúc vẫn còn nghèo sơ xác đã không ngăn trở hắn và Tào Thù Lê yêu nhau, khiến cho hắn đối với nhạc phụ suốt đời cảm động. Nhạc phụ tính cách ôn hòa, thủ đoạn ngọt ngào có thừa, kiên cường không khuất phục. Hơn nữa lại không câu nệ hình thức, sẽ không có nhiều âm mưu và thủ đoạn. Bởi vậy nhạc phụ xem như lên chức khá thuận lợi. Kỳ thực cũng do nhân phẩm của ông điềm đạm chắc chắn hơn người, chính là nguyên nhân nhận được lòng yêu mến của thủ tướng. Có lúc, khi hai phái đấu nhau khá dữ dội, trong tình huống ai cũng không chịu nhượng bộ, sẽ có nhân duyên cho kẻ thứ ba là người ôn hòa mượn cơ hội lên nắm quyền. Nhạc phụ chính là có cơ hội này. Nhưng lần này nhạc phụ cũng rất hăng hái gặp mặt Phạm Duệ Hằng. Không ngoài việc là vì hắn kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân mà đích thân xuất đầu lộ diện. Cũng làm cho hắn trong lòng xúc động, càng làm cho hắn xúc động chính là, Trần Phong vừa đến liền đi thẳng vào vấn đề, không quản thiệt thòi bị hạ thấp thân phận, chủ động đề xuất gặp mặt Phạm Duệ Hằng. Cũng muốn vì chuyện của hắn mà ra mặt, Hạ Tưởng liền cảm thấy sự cảm động đang trào dâng trong lòng mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Hắn có thể có ngày hôm nay, tất cả cũng đều là dựa vào ơn trọng như núi của những bậc bề trên. Trong cuộc sống của hắn, những lúc cửa ngõ quan trọng đều tận hết sức lực mà dìu hắn tiến lên. Cảm ơn thị trưởng Trần. Vừa rồi đang cùng Phạm Tranh nói chuyện điện thoại, Phạm Tranh đã đưa ra lời mời, tôi đã thay anh nhận lời rồi. Hạ Tưởng vẫn nói là Phạm Tranh chủ động đề xuất mời, cũng là để Trần Phong cảm thấy được giữ thể diện tốt nhất. Chưa đến nỗi lộ ra quá đột ngột. Trần Phong cười ha hả. Phạm Tranh không mời, tôi không thể chủ động đề xuất gặp Phạm Duệ Hằng. Hạ Tưởng. Nói tránh cũng cần, nhưng đôi khi cũng không cần. Được rồi, tôi còn có chút việc, cậu tiếp tục nói chuyện điện thoại đi. Hạ Tưởng buông điện thoại, vừa nói với Tào Vĩnh Quốc cũng không khỏi xúc động. Trần Phong đối với con quả thực rất quan tâm, do cha và Trần Phong ra mặt, thể diện bí thư Phạm không nhỏ. Kỳ thực ngụ ý là nói thể diện của Hạ Tưởng không nhỏ. Buổi chiều, Phạm Tranh liền gọi điện thoại. Nói là sắp xếp sáng ngày mai tổ chức tiệc rượu tại nhà. Hỏi ý kiến Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đã hỏi ý kiến Tào Vĩnh Quốc, lại hỏi Trần Phong, đều thu xếp được thời gian tham dự, liền trả lời với Phạm Tranh là không thành vấn đề. Phạm Tranh rất vui vẻ nói một câu. Năm nay, quả thực rất náo nhiệt. Là rất náo nhiệt, hai cán bộ cấp bộ trưởng đích thân đến nhà,
Phạm Duệ Hằng cũng là cực có thể diện, nhất là đúng lúc y đang bị Tôn Tập Dân bức bách. Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc đến, chính là một tín hiệu chính trị đặc biệt rõ ràng. Huống hồ Trần Phong năm sau sẽ đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy đã được chắc chắn, lại càng tăng thêm sức nặng. Phạm Duệ Hằng cũng vô cùng vui mừng, chờ mong cùng Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc gặp mặt. Lấy tư cách đều là cán bộ từ tỉnh Yến đi ra thành các quan lớn cấp bộ, lại cũng là người quen biết cũ của gã, gã biết, thời cơ tốt nhất để tự chữa mối quan hệ giữa gã với Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc, đã tới rồi. Ngày hôm sau, Trần Phong đến ký túc xá của Ủy ban xây dựng trước. Trần Phong không hề thể hiện một chút nào vẻ kiêu ngạo của quan lớn cấp tỉnh bộ. Chỉ để nhân viên đi theo ở dưới lầu chờ đợi, gã và thư ký lên lầu, trực tiếp gõ cửa phòng. Hạ Tưởng mở cửa, thoáng ngây ngấn cả người, không ngờ Trần Phong vừa tới đã bất thình lình đến. Cũng là Trần Phong cố ý, chính là tỏ ra với hắn vẫn thân mật khăng khít, không khách khí. Hạ Tưởng liền hết sức niềm nở chào đón. Thị trưởng Trần, cố ý không cho tôi xuống lầu đón anh, không phải là đối với tôi có ý kiến gì đấy chứ. Chính là đối với cậu có chút thái độ. Trần Phong cười nói, bắt tay với Hạ Tưởng, rồi vào phòng. Tôi vốn đang dự tính qua đây ăn sáng, sau đó nghĩ lại, Vĩnh Quốc cũng ở đây, không tiện lắm. Nếu chỉ có một mình cậu, nói thế nào cũng phải bảo cậu mời ăn sáng. Tào Vĩnh Quốc nghe thấy tiếng Trần Phong, vội vàng đi từ trong phòng ra đón. Thị trưởng Trần, đừng bất thình lình đột kích được không? Anh đến sớm một chút nữa, tôi còn chưa ngủ dậy, thì thật là rất sơ suất với anh. Tào Vĩnh Quốc và Trần Phong quen biết đã lâu, trong cử chỉ khách sáo vẫn thể hiện ý thân thiết. Hai người thân mật bắt tay, Trần Phong cười nói. Vĩnh Quốc, tôi với anh còn nói cái gì thất lễ mới là xa cách. Nếu như không thể thích lúc nào là đến lúc đó, sao có thể coi như bạn già? Tôi nói không nổi anh, xem như tôi nói bậy, được không? Tào Vĩnh Quốc trong lòng rất vui, vội vàng mời Trần Phong ngồi xuống, Hạ Tưởng đã pha trà. Không uống trà, còn uống trà gì nữa? Đi thẳng xuống uống trà của Phạm Duệ Hằng là được rồi. Trần Phong là một người nóng vội, vừa mới ngồi xuống lại đứng lên. Hạ Tưởng, bây giờ đi. Hạ Tưởng nhìn đồng hồ cũng gần tới, hẹn với Phạm Tranh lúc 10 giờ sáng, hiện tại đã 9 giờ hơn, liền nói. Được, vậy phiền thị trưởng Trần chờ một lát, tôi đi thay quần áo. Trần Phong mới lại ngồi xuống. Bộ dạng của ông ta tuyệt không giống một vị cán bộ cao cấp tỉnh bộ. Nhưng nếu chỉ thấy sự nóng vội của ông ta, mà hiểu việc ông ta giấu tài mà không để lộ, đều có thể chịu thiệt dưới tay Trần Phong. Tính tình Trần Phong vốn rất biết che đậy. Người không hiểu gã, nghĩ là gã tính tình nôn nóng, đối nhân xử thế rõ ràng, hỉ nộ đều hiện rõ. Kỳ thực tiếp xúc lâu mới biết được, Trần Phong biểu lộ hỉ nộ ra bên ngoài chưa chắc chính là tình cảm thật của gã. Anh cho là thật thì anh đã bị mắc lừa. Anh bị mắc lừa thì anh sẽ phải chịu bất lợi. Đường đường là quan lớn cấp bộ trưởng, ngồi trên sofa chờ một cấp bộ trưởng và một cấp giám đốc sở, Trần Phong lại tỏ ra rất có kiên nhẫn, vẻ mặt cười yếu ớt mà nghiêm chỉnh bất động, lại không vội vàng. Thư ký của Trần Phong Trương Tăng Nghĩa theo Trần Phong đã 2 năm, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn hiểu rõ tính tình Trần Phong. Vừa rồi Trần Phong một thả một thu, trước sau được lòng hai người, vẫn là khiến y âm thầm kinh hãi. Tự nhận không thể bình tĩnh thay đổi như thị trưởng Trần. Trương Tăng Nghĩa 35 tuổi, so với Hạ Tưởng lớn hơn 2 tuổi, gã đối với Hạ Tưởng cực kỳ khâm phục, cho rằng quá trình lên chức của Hạ Tưởng hoàn toàn có thể viết thành một bộ truyện tiểu thuyết thế kỷ, cực kỳ đặc sắc. Đoàn người sau khi chỉnh đốn ổn thỏa, Tào Vĩnh Quốc có chút áy náy. Thị trưởng Trần, thật xin lỗi anh phải chờ đợi lâu. Trần Phong xua tay cười. Tôi vừa ngồi xuống ngẫm nghĩ sự việc một chút, nghĩ thông suốt được một chút. Nghĩ thông suốt cái gì? Người trẻ tuổi, cần phải có chúng ta dìu dắt một đoạn đường. Thời điểm nên đỡ không đỡ dễ bị tuột dốc nha. Tào Vĩnh Quốc biết Trần Phong ám chỉ cái gì, cũng không chỉ ra. Đỡ, đương nhiên phải giúp đỡ, nhưng cũng không thể một mực hỗ trợ. Con đường, vẫn phải tự mình đi mới có thể đi xa được. Đã tới nhà Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng chẳng những xuống lầu, hơn nữa còn tự mình đi ra đầu ngõ để chào đón. Một chủ tịch tỉnh, một thị trưởng thành phố trực thuộc trung ương lại sắp đi nhậm chức bí thư tỉnh ủy, lại cộng thêm một bí thư thành ủy, sức nặng rất nặng, xứng đáng để y đích thân xuống lâu. Ba người gặp mặt thật vui, từng người bắt tay hàn huyên vài câu, sau đó lên lầu. Chương 1172,
rượu ít nói nhiều, sáng mắt sáng lòng. Phạm Duệ Hằng cùng Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc đều quen biết. Ba người nếu nói về tư cách, đương nhiên Phạm Duệ Hằng già nhất, Trần Phong thứ hai, nhưng Phạm Duệ Hằng cố ý để Trần Phong đi trước, dành cho Trần Phong sự tiếp đãi long trọng. Trần Phong cũng bất quá đành nhượng bộ, ba người thì Trần Phong ở phía trước, Phạm Duệ Hằng ở giữa, Tào Vĩnh Quốc phía sau, Hạ Tưởng thì đi cuối cùng vào cửa. Trong nhà cũng không có người ngoài, nói là tiệc rượu gia đình, thì tất cả đều là người nhà. Trần Phong đi một mình, Tào Vĩnh Quốc và Hạ Tưởng cũng một mình đến đây, không mang theo người thân. Nhà họ Phạm cũng chỉ có vợ chồng Phạm Duệ Hằng và Phạm Tranh. Nếu như không phải Trần Phong bất ngờ xuất hiện, Tào Vĩnh Quốc và Hạ Tưởng cũng sẽ mang người nhà theo. Nhưng Trần Phong xuất hiện làm xáo trộn kế hoạch, dù sao vẫn không hay nếu đều có người nhà chỉ có Trần Phong một mình. Cho nên Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc liền ngầm hẹn là đi dự tiệc một mình. Cách thời gian ăn cơm còn sớm, liền vào phòng đọc sách của Phạm Duệ Hằng nói chuyện trước. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hôm nay Phạm Duệ Hằng, Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc gặp gỡ hoàn toàn có thể xưng là cuộc gặp của ba kẻ đầu sỏ. Đương nhiên, Hạ Tưởng không tính, nhưng nói ngược lại, hôm nay ba người sở dĩ có thể ngồi cùng một chỗ, trung tâm của đề tài cùng ràng buộc chủ yếu nhất là Hạ Tưởng. Nói cách khác, là vì sự việc của Hạ Tưởng mới có thể thấy được trong bộn bề công việc, càng khó mà có ba vị quan lớn cấp bộ trưởng tiến hành một cuộc gặp cá nhân. Hạ Tưởng, cậu mới từ Đan Thành trở về, không biết có phải nghe nói bộ máy lãnh đạo Đan Thành phối hợp không tốt hay không? Phạm Duệ Hằng vừa bắt đầu đã nhắc đến vấn đề Đan Thành, đề tài ẩn sau nói chắc chắn là việc chọn người làm thị trưởng Đan Thành. Thật ra nghe được một chút, tuy nhiên đều là tin đồn. Bộ máy lãnh đạo Đan Thành có đúng là phối hợp không tốt hay không, bí thư Phạm chính là người sáng tỏ nhất, thấy rõ sự việc. Hạ Tưởng khéo léo đá quả bóng lại phía Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng cười ha hả. Đồng chí Chu Duệ Nhạc từ sau khi tốt nghiệp lớp trung thanh vẫn không được sắp xếp thỏa đáng. Y liếc nhìn Trần Phong một cái, còn nói. Ngược lại có vẻ tỉnh ủy dường như cũng không coi trọng học viên lớp trung thanh vậy. Chủ yếu là cơ hội không thích hợp. Sau khi bí thư Phạm đến tỉnh Yến, trong việc đề bạt cán bộ vẫn mạnh dạn đổi mới. Có quyết tâm cất nhắc người trẻ tuổi khiến cho tình hình ở tỉnh Yến được đổi mới hoàn toàn. Hạ Tưởng nói, đã có ám chỉ, cũng là không có dấu hiệu bỡ đỡ. Thân là kẻ bề trên, ai cũng thích nghe lời tán dương. Có thể dâng tặng những lời nịnh bợ hay ho đúng lúc mà không mất tiền, cớ sao mà không làm. Tào Vĩnh Quốc kín đáo cười, Trần Phong cười ha hả, hai người đều không nói lời nào. Cũng đúng, Hạ Tưởng và Phạm Duệ Hằng bàn bạc công việc nội bộ của tỉnh Yến. Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc hiện tại không phải cán bộ tỉnh Yến, không tiện nói gì về việc của tỉnh Yến. Giữ im lặng là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa bọn họ cũng không việc gì phải vì Chu Duệ Nhạc cùng xuất đầu lộ diện. Hạ Tưởng kỳ thực rất rõ ràng, Phạm Duệ Hằng trong lòng đã dự tính chọn người, chính là Chu Duệ Nhạc. Hiện tại lại ngay trước mặt hắn kín đáo nói ra, rất rõ ràng là giữ thể diện cho hắn. Vẫn là rất nể mặt. Bởi vì Phạm Duệ Hằng hiển nhiên biết hắn và Chu Duệ Nhạc có quan hệ khá tốt. Hơn nữa ý đồ rất rõ ràng, chính là để y có thể trao cho Chu Duệ Nhạc một ân huệ lớn, để Chu Duệ Nhạc cho là trong quá trình đề bạt anh ta, y có tác dụng quan trọng trong việc xúc tiến. Bí thư Phạm có qua có lại mới toại lòng nhau. Chắc chắn một là bởi vì Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc cùng tới chơi. Hai là không hề quan tâm đến việc Tôn Tập Dân lôi kéo hắn. Nếu lại muốn nói thêm một lời nữa, thì cũng là hắn và Phạm Tranh hiện tại quan hệ với nhau không tồi. Hơn nữa còn liên quan rất nhiều đến việc hắn đã hướng hẳn về phía Phạm Duệ Hằng. Người đứng phía sau là hai vị quan lớn cấp bộ trưởng, một vị là cha vợ thì không cần phải nói. Một vị đã duy trì quan hệ bạn bè gần 10 năm là Trần Phong. Phạm Duệ Hằng chắc chắn trong lòng cũng biết rất rõ, sự thăng tiến của Hạ Tưởng, nhanh không thể đỡ. Hơn nữa còn lên chương trình sắp xếp của ủy viên thường vụ. Mặc dù chỉ là một khả năng, nhưng đã là công việc thì nên phòng ngừa chu đáo. Phạm Duệ Hằng có thể lôi kéo Hạ Tưởng, đối với việc y đối mặt với thế tiến công hùng hổ của Tôn Tập Dân, lại có nhiều đồng minh cũng tốt. Điều quan trọng còn nữa, tỉnh Yến sau khi mới điều chỉnh nhân sự một vòng, giữa lực lượng của Phạm Duệ Hằng và Tôn Tập Dân có lẽ sẽ phát sinh chuyển biến xấu. Những ủy viên thường vụ tỉnh ủy mới nhậm chức lập trường không chắc chắn. Cuối cùng sẽ đứng về một phía cùng bí thư hay chủ tịch tỉnh, còn chưa xác định được.
nếu như Phạm Duệ Hằng biết được trưởng ban thư ký tỉnh ủy sắp nhậm chức Tiếu Viễn Tâm, đã thông qua cùng Hạ Tường. Hơn nữa ban đầu đã thiết lập quan hệ, ông ta sẽ càng phải cho rằng hiện tại đã quyết định sáng suốt. Đồng chí Chu Duệ nhà cậu cũng biết đấy. Hạ Tường, hiện tại là chúng ta tự nhiên tâm sự, nói xem cậu có quan điểm thế nào với đồng chí Chu Duệ Nhạc. Phạm Duệ Hằng cũng rất thoải mái với sự nịnh nót của Hạ Tường. Trong mắt y, Hạ Tường cái gì cũng tốt, chính là không biết nịnh nọt. Kỳ thực hắn cũng rất biết nịnh, chỉ là nịnh rất ít mà thôi. Nói là tự nhiên tâm sự, Hạ Tường trong lòng hiểu rõ, lời của hắn sẽ có ảnh hưởng quyết định rất quan trọng với tiền đồ của Chu Duệ Nhạc. Cũng tức là, tác dụng của hắn lúc này, có thể so với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Hoặc càng khoa trương thêm một chút, lời nói này nếu so với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, còn có thể quan trọng hơn đối với Phạm Duệ Hằng. Bởi vì trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng không có cơ hội, càng không có tư cách đến nhà Phạm Duệ Hằng làm khách. Nói thẳng ra là, Phạm Duệ Hằng lấy giọng điệu trưng cầu thành và thảo luận để muốn nghe quan điểm của Hạ Tường về Chu Duệ Nhạc. Chẳng những là nâng cao Hạ Tường, cũng là làm để cho Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc đứng sau Hạ Tường thấy. Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc vẫn là cười mà không nói. Hạ Tường hơi trầm ngâm, nói. Thời điểm tôi ở thành phố Lang, đã từng có thời gian tiếp xúc với đồng chí Chu Duệ Nhạc. Tuy là không nhiều lắm, nhưng anh ấy cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Đồng chí Duệ Nhạc kiên định chịu khó khéo léo, trong những môi trường phức tạp, gìn giữ nguyên tắc bản thân không lay chuyển được. Có thể từ đầu đến cuối kiên định không dao động, làm tốt công tác của mình. Không chịu những quấy nhiễu của nhân tố bên ngoài, đúng là một người đáng tin cậy, một đồng chí tốt. Không thể chỉ nói tốt mà không nói những điểm xấu, là người đương nhiên ai cũng đều có khuyết điểm. Sau khi tạm dừng một lát, lại nói. Muốn nói những điểm thiếu sót cũng có, chính là có lúc y không linh hoạt lắm, xử lý chậm chạp. Ha ha! Phạm Duệ Hằng hài lòng mỉm cười. Hạ Tường nói rất thông suốt, thật đúng là cũng giống với suy đoán của ông ta. Đã che chắn không ít thay cho Chu Duệ Nhạc, đặc biệt là câu cuối cùng, xử lý chậm chạp là khuyết điểm, nhưng mặt khác cũng là ưu điểm. Phạm Duệ Hằng đề bạt Chu Duệ Nhạc, Chu Duệ Nhạc xử lý chậm chạp sẽ trở thành dòng chính của ông ta. Sau khi cười xong, Phạm Duệ Hằng nhìn đồng hồ. Dọn cơm, ăn cơm thôi. Ngồi ăn cơm cùng một chỗ, Phạm Duệ Hằng ngồi đầu bàn, Trần Phong tiếp theo, Tào Vĩnh Quốc sau đó, Hạ Tường và Phạm Tranh cùng ở vị trí cuối. Trần Phong sau khi vào đến nhà họ Phạm vẫn chưa nói nhiều lắm. Hiện tại gã ngồi bên cạnh Phạm Duệ Hằng, xem cơ hội đã tới, liền hướng về phía Phạm Duệ Hằng mời rượu. Duệ Hằng, tôi mời cậu ba chén. Phạm Duệ Hằng vui vẻ. Trần Phong, anh mời liền ba chén, hình như hơi nhiều một chút. Ba chén rượu thật ra có thể uống, nhưng dù sao cũng phải có một cái cớ. Trần Phong cười ha hả. Tôi dám mời rượu. Chắc chắn đã sớm tìm được cách nói rồi. Chén thứ nhất, cảm ơn Duệ Hằng từ trước tới nay quan tâm tới Hạ Tường. Duệ Hằng bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Xấu hổ quá, tôi đối với Hạ Tường cũng không quan tâm được nhiều lắm. Trần Phong không đáp lời, nói tiếp. Chén thứ hai, công tác của Hạ Tường sau này còn cần Duệ Hằng anh quan tâm nhiều, khoan dung nhiều. Phạm Duệ Hằng lại uống một hơi cạn sạch. Nếu chờ anh nói ra tôi mới quan tâm tới Hạ Tường, bí thư như tôi coi như rất không xứng đáng với chức vụ. Đừng nói anh muốn phê bình tôi, ngay cả Phạm Tranh cũng sẽ có ý kiến đối với tôi. Phạm Duệ Hằng nói cũng là đầy thâm ý, đồng thời cũng nói đến Phạm Tranh, ngụ ý chính là giữa gã và Hạ Tường không đơn giản chỉ riêng là quan hệ cấp trên cấp dưới, còn có một chút tình thân và tình bằng hữu bên trong. Trần Phong sáng mắt sáng lòng, lập tức cười ha hả. Chén thứ ba. Tôi lấy danh nghĩa cá nhân tôi mời cậu. Phạm Duệ Hằng giơ tay chắn giữa Trần Phong và chén rượu. Anh Trần, nói đúng ra, anh đến nhà tôi, phải để tôi mời anh mới đúng. Không đúng, không đúng. Trần Phong lại cản lại. Mặc kệ là đang ở nhà ai, tôi mời anh là bởi vì tôi có chuyện nhờ cậu giúp đỡ, xem cậu uống chén rượu này hay không. Phạm Duệ Hằng đại khái cũng đoán được Trần Phong muốn xin chuyện gì. Ánh mắt gã chớp xuống. Bỗng nhiên liền hỏi Hạ Tường một câu. Hạ Tường, cậu nói tôi có nên uống rượu của Trần Phong hay không? Hạ Tường biết rằng không thể nói lung tung. Trần Phong mời rượu, chén cuối cùng là vì đường công danh của hắn. Sự việc quan trọng, hắn thân là người có liên quan, nói nhiều, có vẻ không chín chắn,
nói ít, có vẻ không nghiêm túc lắm, liền nghĩ một lúc, mới nghiêm túc nói. Thị trưởng Trần mượn hoa dâng Phật, rượu, vốn dĩ cũng chính là rượu của bí thư Phạm. Nói rất hay. Trần Phong khẽ đập bàn một cái khen ngợi, lời nói của Hạ Tưởng quả thực rất khéo léo. Ý nghĩa chính là vốn dĩ là người một nhà. Nếu đã là người một nhà, rượu là rượu thơm của nhà mình. Người là người tin cẩn của chính mình. Nếu Hạ Tưởng cũng nói như vậy, tôi nếu không uống thì không qua được cửa ải rồi. Phạm Duệ Hằng vẻ mặt mỉm cười pha chút vẻ mặt hài lòng. Cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Trần Phong cũng cạn hết, Tào Vĩnh Quốc cũng bưng chén rượu lên, cười nói. Tôi không có nhiều ý kiến như vậy, xin mời bí thư Phạm một chén. Một chén rượu thay cho một chai rượu. Hạ Tưởng là lính dưới quyền bí thư Phạm, được anh quan tâm không ít. Về sau nó làm chỗ nào không tốt anh cứ việc thay tôi phê bình nó. Tôi không ở bên cạnh nó, xin bí thư Phạm dẫn dắt hắn nhiều. Nói xong, ông uống cạn trước, lại nói một câu. Đều ở trong rượu. Phạm Duệ Hằng hơi xúc động nói. Hạ Tưởng à, cậu có một lãnh đạo tốt, cũng có nhạc phụ tốt, thật đúng là hạnh phúc. Hạ Tưởng bưng chén rượu lên. Tôi cũng trên gấm thêm hoa, cùng với cha mời bí thư Phạm. Hắn cũng uống một hơi cạn sạch, còn nói. Bí thư Phạm nói thiếu một câu. Phải nói, tôi còn có một bí thư tốt, còn có một người anh em tốt. Bí thư tốt đương nhiên chỉ chính là Phạm Duệ Hằng. Người anh em tốt đương nhiên chính là Phạm Tranh. Phạm Duệ Hằng cũng xúc động, uống một hơi cạn sạch. Nói rất hay, nói rất hay. Chỉ với một câu nói này của Hạ Tưởng, tôi phải uống hai chén. Chấm, bầu không khí hòa hợp và cao dần, cho dù Trần Phong cũng tốt, Tào Vĩnh Quốc cũng được, chỉ là nói một chút mênh mông mà không nói lời ám chỉ cụ thể. Phạm Duệ Hằng ngoài miệng cũng không đồng ý cái gì, nhưng mấy người trong bụng đều hiểu rõ. Đều biết rằng Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc, hai cán bộ lớn cấp bộ trưởng đích thân ra mặt, cũng không phải là vì để uống một ngụm rượu với Phạm Duệ Hằng, mà là vì tiền đồ của Hạ Tưởng. Hai cửa khẩu mấu chốt. Một là kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Do Hạ Tưởng kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, thực sự là đem quyền lực của Bí thư Thành ủy giảm xuống. Từ lúc Hạ Tưởng mới tới Tần Đường nhậm chức, Phạm Duệ Hằng đã từng suy xét qua vấn đề này. Nhưng lúc ấy, một là quan hệ với Hạ Tưởng cũng chưa tiến thêm đến bước hòa hợp. Hai là tình thế cũng không có vẻ vô cùng cấp bách, liền tạm thời hoãn chậm lại. Kết quả liền nảy sinh sự tình Lưu Kiệt Huy bóp cổ. Hội đồng Nhân dân kẹp việc bổ nhiệm của Bí thư Thành ủy, làm cho ý đồ nhân sự của Bí thư Thành ủy không được thực hiện. Hạ Tưởng đã bị kiềm chế, tỉnh ủy cũng thật mất mặt. Bí thư Thành ủy là thể diện của tỉnh ủy, là nhân vật số một chịu sự ủy thác của tỉnh ủy chủ trì toàn bộ công việc của một thành phố. Lại bị người ta kẹp cổ. Phạm Duệ Hằng ngoài mặt không nói, kỳ thực đối với Lưu Kiệt Huy cũng có chút không vừa lòng. Nhưng Lưu Kiệt Huy là đồng chí Lão Thành, đối với đồng chí Lão Thành phải chú ý nể mặt một chút. Trên tỉnh cũng liền tạm thời không có bất cứ biện pháp nào được đưa ra công khai. Tuy là sau đó không lâu, Lưu Kiệt Huy đã bỏ mặc đề cử của Hạ Tưởng, nhưng vẫn kẹp cổ đề cử Phạm Tiến. Ngoài mặt cùng Phạm Tiến làm khó dễ, thực tế ở bên ngoài xem ra vẫn ngang nhiên thách thức cả nhân vật quyền uy nhất của Thành ủy. Hội nghị thường vụ Thành ủy bổ nhiệm không nhận được đầy đủ tán thành. Làm sao có thể nói là đảng quản cán bộ công chức về nguyên tắc cao nhất? Kỳ thực, lúc Phạm Tiến lần thứ hai hướng về tỉnh ủy đề nghị cho Hạ Tưởng kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phạm Duệ Hằng ở trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn tìm một cơ hội kéo Lưu Kiệt Huy xuống. Không thể lại để tùy ý Lưu Kiệt Huy ở Tần Đường không phát huy sức lực còn lại, mà lại tạo ra phiền toái và để lại hậu quả. Nếu nói những khó khăn kiêm nhiệm để Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố không tính là quá lớn, Phạm Duệ Hằng về cơ bản có thể nắm chắc đối với Lưu Kiệt Huy. Thuận lợi hỗ trợ Hạ Tưởng lên chức, hơn nữa lại có thể trao cho Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc một ân tình. Một công đôi việc, cớ gì không làm. Nhưng Phạm Duệ Hằng biết, chỉ là một sự việc kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, không đáng để hai vị cán bộ cấp bộ trưởng đích thân tham dự. Hơn nữa Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc đều trước sau trịnh trọng mời rượu hắn. Gây ra chuyện gì, ông ta trong lòng sao có thể không rành mạch. Là vì Hạ Tưởng lên cao tới ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nhưng Phạm Duệ Hằng càng hiểu rõ hơn, Hạ Tưởng lên cao tới ủy viên thường vụ tỉnh ủy là con dao hai lưỡi. Xử lý không tốt có thể tạo ra vết cắt vào tay gã. Năm trước, trong một lần nói chuyện điện thoại với Trung ương,
cấp trên có trưng cầu ý kiến của ông ta về việc bí thư thành ủy Tần Đường và ủy viên thường vụ. Phạm Duệ Hằng ban đầu nghe xong rất kinh ngạc, cho là lại do Tôn Tập Dân sau lưng mưu tính, về sau mới nghe ra manh mối, hóa ra thật đúng là không liên quan đến Tôn Tập Dân, là một ủy viên Bộ Chính trị đề nghị với Bộ Chính trị. Lý do là thành phố Tần Đường có rất nhiều công trình trọng điểm quốc gia. Nhất là việc quan trọng di rời Thủ Cương, bí thư thành ủy và ủy viên thường vụ, có lợi cho kế hoạch lâu dài di rời công nghiệp Bắc Kinh Thiên Tân. Là ai đề cử việc này không quan trọng. Quan trọng là nếu sau khi vào ủy viên thường vụ đối với tình hình tỉnh Yến sẽ mang đến ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực. Hơn nữa chính xác mà nói, đối với bản thân địa vị chính trị tại tỉnh Yến của ông ta, là có lợi hay tệ đi mới là cái để cho Phạm Duệ Hằng phải suy nghĩ sâu xa. Xét một cách công bằng, từ khi Tống Chiêu Độ đi rồi, Phạm Duệ Hằng đối với quan điểm của Hạ Tưởng càng ngày càng tích cực hơn, thái độ cũng có khuynh hướng dịu đi. Hơn nữa còn tiến thêm một bước gắn bó mật thiết. Tình thế mạnh hơn người, Tôn Tập Dân đã bắt đầu, Đàm Quốc Thụy vùng lên, cùng với điều chỉnh rất nhiều nhân sự cấp cao của tỉnh ủy. Trong tình hình biến động, dường như có một người, không, chỉ có mạng lưới quan hệ của một người vẫn sâu rộng, chính là Hạ Tưởng. Tống Chiêu Độ vừa đi, Phạm Duệ Hằng dường như không cảm thấy đến việc sau lưng có địch. Ai ngờ còn chưa lơi ra mà thở một cái, thì tình hình đã lại lần nữa trở nên căng thẳng. Hơn nữa quy mô so với lúc Tống Chiêu Độ còn ở đó càng thêm bất lợi. Đặc biệt là sắp tới chào đón cuộc điều chỉnh nhân sự mới của tỉnh Yến, ẩn số rất lớn. Ngay cả ông ta cũng không rõ ràng lắm cuối cùng sẽ dùng phương pháp điều chỉnh nhân sự nào. Bởi vậy trong lòng cũng có chút bất an, bởi vì tranh luận càng lớn thì cục diện của tỉnh Yến lại càng phức tạp. Với tư cách là bí thư tỉnh ủy, nắm giữ mức độ của xu thế lại càng kém hơn. Ông ta ở lại tỉnh Yến nhiều nhất cũng là 2 năm. 2 năm sau không vào Bộ Chính trị, phải đi mặt trận Tổ quốc. Đi mặt trận Tổ quốc cũng chỉ có thể thu xếp một chức phó chủ tịch mặt trận toàn quốc rồi an hưởng tuổi già. Phải tiến hành khởi động vận động từ bây giờ. Nhưng trong quá trình vận động của ông ta, rõ ràng đã gặp trở ngại, cũng khiến cho ông ta hơi đau đầu một chút. Có người đề xuất để Hạ Tưởng lên thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Lý do ở ngoài rất trọn vẹn. Là vì kế hoạch phát triển Tần Đường lâu dài, là vì di rời sản xuất công nghiệp Bắc Kinh Thiên Tân, là vì để đảm bảo cho việc tiến hành di rời Thủ Cương thuận lợi. Nhưng lý do thoái thác công khai một cách đường hoàng, mưu đồ thực sự phía sau, còn có thêm những mục đích chính trị mà không ai biết được. Suy cho cùng là vì để Hạ Tưởng thăng chức ngay tại chỗ, mượn cơ hội đề cử sớm mấy năm, một bước tiến đến chức cấp phó tỉnh. Hạ Tưởng ngồi vào cấp phó tỉnh, Phạm Duệ Hằng không có lý do gì ngăn cản. Vốn dĩ Hạ Tưởng không phải là đối thủ chính trị của ông ta. Tuy là có liên quan đến ông ta nhưng không phải rất chặt chẽ. Nhưng cũng là chấp nhận được, ông ta khẳng định vui vẻ làm ơn mà không tốn công sức. Hoa đẹp thì mọi người nâng thôi, trên gấm vẽ thêm hoa sự việc ai cũng làm. Nhưng vấn đề là ông ta cũng không rõ ràng lắm cuối cùng là ai, lại có dụng ý gì mà muốn nhanh chóng đề bạt Hạ Tưởng như thế. Nhưng cho dù là chưa có một phe thế lực nào muốn nâng Hạ Tưởng, cố ý để Hạ Tưởng trở thành quan lớn ấp phó tỉnh C trẻ nhất trong nước. Phạm Duệ Hằng nếu chỉ phụ họa theo, trên nguyên tắc sẽ đồng ý, mà không phản đối. Nhưng nếu để ông ấy ra mặt chủ động đề xuất với Trung ương, ông ta sẽ không xuất đầu lộ diện. Bởi vì ngay cả ông ấy cũng không biết nước sâu thế nào. Nhưng hiện tại, Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc cùng nhau tới chơi dụng ý rất rõ ràng. Không chỉ có là vì một chuyện kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của Hạ Tưởng. Dụng ý sâu hơn là tiến lên ủy viên thường vụ. Nếu không cũng không đáng để hai vị quan lớn cấp bộ trưởng cùng tham gia. Phạm Duệ Hằng đang do dự kế sách thế nào để đưa ra câu trả lời thuyết phục cho Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc. Hai người đến đây cũng không phải là vì để uống rượu của ông. Cũng không phải đơn thuần cổ vũ ông ta mà là muốn ông ta thể hiện thái độ ra ngoài. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Chương 1173. Trực tiếp mạnh mẽ, tuyệt đối không buông tha. Phạm Duệ Hằng ngồi im không nhúc nhích. Phạm Tranh, nói bố không có ở nhà. Đang cùng nói chuyện với hai cán bộ cấp bộ trưởng, ông ta lại đi nghe điện thoại thì thật không được. Năm mới, điện thoại hơn một nửa là chúc Tết, không có cuộc điện thoại chính sự. Phạm Tranh đứng dậy nhận điện thoại. Sau một lát, gã gọi Phạm Duệ Hằng. Bố ơi, điện thoại này, bố cũng là nên nhận điện thoại. Phạm Duệ Hằng thật không hiểu nên như thế nào để cho Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc vừa lòng lại không cho là chính ông ta trả lời khó dễ.
thấy Phạm Tranh hơi không thẳng mắt, liền mất hứng xua tay nói. Điện thoại của ai mà bố không nghe không được, đã nói bố không có nhà. Điện thoại của Tống Chiêu Độ, bí thư Tống. Rõ ràng là trả lời Phạm Duệ Hằng, ánh mắt Phạm Tranh lại nhìn Hạ Tưởng. Phạm Duệ Hằng cũng có ý vô tình nhìn Hạ Tưởng một cái. Đầu tiên là hai cán bộ cấp bộ trưởng cùng nhau ra tay còn không tính. Còn có Tống Chiêu Độ đích thân gọi điện thoại tới. Bình thường Tống Chiêu Độ cũng có gọi điện, nhưng không nhiều. Không cần phải đoán, cuộc điện thoại ngày hôm nay cũng là vì việc làm ủy viên thường vụ của Hạ Tưởng. Hay cho một Hạ Tưởng, ba cán bộ cấp bộ trưởng đồng thời tham gia, thực sự là thể diện quá lớn. Phạm Duệ Hằng trong lòng nói, tốt thôi, thật đúng là một vở tuồng, náo nhiệt khác thường, khua chiêng gõ trống, thần tiên khắp nơi ảo ảo ra mặt. Điện thoại của Tống Chiêu Độ có trọng lượng không nhẹ, Phạm Duệ Hằng nhất định phải tiếp, ông ta đi vào phòng sách, nhấc điện thoại. Chiêu Độ, chúc mừng năm mới. Duệ Hằng, chúc mừng năm mới. Tiếng Tống Chiêu Độ nhẹ nhàng mà thân thiết, vẫn là giọng điệu quen thuộc, nhưng hơi có chút vui mừng. Lại là một năm rồi, thời gian thực sự nhanh quá. Tôi vốn định đến Tết cùng anh uống vài chén nhưng lại có chút việc đi không được. Tôi sẽ không quay về thành phố Yến mà phải ở lại thủ đô mừng năm mới. Lời nói của Tống Chiêu Độ có hàm ý khác, cố ý chỉ ra là đang đón Tết ở thủ đô. Hẳn là có điều ám chỉ, nghe nói năm nay Bộ Chính trị muốn tăng thêm hai vị trí ủy viên dự khuyết, lẽ nào Tống Chiêu Độ ở đó là vì việc này? Rất có khả năng. Phạm Duệ Hằng rất hiểu tính cách Tống Chiêu Độ, không nói tùy tiện mà không suy nghĩ, cũng sẽ không nói một câu vô nghĩa. Gã giữ chữ như vàng, mỗi một câu nói đều có hàm ý rất nhiều. Bởi vậy mới làm cho người ta khó có thể suy xét. À, bận là tốt, để chúng ta nhàn hạ, thật đúng là nhàn cũng không được. Phạm Duệ Hằng cười ha hả. Ở thủ đô đón Tết cũng tốt, nhớ đi nhiều, có lợi cho việc triển khai nhiệm vụ tiếp theo. Tống Chiêu Độ đúng là thăm dò Phạm Duệ Hằng không nói tiếp, cũng cười nói. Tết nhất mà đâu đâu cũng nghĩ đến công việc, nên nghỉ ngơi, đúng là phải nghỉ ngơi. Sức khỏe là quan trọng nhất. Sức khỏe của anh so với tôi tốt hơn, anh cũng trẻ hơn tôi. Tôi cảm thấy một năm không bằng một năm. Nếu Tống Chiêu Độ không đề cập tới việc chính, Phạm Duệ Hằng cũng nói theo. Con người tất nhiên tới tuổi rồi, không già không được. Ha ha! Tống Chiêu Độ nở nụ cười, đổi đề tài. Tình hình Tỉnh Yến phải có thay đổi, lại là một thách thức. Duệ Hằng, đối với anh mà nói cũng là một thời cơ hiếm có. Phạm Duệ Hằng thấy Tống Chiêu Độ chậm rãi gợi đề tài, trong lòng cũng buông ra, nói. Là thời cơ cũng là thách thức, tổng thể mà nói, vẫn là vững vàng hướng về phía tình thế tốt. Lại ngừng lại một chút. Hôm nay đúng lúc Trần Phong, Vĩnh Quốc và Hạ Tưởng tới làm khách nhà tôi. Đang nói chuyện thì khéo làm sao anh lại gọi điện thoại tới. Ha ha, Tống Chiêu Độ hiếm khi cười lớn một tiếng. Chứng tỏ tất cả mọi người đối với anh rất thân thiết. Anh hiện tại là rất có sức hấp dẫn, nói đến Hạ Tưởng, đúng lúc có một việc, sẽ phải nhờ anh quan tâm nhiều hơn đến công việc của hắn. Việc của Hạ Tưởng, cho dù anh không nói, tôi cũng sẽ để tâm. Phạm Duệ Hằng bật cười ha hả. Tất cả mọi người quan tâm tới Hạ Tưởng, tôi là cấp trên trực tiếp của hắn, sao có thể không quan tâm? Là việc lên ủy viên thường vụ. Tống Chiêu Độ dường như cân nhắc lời nói một chút, còn nói. Tôi ở thủ đô gặp một vài người, cũng đưa lời để ý. Với anh lời nói xã giao thì không cần. Duệ Hằng, anh và tôi cũng cùng làm việc nhiều năm, về sau núi cao nước sâu cũng có lúc giúp đỡ lẫn nhau. Phạm Duệ Hằng ngược lại gần như hít được một hơi khí lành. Tống Chiêu Độ nói là y biết ông ta từ trước nay, rất có sức mạnh, cũng là một lần có sức mạnh trực tiếp nhất. Ông ta lúc đầu còn suy đoán là Tống Chiêu Độ vì việc Hạ Tưởng vào ủy viên thường vụ. Làm sao mà vẫn không có đả động gì. Với Tống Chiêu Độ thì tấm lòng bảo vệ và ủng hộ của Hạ Tưởng rất mạnh. Hiện tại ngay cả Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc đều đích thân ra mặt. Y làm sao có thể vẫn chưa phát ra âm thanh nào. Nếu nói Tống Chiêu Độ không có lực trong việc vào ủy viên thường vụ, hoàn toàn không thể. Bởi vì lúc trước chính là Tống Chiêu Độ hao tâm tổn trí muốn để Hạ Tưởng được đề cử đảm nhiệm bí thư thành ủy Tân Đường. Ngay cả đảm nhiệm chức bí thư trong một năm cũng không hối tiếc. Lúc ấy, rất nhiều người cười nhạo Hạ Tưởng, nói là Trần Khiết Văn chịu đi rồi hắn cũng không có người phù trợ, là bị Tỉnh ủy lạnh nhạt. Thực ra người ngoài nào đâu biết rằng, Tống Chiêu Độ lại cao minh như vậy.
hết một năm đảm nhiệm bí thư thành ủy, thăng chức lên cấp phó tỉnh sớm 2 thậm chí 3 năm. Cái nào có lợi nhất? Tống Chiêu Độ nhìn xa trông rộng, vì tiền đồ của Hạ Tưởng mà tận hết sức lực từ trong ra ngoài, ủng hộ toàn bộ mọi mặt. Hạ Tưởng, thật đúng là có nhân duyên tốt. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Nhưng cho dù biết Tống Chiêu Độ vẫn đặc biệt bảo vệ Hạ Tưởng, nhưng Tống Chiêu Độ vẫn chưa từng trực tiếp nói ra lời trao đổi lợi ích. Quả thực khiến Phạm Duệ Hằng vô cùng kinh ngạc, bởi vì chứng tỏ, Tống Chiêu Độ vì Hạ Tưởng có thể thăng tiến thuận lợi làm cấp phó tỉnh, hạ hết vốn. Hạ Tưởng, rất may mắn làm cho bí thư tỉnh ủy như ông cũng không thể không ngớt hâm mộ. Tống Chiêu Độ thậm chí trong lúc ăn Tết còn tự mình ở thủ đô vận động. Cường độ ủng hộ và quyết tâm to lớn của y càng hơn Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc. Hạ Tưởng quá may mắn. Chiêu Độ nói quá lời. Phạm Duệ Hằng chậm rãi hạ quyết tâm. Không quyết định không được. Ba vị quan lớn cấp bộ trưởng ra mặt, lại thêm ủng hộ của Mai Thái Bình, còn có họ Ngô ở giữa phối hợp. Việc Hạ Tưởng và ủy viên thường vụ đã bước đầu mở ra một kẽ hở vào trong bộ chính trị. Phạm Duệ Hằng cũng không biết là, nếu có thêm Hạ Tưởng vận động ở thủ đô năm trước, và ủy viên thường vụ cũng gần như là mở ra một cánh cửa. Tôi sẽ thận trọng suy nghĩ về lời của anh. Coi như ông ta cho Tống Chiêu Độ một câu trả lời hài lòng. Trần Phong, Vĩnh Quốc và Hạ Tưởng đều đang ở đây, anh có muốn nói vài câu với bọn họ không? Không cần, tôi còn có việc phải ra ngoài. Anh thay tôi gửi lời hỏi thăm tới bọn họ. Tống Chiêu Độ rất rõ ràng cắt đứt điện thoại. Phạm Duệ Hằng ở trong phòng sửng sốt một lúc, sau khi đi ra không nói nhiều lời, chỉ mỉm cười nói. Thật có lỗi khiến các vị đợi lâu. Chiêu Độ gửi lời hỏi thăm chúc Tết tới mọi người. Tào Vĩnh Quốc và Trần Phong liếc nhau, cười, đều không nói gì cả. Lần này Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc cùng nhau viếng thăm Phạm Duệ Hằng, thu hoạch thật tốt. Trần Phong cũng không ở lại thành phố Yến lâu, buổi chiều liền vội vàng tới thủ đô. Trước khi đi, gã vỗ vai Hạ Tưởng nói một câu. Hạ Tưởng, có tôi, có Chiêu Độ, có Vĩnh Quốc. Còn có quan hệ của ba người chúng tôi, cho dù phải nâng, cũng sẽ nâng cậu vào hội nghị thường vụ. Lời nói của Trần Phong trực tiếp, hùng hồn, rõ ràng. Thậm chí còn có một chút ngang ngược, Hạ Tưởng nghe xong, trong lòng cũng bắt đầu nổi hào khí và xúc động. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng liền cùng Tào Vĩnh Quốc đi tới thủ đô, tiến hành bước quyết thắng cuối cùng. Khi đến thủ đô, Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc tách nhau ra. Cấp bậc khác biệt, những người hai người muốn gặp cũng khác nhau. Mấu chốt là, Hạ Tưởng trước tiên phải cùng họ Ngô đoàn tụ. Nếu không, ông cụ Ngô đợi không thấy hắn, hắn chắc phải ăn gậy. Gặp gỡ ông cụ Ngô tất thảy đều tốt đẹp, toàn thể gia đình họ Ngô tập trung ở trong phòng, chỉ có Hạ Tưởng là người ngoài. Tuy nhiên cũng không ai cảm thấy đột ngột, Ngô Tài Dương, Ngô Tài Giang, thậm chí người rất ít lộ diện như Ngô Tài Hà cũng có mặt. Hạ Tưởng ngồi trong đó cũng rất phù hợp. Ngô Tài Dương vẫn không nói chuyện nhiều với hắn, Ngô Tài Giang trái ngược lôi kéo hắn nói không ít chuyện. Lại nhắc tới Mã Vạn Chính, còn nói Mã Vạn Chính đang ở thủ đô vận động muốn tiến thêm bước nữa. Còn nói đã tới lúc của hắn rồi, Ngô Tài Giang lại nói hắn có thể sẽ không đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy. Chuẩn bị về thủ đô đảm nhiệm một chức phụ nhàn hạ. Hắn giữ chức bí thư tỉnh ủy đối với Ngô Tài Dương ảnh hưởng quá lớn. Xuất phát từ đại cuộc của họ Ngô, hắn nhất định phải thành vật hy sinh. Hắn cũng đã nhìn ra, đối với giới quan lại không có nhiều lưu luyến. Sau khi trở về giữ cấp bộ trưởng, không hề quan tâm nhiều sự việc. Yên tâm giúp họ Ngô quản lý công việc kinh tế. Hạ Tưởng không nói gì, nội bộ công việc của họ Ngô, tự khắc có ông cụ họ Ngô một tay sắp xếp. Hơn nữa, quả thật bước đường chính trị của Ngô Tài Giang tiến lên không quá xa. Hắn vì Ngô Tài Dương nhường lối cũng phù hợp với quyền lợi toàn thể. Bởi vậy có thể kết luận, họ Ngô sẽ tận lực hỗ trợ Ngô Tài Dương đến một trong 9 chức vụ cao nhất. Chương 1174, nhìn người lâu dài, xem đồ ăn nhắm rượu. Ngô Tài Hà tài năng thường thường, quản lý công việc gia tộc vẫn chưa đủ sức. Dự đoán sau khi Ngô Tài Giang tiếp nhận quản lý kinh tế dòng họ, Ngô Tài Hà sẽ hoàn toàn lùi về phía sau, chỉ phụ trách việc vặt nội bộ dòng họ. Chuyện gia đình họ Ngô, Hạ Tưởng không muốn can dự, lại càng không muốn nhúng tay. Tuy nói ông cụ thường xuyên thể hiện ý muốn hắn nắm một chút quyền hạn ở nhà họ Ngô. Nhưng hắn luôn luôn khéo léo từ chối, không nhận lời. Thực ra, với tài năng của hắn,
trên đường chính trị giúp đỡ Ngô Tài Dương, về kinh tế trợ giúp Ngô Tài Hà, đều có thể mặc sức vùng vẫy. Nhưng hắn chí không ở nơi đây, hơn nữa một khi tham gia vào việc nhà họ Ngô khẳng định sẽ gây ra nhiều chuyện. Nếu đổi là người khác có lẽ sẽ ham mê quyền thế và của cải của họ Ngô, với hắn mà nói, không muốn lại được. Buổi tối ở lại biệt thự của Liên Nhược Hạm ăn lễ mừng năm mới. Ông cụ trở về đại bản doanh của họ Ngô, còn một mình Hạ Tưởng lại nghe Liên Nhược Hạm nói mọi chuyện về nước Mỹ. Mặc dù hắn không hiểu lắm một số thuật ngữ chuyên môn, nhưng cuối cùng cũng nghe ra một chút. Chính là người lợi dụng, một người thì đầu tư vào công ty cổ phần, hỗ trợ lẫn nhau để khống chế cổ phần, thì có thể đạt được mục đích thâu tóm tiền tài ẩn núp ở sau màn. Tài sản của Liên Nhược Hạm hiện giờ đã lên tới 200 tỷ đô la Mỹ. Đương nhiên là giá trị thị trường, không phải vốn lưu động. Trong đó căn cứ vào tỷ lệ, Tào Thù Lê có gần 200 triệu, Lý Thấm có 100 triệu, ngay cả Vệ Tân cũng có gần 10 triệu đô la Mỹ. Hạ Tưởng thực sự hoảng sợ, mỗi người so với hắn đều giàu hơn nhiều. Hắn cho dù đem cả đời làm quan, mỗi ngày mất mạng để kiếm tiền, cũng kiếm không được nhiều như vậy. Quả nhiên lý luận của người Mỹ cũng có mặt đúng. Đúng thật sự là tinh anh ở giới kinh doanh mà không phải trong giới quan lại. Về phần bước tiếp theo sẽ đi như thế nào, Hạ Tưởng sẽ không đưa ra nhiều ý kiến nữa. Liên Nhược Hạm và Lý Thấm về cơ bản đối với quy luật thị trường và tập quán tài chính đã thuộc lòng trong tâm. Không cần phải để hắn chỉ trỏ. Hắn cũng biết hiện tại tất cả đã đi vào quỹ đạo bình thường. Miễn là dựa vào tập quán bình thường của thị trường mà vận hành, của cải khổng lồ của Liên Nhược Hạm sẽ tiếp tục tăng thêm lên. Tuy là sẽ không phát triển giống như lúc bắt đầu, nhưng vẫn sẽ là tình trạng tốt đẹp như cũ. Tin rằng sẽ nhanh hơn so với tốc độ thăng chức của hắn. Trong lòng Hạ Tưởng có cân nhắc một ngày nào đó thực lực của Liên Nhược Hạm lớn mạnh, sẽ trở thành một ngọn núi cao vút sừng sững phía sau hắn. Còn có một chuyện làm cho hắn yên lòng chính là, Liên Nhược Hạm đối với hắn thật đúng là có lòng vô điều kiện. Kế hoạch tài chính lâu dài, một chút cũng không nói cho Ngô Tài Dương. Thậm chí ngay cả ông cụ Ngô gia cũng không biết. Rõ ràng làm sao có thể giấu giếm. Liên Nhược Hạm tự có cách, không cần Hạ Tưởng lo nghĩ quá nhiều. Liên Nhược Hạm lăn qua lăn lại bên Hạ Tưởng. Hạ Tưởng mệt mỏi, lúc đang muốn ngủ, Liên Nhược Hạm cố tình không cho. Đàn ông sau khi xong việc sẽ mệt, có đàn bà sau khi xong việc lại hưng phấn. Liên Nhược Hạm chính là kiểu này. Cô liền lôi kéo Hạ Tưởng, nhất nhất muốn Hạ Tưởng tiếp chuyện với cô, nói xong rồi, đề tài lại chuyện tới Vệ Tân. Vệ Tân thật đáng thương, bệnh của cô ấy rất kỳ lạ, em thấy buồn, một người hoàn hảo như vậy sao lại gặp phải bất hạnh. Liên Nhược Hạm gối vào cánh tay Hạ Tưởng, lấy tay chỉ vào người Hạ Tưởng, chỉ tới chỉ lui. Em đã nghĩ, chỉ bằng anh chấp nhận Vệ Tân, cô ấy quả thật là người không tệ, cẩn thận chăm sóc dịu dàng. Những ưu điểm mà đàn ông thích nhất ở phụ nữ, cô ấy đều có. Anh thu nhận cô ấy, em sẽ không ghen, thật sự tuyệt đối không phản đối. Cô ấy thật tốt làm em đau lòng muốn chết. Hạ Tưởng mặc kệ Liên Nhược Hạm là thật lòng hay dò xét, lắc đầu mạnh. Đừng hồ đồ, em nếu như thương cảm một người, anh lại thu nhận một người. Em cho rằng anh ai đến cũng không cự tuyệt, gặp người là thích, gặp hoa là ngắt sao. Được rồi, mau ngủ đi, mai còn có việc. Cái anh này, em nói thật, anh cũng đừng giả bộ nữa. Vệ Tân thích anh cũng không phải không biết, còn giả bộ cái đồ quỷ. Liên Nhược Hạm bún đầu Hạ Tưởng một cái. Là em nói thật, cô em tốt nhận về nhà mình, quá tốt. Em bình thường một mình cũng cô đơn, có cô ấy làm bạn em cũng cảm thấy an toàn. Hơn nữa cô ấy là người thành thật, lại biết quan tâm chăm sóc, sẽ không tranh giành tình cảm với em rất yên lòng. Hạ Tưởng giả vờ ngủ. Ấy, nói việc nghiêm chỉnh mà, anh đừng giả bộ em sẽ làm cho anh. Hạ Tưởng tiếp tục ngáy ngủ. Liên Nhược Hạm giận, nhéo cái mũi Hạ Tưởng, nắm lỗ tai Hạ Tưởng. Hạ Tưởng sẽ không để ý, dù sao cũng là dở trò. Cuối cùng, Liên Nhược Hạm đưa tay sờ vào chỗ hiểm của hắn, hắn nghiêng người đè lên Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm da trắng như tuyết, phần thân trên lộ ra, nửa dưới chỉ mặc một chiếc quần lót, nằm ngửa mặt trên giường. Thân thể toát ra hơi thở thuần thục và ánh sáng mê người. Hạ Tưởng lại muốn trêu ghẹo, Liên Nhược Hạm ban nãy giận hắn vừa nãy tránh vấn đề quan trọng, cố tình không cho. Càng không cho, Hạ Tưởng lại càng muốn. Hai người trên giường rằng co không ngừng, lúc đang ầm ĩ bỗng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng vang. Việc lớn không tốt,
Hạ Tưởng xoay người một cái nhanh chóng xuống giường, vừa thấy tự mình rất khó coi, lại vội vàng vơ quần áo phủ lên, vừa muốn mở cửa thì cửa đã bị Liên Hạ đẩy ra. Liên Hạ xoa đôi mắt buồn ngủ, không vừa lòng nói. Con muốn đi tiểu. Đi tiểu thì tự mình đi. Hạ Hạ lớn rồi, không được bắt mẹ dẫn đi tiểu nữa. Hạ Tưởng nói ra mấy câu nói uy nghiêm, dạy dỗ Liên Hạ. Vì để Liên Hạ từ nhỏ đào tạo ý thức độc lập, Liên Hạ đã sớm không ngủ cùng Liên Nhược Hạm, tự mình ngủ trong một phòng. Con chính là muốn tự mình đi tiểu. Liên Hạ hơi ấm ức. Con tới là nhắc bố mẹ một câu. Ban đêm rồi đừng chơi trốn tìm nữa, ảnh hưởng tới người ta nghỉ ngơi. Liên Hạ đi hồi lâu rồi, Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm vẫn còn xấu hổ vô cùng. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng hẹn gặp Phó Tiên Phong, muốn cùng Phó Tiên Phong gặp mặt nói chuyện. Không gặp mặt nói chuyện không được, họ Mai còn đỡ, Mai Thái Bình không nói hai lời. Họ Khâu cũng tốt, có Mai Thái Bình ra mặt, lại có họ Ngô để ý đánh tiếng. Ba họ cùng chung ra sức hoàn toàn có thể đạt được đồng tâm. Nhưng họ Phó lại khác, họ Phó mặt ngoài thì đồng ý, đằng sau hậu trường có thể có ý nghĩ gì hay không, Hạ Tưởng trong lòng rất thiếu tự tin. Nói việc khác thì còn tạm tạm, nhưng vào ủy viên thường vụ, sự việc quan trọng, không thể qua loa. Nếu chẳng may có sơ suất, nói không chừng sẽ hẩm hiu cả đời. Một lần thăng chức quan trọng nhất trong cuộc đời, không thể không thận trọng. Nghĩ đến năm đó gần như là đối thủ không đội trời chung. Hiện tại lại ngồi cùng một chỗ nói chuyện, chính trị xưa nay vốn vậy. Giữa quốc gia với quốc gia, người với người, luôn luôn ghi trong lịch sử phân phân hợp hợp. Cùng Phó Tiên Phong gặp mặt ở chỗ Tiên Thiên Hạ. Tiên Thiên Hạ là một tòa nhà độc đáo và là quán ăn có phong cách cổ điển. Ngoài cổng có hai đèn lồng lớn màu đỏ, hai con sư tử đá đứng hai bên, khí phách phi phàm. Bên cửa có một câu đối, đúng là hai câu nói nổi tiếng của Phạm Trọng Yêm. Lo trước nỗi lo của thiên hạ. Vui sau niềm vui của thiên hạ. Tiên thiên hạ chi yêu nhi yêu. Hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc. Hạ Tưởng vào cửa được một người dẫn dắt vào phòng. Cái tên phòng cũng rất có ý nghĩa, kêu là Nhạc Dương Lầu. Phó Tiên Phong một mình trang phục giản dị. Chính là trong cái nhàn nhã mà xem kế sách gì. Thấy Hạ Tưởng tiến vào, gã đứng dậy chào đón, chủ động giơ tay. Mừng năm mới, Hạ Tưởng không tồi, rất nhanh nhẹn, khí sắc tốt nhỉ. Vốn tôi hôm nay còn có một chút lù dù, tuy nhiên sáng sớm hôm nay vừa nghĩ phải gặp mặt Phó Chủ tịch Phó liền lập tức hết sức hoạt bát. Hạ Tưởng đến thì mở một tràng nói đùa, kỳ thực ngụ ý của hắn là cùng Phó Tiên Phong liên hệ, phải xốc lại tinh thần để ứng phó. Nếu không có thể sẽ bị dính kế. Phó Tiên Phong có hiểu được hay không, Hạ Tưởng không biết. Dù sao Phó Tiên Phong cũng cười ha ha, biểu lộ ra vô cùng vui vẻ, giơ tay kéo hắn ngồi xuống. Ngồi đi, nơi này cảnh vật cũng không tệ lắm, đồ ăn cũng có đặc sắc. Một lát nữa chúng ta cùng nhấm nháp một chút. Sau khi Hạ Tưởng ngồi xuống, trước tiên cùng Phó Tiên Phong uống một chén trà. Khen nước trà ngon, dường như người làm quan đều thích bình phẩm trà. Bất kể có thích uống hay không đều có thể uống, mỗi người trong lòng đều tự có kinh nghiệm về trà. Không bao lâu đã mang lên một chút đồ nhắm, đều là đồ ăn vặt truyền thống rất ít khi nhìn thấy, thậm chí còn có hạt dưa. Đợi một chút, Phó Tiên Phong nói. Đến rồi, nếm thử đi, đều là tay nghề sắp thất truyền, nơi khác không thể có được. Hiếm khi Phó Tiên Phong lịch sự tao nhã như vậy, Hạ Tưởng cũng không thể quá cấp thiết, liền thong thả mà nhấm nháp mấy thứ đồ nhắm. Cũng quả thật không tồi, hắn khen không dứt miệng. Trà phải giữ ấm trong nước sôi, phải chậm rãi tô điểm. Câu chuyện trong chốc lát lại đi tới Phó Tiên Tiên, lại từ Phó Tiên Tiên nói đến Mai Hiểu Mộc, nói tới giữa Mai Hiểu Mộc và Nghiêm Tiểu thì có khúc mắc. Sau khi nói chuyện đủ một vòng tròn, Phó Tiên Phong mới buông chén trà xuống, đột nhiên liền thốt ra một câu. Hạ Tưởng, anh có nghĩ tới việc sau khi vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy anh sẽ trở thành quan lớn cấp phó tỉnh trẻ tuổi nhất nước hay không? Bỗng chốc trở thành tiêu điểm tin tức, đối với minh tinh mà nói, nổi danh thì phải làm càng sớm càng tốt. Nhưng đối với anh mà nói, trở thành nhân vật nơi đầu sóng ngọn gió chưa chắc đã là chuyện tốt. Vấn đề của Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng cũng đã suy nghĩ tới. Chẳng qua hoàn cảnh chính trị trong nước không cho phép việc tuyên dương trắng trợn. Hắn nếu như thăng chức suôn sẻ làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trở thành cán bộ do ban tổ chức trung ương quản lý trực tiếp. Muốn tuyên dương hắn nhất định phải được ban tuyên giáo cho phép. Không phải tin tức truyền thông muốn nói cái gì thì có thể nói cái đó.
Hạ Tưởng bỗng chốc đoán được dụng ý của Phó Tiên Phong, không tiếp lời y, hỏi lại. Phó chủ nhiệm Phó, người quang minh chính đại không nói chuyện ngồi lê đôi mách. Hôm nay anh muốn gọi đồ ăn kiểu gì, cứ nói thẳng. Chương 1175, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Sắp xảy ra xung đột. Phó Tiên Phong cười một cách kín đáo. Mỉm cười trong chốc lát, lại không nói lời nào nữa, ngược lại nhàn nhã cầm thuốc lá trong tay chuyển đi chuyển lại rồi đặt lại chỗ cũ, hỏi một câu. Lần trước trong một tiệc trà, tôi với Mã Vạn Chính ngồi cùng nhau, vô tình nghe hắn nói đến anh, dường như hắn với anh có mối quan hệ rất tốt. Bí thư Mã sao? Hạ Tưởng không hề cảm thấy bất ngờ đối với câu hỏi đột ngột của Phó Tiên Phong về Mã Vạn Chính, bởi vì qua lại với Phó Tiên Phong đã lâu rồi, đã quen với phong cách của anh ta, nhìn mãi cũng quen mắt rồi, mỉm cười nói. Bí thư Mã rất quan tâm tới tôi, con người ông ta rất tốt. Trả lời rất xúc tích, cũng đầy tính hình tượng. Ánh mắt của Phó Tiên Phong đầy ẩn ý đảo qua đảo lại trên người Hạ Tưởng. Khi nào gặp lại Bí thư Mã, thay tôi gửi lời chào đến ông ta. Phó Tiên Phong hoàn toàn có thể chư xê tiếp trò chuyện với Mã Vạn Chính, mời ăn cơm, hỏi thăm, hoặc những việc khác, cho dù Mã Vạn Chính không muốn có quan hệ xã giao với anh ta, cũng vẫn phải nể mặt. Phó Tiên Phong là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, quyền cao chức trọng, chẳng ai dám coi thường. Nhưng Phó Tiên Phong cố ý nhờ hắn chuyển lời hỏi thăm đến Mã Vạn Chính, chính là có mục đích khác. Hạ Tưởng biết rõ là trong đó còn có chuyện từ xa xưa. Tuy nhiên, Phó Tiên Phong không nói, hắn tự nhiên sẽ không mở miệng hỏi, nên nói. Được thôi, nhất định sẽ nói với ông ta. Dọn rượu và đồ ăn lên, hai người ăn uống, đồ ăn thơm, rượu ngon, nhưng đầu óc hai người lại không để ý gì tới đồ ăn. Hạ Tưởng rất rõ, Phó Tiên Phong không nhắc đến chuyện ủy viên thường vụ cấp cao trước là anh ta còn có điều kiện muốn đưa ra, những lời vừa rồi e rằng chỉ là một lời dẫn. Với một người có suy nghĩ đầu cơ trục lợi như Phó Tiên Phong, sẽ không chỉ đưa ra điều kiện đơn giản. Phó Tiên Phong dường như rất có tính kiên nhẫn, lại không nhắc đến công việc nữa, chỉ có uống rượu và nói chuyện phiếm, hơn nữa còn nói đông nói tây, nói chuyện đâu đâu. Hạ Tưởng nghĩ thầm, tốt thôi, mấy năm nay, hắn đã tôi luyện được tính kiên nhẫn, tốt, thì cọ sát thử. Trong lòng lo lắng, nhưng cũng không thể biểu lộ ra ngoài. Hơn nữa hiện tại hắn trầm tĩnh hơn rất nhiều, bởi vì hắn hiểu một chuyện. Có rất nhiều việc nóng vội cũng không được, có khi nóng vội chẳng những thành thừa mà còn có khả năng sẽ thành chuyện không hay. Hạ Tưởng nói chuyện tán gẫu cùng Phó Tiên Phong, trình độ tán gẫu của hắn cũng rất khá, thiên văn địa lý, chuyện gì cũng nói, thậm chí còn nói với Phó Tiên Phong cả chuyện triết học thời nhà Tần, khu vực tam giác Bermuda và chuyện người ngoài hành tinh. Chắc chắn là có người ngoài hành tinh, tôi đã từng nghiên cứu không ít tài liệu có liên quan. Phó Tiên Phong nhấp một ngụm rượu. Người của Đảng Cộng sản theo thuyết vô thần, thực tế đa số đều là lừa mình dối người, có bao nhiêu cán bộ cấp cao trong đảng đều đi thắp hương bái Phật đấy thôi. Đi thắp hương thì cứ đi, còn nửa đêm canh ba đi, sợ người khác biết, làm thế thì có tác dụng gì. Bình thường thì không thắp hương, đến lúc nước đến chân mới nhảy. Thì giống như có người nói, trong thời gian tại chức có một lần mơ ác mộng, thì suốt đêm cũng đi xe riêng đến núi Cửu Hoa cúng Bồ Tát, nhiều người còn không tin. Còn anh tin hay không tin là do anh, tôi dù sao cũng tin rồi. Phó Tiên Phong lại uống một ly với Hạ Tưởng, giống như hơi ngà ngà say, bất kể như thế nào, cuối cùng đã đi đến vấn đề chính. Tôi có người bà con xa, tên là Tiêu Giật Lăng, hiện tại làm phó cục trưởng ở thủ đô, luôn muốn ra bên ngoài, mãi không có cơ hội thích hợp. Năm nay anh ta đang ở độ tuổi trung niên, là người có tài cán, cũng rất có đầu óc. Nếu là một chức chủ tịch huyện, chắc hẳn có thể đảm nhận được. Cả nửa ngày, thì ra là Phó Tiên Phong muốn một chức chủ tịch huyện ở Tần Đường. Cũng được lắm, mong muốn vừa tầm, tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Hạ Tưởng, không làm mấy trò khoa trương. Nghĩ cũng phải, phỏng chừng gần đây lực ép từ các bên không nhỏ, Phó Tiên Phong biết nhà họ Phó cũng chỉ có thể thuận thủy triều mà di chuyển, nếu đi ngược với xu thế, rất dễ bị người khác công kích. Nhưng Phó Tiên Phong là người có tính tham lam vô độ. Muốn để cho nhà họ Phó dốc sức ủng hộ, thì thành ý đưa ra cũng phải tương xứng. Huống hồ hắn đã từng đối đầu sống chết với Phó Tiên Phong, nghĩ như vậy, cũng đã ít nhiều hiểu được lòng dạ của Phó Tiên Phong. Lý giải thì là như vậy, nhưng một chủ tịch huyện cũng không phải là chuyện nhỏ, không phải việc chỉ cần nói một câu. Đợi đã, họ hàng xa của Phó Tiên Phong tên là Tiêu Giật Lăng.
Cái tên sao mà nghe quen quen, nghĩ mãi mới ra, Thiên Trạch có một thương nhân xã hội đen cũng gọi là Tiêu Giật Lăng. Bất kể tên của gã là gì, điều mà Hạ Tưởng nghĩ là trả lời Phó Tiên Phong như thế nào. Chưa đúng thời cơ, trong lòng tôi đã có tính toán. Câu trả lời của Hạ Tưởng cũng xem như là đưa ra một đáp án chắc chắn cho Phó Tiên Phong, ngụ ý chính là có chỗ trống, thì sẽ xem xét cho Tiêu Giật Lăng. Phó Tiên Phong lại cười một cách thần bí. Nói không chừng năm sau có cơ hội, tôi cũng biết anh là người nói lời sẽ giữ lời. Là ý gì? Hạ Tưởng sửng sốt, hay là vì để cho người ta giành được vị trí, mà Phó Tiên Phong sẽ âm thầm ra tay hạ độc thủ, kéo một chủ tịch huyện nào đó xuống đài. Với thủ đoạn của Phó Tiên Phong, nếu thật muốn làm như vậy, Hạ Tưởng hoàn toàn tin tưởng có người sẽ phải xuống đài. Phó Tiên Phong vẫy vẫy tay, lại lắc lắc đầu. Nhìn kìa, lại nghĩ nhiều rồi phải không? Cho dù muốn để người ta giành được vị trí, cũng phải nắm được điểm yếu của người khác. Nếu như phát hiện ra một tên tham quan ô lại, tôi nghĩ anh nhất định sẽ vui khi gã bị luật pháp trừng trị. Nói như vậy là sự thật, Hạ Tưởng biết rằng hắn không thể ngăn cản được thủ đoạn của Phó Tiên Phong. Đơn giản không lo lắng làm gì, chỉ nói. Chủ tịch huyện là do Hội đồng Nhân dân bổ nhiệm, một cửa của Hội đồng Nhân dân thành phố không dễ qua đâu. Mã Tiêu sắp được điều đi rồi, trước khi đi, còn có thể phát huy được một chút sức lực còn lại. Phó Tiên Phong đương nhiên biết ám chỉ trong lời nói của Hạ Tưởng. Thực tế anh muốn loại bỏ Lưu Kiệt Huy cũng dễ thôi, nhưng vẫn không ra tay, chắc chắn là muốn mượn tay người khác rồi. Hạ Tưởng. Tôi phát hiện anh càng ngày càng chín chắn đó. Hạ Tưởng cười ha ha. Không phải chín chắn, mà là nhiều tuổi rồi, làm việc bị bó tay bó chân rồi. Anh đúng là. Phó Tiên Phong chỉ vào Hạ Tưởng cười ha ha. Trước mặt tôi còn nói nhiều tuổi, là mắng tôi già rồi à. Tôi thấy anh là ôm mộng về miền Bắc, giấu kiếm ở miền Nam, làm việc càng ngày càng cẩn trọng. Phó chủ nhiệm phó cũng không đừng tâng bốc tôi, càng tâng bốc càng khó đề phòng. Điều kiện đã thỏa hiệp, hai bên đều có thể tiếp nhận, tự nhiên không khí liền hữu hảo đi nhiều. Hai người cười cười nói, giống như bạn tri kỷ lâu năm gặp lại. Tuy nhiên quan sát một cách tỉ mỉ, trong nụ cười của Phó Tiên Phong thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ cảnh giác và suy nghĩ sâu xa. Đối với Hạ Tưởng, không thể tín nhiệm Phó Tiên Phong cả 100%, hợp tác thì hợp tác nhưng cũng là căn cứ trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Nếu như Hạ Tưởng không đạt được lợi ích, anh ta cũng không có lợi lộc gì thì anh ta mãi mãi sẽ không ngồi trò chuyện vui vẻ cùng Hạ Tưởng. Thù hận năm đó, làm sao có thể một lúc hóa giải được. Chẳng qua là dựa trên lợi ích tạm thời. Phó Tiên Phong cũng tin tưởng chắc chắn, một ngày nào đó, anh ta và Hạ Tưởng sẽ vì không còn chung lợi ích mà trở mặt thành kẻ thù. Nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại là hiện tại, trước đây nước Mỹ vẫn mang tiếng xấu là một nước đế quốc chủ nghĩa, hiện tại lại hướng đến trở thành nước Cộng hòa xinh đẹp. Thật sự là trước khác nay khác. Giữa anh ta và Hạ Tưởng cũng là trước khác nay khác. Phó Tiên Phong nhìn khuôn mặt khôi ngô và trưởng thành của Hạ Tưởng, trong lòng có chút thở dài, nói thật, cho tới hôm nay anh ta mới thật sự đánh giá cao chàng trai mà đã từng khiến cho anh ta căm hận đến tận xương tủy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn đã làm mất hết thanh danh của anh ta, làm chậm mất 2 năm tiền đồ quý giá, nếu không bây giờ đã là cấp bộ trưởng rồi. Làm sao có thể cười mà xua tan đi sự hận thù được? Hạ Tưởng lại khiến cho tâm trí của Phó Tiên Tiên trở nên lộn xộn, không còn ít tuổi nữa, không lo lập gia đình, cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì nữa. Suy nghĩ kỹ lưỡng mặc dù, Hạ Tưởng cũng giúp đỡ chút ít cho nhà họ Phó, nhưng tóm lại hắn vẫn mắc nợ nhà họ Phó rất nhiều. Trong lòng Phó Tiên Phong thầm nghĩ, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Hạ Tưởng cũng chú ý đến ánh mắt dao động phức tạp của Phó Tiên Phong, trong lòng cũng nghĩ, giữa Phó Tiên Phong và hắn cũng xem như là điển hình của bằng mặt mà không bằng lòng. Tuy nhiên lại nói, các nhân vật chính trị nếu không thể công tư phân minh, thì không phải là một chính khách có đủ tư cách. Hơn nữa, nếu có thể phân định rõ ràng lợi ích chính trị và lợi ích cá nhân, lại có thể chính trực ngay thẳng trong môi trường lớn trong nước, thì cũng coi như là một nhà chính trị có tư cách. Chương 1176 Có được có mất, tai họa bất ngờ. Hạ Tưởng kỳ vọng một ngày kia có thể thực hiện được nguyện vọng của một nhà chính trị, cho dù không phải hoàn toàn công bằng, ngay thẳng, ít nhất cũng phải làm được công bằng chính trực, phù hợp với đạo đức và pháp luật. Pháp luật là mấu chốt của nhân dân, một xã hội một quốc gia, nếu ngay cả pháp luật cũng không mang lại cảm giác an toàn cho nhân dân,
xã hội sẽ loạn, quốc gia sẽ diệt vong. Nhưng giai đoạn hiện tại, trong nước không chỉ có rất nhiều vùng mù pháp luật, hơn nữa không thể không chấp nhận một sự thật là quyền lực lớn hơn pháp luật. Đồng thời, thông tin và sự việc không rõ chân tướng, tai nạn cũng không rõ chân tướng, thậm chí ngay cả trong tình hình quốc tế, cũng không rõ chân tướng là vì sao Trung Quốc luôn nhẫn nhịn nhượng bộ, vẫn không thể đánh tơi bời một trận, vẫn treo cờ đầu hàng. Tổng bí thư đang tại chức đi cả đêm để tới núi Cửu Hoa là thật hay giả, Hạ Tưởng cũng lười tìm hiểu. Nhà họ Phó cuối cùng phải đi dây thăng bằng giữa thế lực gia tộc và thế lực bình dân trong bao lâu nữa, có thể dựa vào thủ đoạn đầu cơ trục lợi mà đi được bao xa nữa, hắn cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại hắn chưa thể gây ảnh hưởng đến đại cục được, đợi đến một ngày hắn có quyền lực trong tay, hắn sẽ khiến cho người khác làm việc theo sự sắp xếp của hắn.